tôi xin nói tới một số vấn đề trước kia tôi thấy trong công việc, tôi học phần mềm, ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng, công năng lớn nhất của phần mềm là đem nội dung truyền tới nền tảng phần cứng, cho nên được hiển nhiên cho rằng nó ở vị trí hạch tâm. Đây không phải là diễn giảng có chuẩn bị, mà là tập kích bất ngờ, bắt đầu có chút hỗn loạn, chỉ biết nghĩ tới đâu nói tới đó, giống như Sony, Panasonic vậy, đều là công ty kỹ thuật truyền thống, bọn họ ban đầu sản nghiệp theo nhành dọc rất độc lập, thiếu liên hệ với nhau. Bọn họ vì mỗi phần cứng đơn độc phải phát triển phần mềm cần thiết, phần mềm phát triển phụ thuộc vào phần cứng. Sau đó lại do nhiều doanh nghiệp cung cấp nội dung giải trí, mọi người đều công nhận phần cứng là điểm mạnh của Sony, sản phẩm của Sony ở phương diện nào cũng hơn ePlayer của Ái Đạt. Nhưng ePlayer có một cái mà sản phẩm của Sony không sao bì được, đó là trực tiếp kết nối với nội dung âm nhạc trực tuyến. Samsung chẳng phải đang đề xướng sản phẩm điện tử dung hợp với kỹ thuật số đó sao? Khai phát phần mềm là nền tảng, ePlayer dùng được, di động cũng dùng được. Khai phát nội dung cũng là một nền tảng, âm nhạc trang web toàn cầu cho tải, trừ ePlayer ra, tương lai cũng phải phù hợp với máy chơi game, Poker PC có khả năng phát nhạc, với tôi, nếu di động có thể tra duyệt từ điển giống như máy từ điển thì hoàn mỹ. Lưu Minh Phong nói liên tục, không ai chú ý thời gian trôi đi, mặc dù đường lối của hắn có chút hỗn loạn, nhưng đám Trần Tín Sinh đều có thể nắm được điểm sáng trong đó. Nói chung nói đến khái niệm hệ sinh thái mà hiện nay chúng ta hay gọi, hệ sinh thái Android, hệ sinh thái iOS. Trương Khắc lúc này mới biết ở lĩnh vực sản phẩm điện tử tiêu dùng, Lưu Minh Phong có một số suy nghĩ có tính hệ thống. Hoàn cảnh tri thức bản quyền phần trong nước cùng phát triển phần cứng sẽ hạn chế hắn phát triển, ở phương diện khai thác nội dung, ở trong nước chỉ đang thong thả bố cục, ở hải ngoại do không có cơ sở phần cứng hỗ trợ, cũng không thể tiến hành bố cục quy mô lớn. Lưu Minh Phong cũng cảm thấy miệng khát khô, cho rằng còn nói tiếp sẽ lộ cái rốt mất, nhìn đồng hồ đã thấy hơn một tiếng rưỡi. Trần Yến ngồi đó, lòng bàn tay ướt đẫm thay Lưu Minh Phong. Mặc dù trong xếp hạng 100 xí nghiệp điện tử năm 99, Ái Đạt xếp thứ tư, nhưng trong mắt cô và bạn học, địa vị Ái Đạt còn hơn xa điện tử Hoa Hạ xếp đầu bảng. Trần Yến và Lưu Minh Huy nhìn cao tầng vườn rồi thì thầm bàn luận với nhau, bọn họ nghe không rõ lắm, lại nhìn Đỗ Phi được công nhận là nhân vật dẫn đầu sinh viên sáng nghiệp cũng cười cười ghé đầu vào đó tham dự bàn tán, không biết quan hệ giữa Đỗ Phi và Ái Đạt là gì, còn cả cô gái xinh đẹp làm người ta càng nhìn càng không dứt mắt ra được kia là ai. Rồi Trương Khắc là ai? Y ngồi yên trong khi các nhân vật lớn đều phải nghiêng người sang nói chuyện với hắn, cha Trần Yến là cán bộ, chi tiết nhỏ này cô có thể nhận ra được. Khụ, Trần Tín Sinh hắng giọng một tiếng. Lưu Minh Phong giật mình, ai đứng ra nói chuyện với hắn, gần như đại biểu mức độ thừa nhận của Ái Đạt với hắn. Trần Tín Sinh đứng dậy đưa tay ra nói, tôi rất vui mừng đưa ra lời mời cậu gia nhập vào đội ngũ lớn này, mong cậu không từ chối. Chương 1076, đào tạo thư ký. Tao ngộ tối nay làm Lưu Minh Phong thấy không sao tin nổi, sơ tuyển bị loại làm hắn có chút lòng tàn ý lạnh rồi, ai ngờ có kỳ ngộ thế này. Quay sang nhìn Trần Yến, nhìn đôi mắt của cô, mới đi tới bắt tay Trần Tín Sinh, còn không quên nói một câu hóm hỉnh, tôi phải xác nhận mình không nằm mơ trước đã. Mọi người cười rộ lên, Trần Tín Sinh bảo hắn ngồi xuống nói chuyện, mặc dù cậu nên thuộc về phòng số 3, nhưng hiện giờ Ái Đạt có hạng mục. Tôi hy vọng cậu tham gia, sau này ở Ái Đạt cậu làm tới được mức độ nào, còn phải xem năng lực cá nhân và nỗ lực của cậu. Không vấn đề gì, Lưu Minh Phong suy nghĩ xem có hạng mục gì mà cần mình tham gia, có điều vẫn đồng ý không hề do dự, người ta bảo đến bà lao công trong vườn sồi cũng có tình độ kế toán, tôi thi sơ tuyển bị rớt, lúc đó nghĩ có khi mình kém cả bà lao công. Trần Tín Sinh lắc đầu, thầm nghĩ Trương Khắc ở trong khu gặp được cái tên này, chẳng biết có phải nhìn trúng cái mồm mép của hắn trước không. Trương Khắc nhìn đồng hồ, bỏ cái chân vắt chữ ngũ xuống, đứng dậy nói với Lưu Minh Phong, không còn sớm nữa, không biết ký túc xá học viện bưu điện đã đóng cửa chưa? Tôi mời mọi người tới ngõ học phủ uống một ly. Trần Yến nhìn đồng hồ sắp 11 giờ rồi, chẳng về TKX nữ được nữa, chẳng lẽ theo Lưu Minh Phong tới phòng hắn ngủ? Chẳng phải cho hắn sướng chết sao? Trương Khắc nói với Trần Minh Sán từ Mỹ tới, giám đốc Trần sẽ an bài ông tới khách sạn, tôi phải đi trước đây, chuyện ký hợp đồng ngày mai. Sẽ do giám đốc Trần và cô Trương phụ trách tiếp xúc với bên chính phủ, đáng có được ưu đãi gì sẽ do vườn sồi tranh thủ cho mọi người. Bên này căn dặn công việc xong liền gọi điện cho Đường Thanh, xác định cô vẫn ở 1978 liền mời Lưu Minh Phong và Trần Yến tới đó, khi xuống lầu giới thiệu qua cho họ về nhóm Trần Minh Sán, bọn họ đều là chuyên gia lĩnh vực cảm ứng,
có trong tay một số bản quyền phát minh, kế hoạch về nước sáng nghiệp tiếp tục phát triển lĩnh vực cảm ứng, phía chúng tôi quyết định cung cấp cho bọn họ 10 triệu tiền phát triển. Lại nói, chúng ta làm quen lại một chút, tôi là Trương Khác, sinh viên Đại học Đông Hải, sự vụ ở Ái Đạt tôi có quyền lực tham gia quyết sách, do tôi muốn tiếp tục lêu lổng trong trường, chuyện này không thể công khai với bên ngoài. Anh tham gia hạng mục này do tôi trực tiếp theo đuổi, nên để tôi giới thiệu với anh là thích hợp nhất. Lưu Minh Phong suy nghĩ hàm nghĩ phía sau câu, trực tiếp theo đuổi, câu này khó lý giải chuẩn xác, nhưng câu quyền lực tham dự quyết sách, thì quá rõ ràng rồi, địa vị của chàng thanh niên này còn hơn cả Đỗ Phi, chỉ là không ai biết mà thôi. Đây đúng là thời điểm tấp nập nhất của các quán bar, rất nhiều thanh niên nam nữ tấp nập ra vào. 1978 là quán bar của anh, nơi dành cho người quen biết tụ hội, không có âm nhạc kích động cũng không cho phóng túng uống say bét nhè, nên lúc này không còn nhiều khách nữa. Trương Khác đi vào, thấy Đường Thanh nằm gục trên quầy bar, sắp ngủ tới nơi, đi tới vuốt ve gò má mịn màng của cô, hôm nay cuộc họp diễn ra rất thuận lợi, cho nên kéo dài tới tận bây giờ, bạn có thể về ngủ trước mà. Rồi giới thiệu Lưu Minh Phong và Trần Yến. Đường Thanh cười thùy mị, mí mắt cô díp lại, mắt cảm thấy cay cay, nhưng càng long lanh mê hoặc, ngồi xuống bên Trương Khác nghe họ nói chuyện. Hoàn cảnh sản nghiệp trong nước, đừng nói là xí nghiệp, ngay cả bộ thông tin cũng rất bi quan. Phần cứng kém người ta không chỉ một chút, phần mềm càng kém người ta cả vạn dặm, còn nội dung thì cứ nhìn tình trạng bản quyền là biết lợi nhuận ra sao. Trương Khác lắc đầu, những người có chút cảnh tỉnh đều nghĩ xí nghiệp trong nước làm sao có thể cạnh tranh được với các cự đầu điện tử tiêu dùng hải ngoại. Như vậy chỉ còn con đường sáng tạo mà thôi, trong thời đại tốc độ sản phẩm điện tử đổi mới nhanh chóng như hiện nay, đại đa số người tiêu dùng không quá yêu cầu hà khắc về phần cứng, mà chú trọng vào trải nghiệm. Như thế vừa hay cho chúng ta phải đổ công sức vào đây, dùng phát triển nội dung phần mềm bù nâng cao trải nghiệm người dùng bù đắp lại thiếu sót về kỹ thuật. Nhưng với hoàn cảnh trong nước, phát triển nội dung phần mềm có lợi nhuận rất thấp, đặc biệt nội dung trên mạng đừng nói tới lợi nhuận, còn phải bù lỗ thêm. Anh có tưởng tượng ra sản phẩm mình sắp tham gia là phương diện nào không? Phát triển nội dung Internet, Lưu Minh Phong do dự hỏi, hắn học thạc sĩ phần mềm, phát triển phần cứng chẳng liên quan gì tới hắn. Trương Khác gật đầu, sau khi anh làm thủ tục nhậm chức xong, tôi cho anh 3 tháng để tiếp xúc với tài nguyên Internet mà chúng tôi nắm giữ. Nếu 3 tháng không đủ, tôi sẽ cho anh thêm một chút thời gian. Điều duy nhất anh phải làm là mỗi tuần gửi báo cáo thế nào tùy anh viết, viết gì cũng được. Qua một thời gian chúng tôi xách sang bài chức vụ chính thức cho anh. Thời gian không còn sớm nữa, tôi bảo người an bài nhà khách cho cả hai. Nhìn Lưu Minh Phong và Trần Yến rời đi, Đỗ Phi sán tới chất nhà nói. Mày làm thế quá bằng dung túng người ta phạm sai lầm, mày nói xem bọn họ đang phấn khích như thế, tỷ lệ phạm sai lầm là bao nhiêu. Còn định nói thêm thì bị Thịnh Hạ đi tới nhéo một cái, thế là kéo nhau về nhà, không biết có giữ mình không phạm sai lầm được không. Trương Khác cùng Đường Thanh và Trần Phi Dung về chung cư thanh niên, trên đường đi y ba hoa bốc phét với hai cô gái, ai cũng nghĩ di động tầm trung và thấp của Cẩm Hồ dễ bán. Rất ít người biết D188 bán với giá 8.800 đồng của Cẩm Hồ mỗi tháng bán ra chưa được 1/3 lượng di động nhưng lại chiếm 2/3 lợi nhuận thu được, riêng chiếc máy này tháng 8 đã mang lại cho Ái Đạt 400 triệu lợi nhuận trước thuế rồi. Đường Thanh khoác vai Trần Phi Dung thì thầm, tên tiểu tài chủ chỉ biết khoe khoang tiền của mình. Từ khe hở chung cư nhìn thấy bóng dáng thư viện Ái Đạt thấp thoáng đằng xa, Trần Phi Dung hơi bĩu môi nói, ừ, mình còn tưởng bạn ấy khẳng khái lắm. Té ra là tiền xây thư viện chẳng bằng tiền kiếm được một tháng. Trương Khác giơ tay làm động tác muốn đánh hai nha đầu, mặc dù ở thị trường di động, Cẩm Hồ đứng thứ ba, nhưng bằng vào chiếc D188 này, lợi nhuận trước thuế còn hơn cả Motorola và Nokia, nếu cái này mà cũng không thể lấy ra khoe, thì trên thương trường còn thành công nào có thể khoe được nữa. Nhưng hai cô gái chẳng thèm để ý tới những lời của Trương Khác, vừa chế giễu vừa cười chạy trước. Vào chung cư, Đường Thanh tranh tắm trước. Đơn độc đối diện với Trương Khác, Trần Phi Dung thu lại vẻ nghịch ngợm vừa rồi, ngồi xuống tĩnh lặng nghe y nói chuyện, cô biết Trương Khác không phải khoe khoang mà y đang giới thiệu cho cô về Cẩm Hồ, đây là điều cô phải dần dần nắm được để sau này thuận lợi trong việc triển khai công tác. D188 thu được thành công lớn là do thiết kế hai màn hình thu hút được ánh mắt của mọi người, đây là phần rất nhỏ thuộc phạm trù trải nghiệm người dùng. Trải nghiệm hoàn mỹ không có nghĩa là kỹ thuật càng phải cao cấp. Thực ra về kỹ thuật D188 chẳng có chỗ nào thực sự xuất sắc, kỹ thuật trong những chiếc di động cao cấp của Motorola, Nokia đều hơn D188, nhưng D188 vẫn có ưu thế rõ ràng. Trương Khác lúc này mới tiếp tục chủ đề vừa rồi,
phát triển kỹ thuật lấy trải nghiệm người dùng làm hạch tâm chính là chỗ dựa cho Cẩm Hồ tự tin tham dự cạnh tranh ở thị trường nước ngoài. Thiết kế công nghiệp rất dễ bị mô phỏng, đối thủ cạnh tranh sẽ mau chóng hoàn thiện kỹ thuật, một khi bọn họ đưa ra di động hai màn hình, cái thị trường nhỏ này không thuộc sở hữu riêng của chúng ta nữa, kiến lập nên một hoàn cảnh trải nghiệm người dùng khiến đối thủ không thể mô phỏng được là vấn đề quan trọng mà phức tạp. Ví dụ như đem chip âm tần vào di động, phát triển di động phát nhạc, rồi dùng trang web âm nhạc trực tuyến hỗ trợ tải bài hát, đồng thời cung cấp phần mềm xuất sắc cho người dùng, ít nhất ở thị trường di động âm nhạc, đối thủ cạnh tranh khó mà mô phỏng được mô hình trải nghiệm toàn diện như thế của Cẩm Hồ. Trần Phi Dung nghiêm túc hỏi, có phải là như vậy không? Ừ, gần như thế đấy. Trương Khác thả lỏng người, nằm thẳng cẳng trên ghế sofa, bạn theo mình 2 năm nữa là có thể xuất sư rồi. Biến đi, ai thèm bái sư bạn chứ? Trần Phi Dung cười dịu dàng. Lúc này ở trong phòng tắm Đường Thanh gọi Trần Phi Dung, váy ngủ cô mang vào rơi xuống nước ướt cả rồi, nhờ Trần Phi Dung mang bộ khác vào. Nhìn Trần Phi Dung vào một lúc không thấy ra, rồi nghe thấy tiếng té nước đùa nghịch của hai cô gái, Trương Khác ngứa hết cả người, tính xem có nên lấy cớ vào mang cho Đường Thanh bộ váy ngủ khác không. Đường Thanh không giỏi thức khuya, qua 11 giờ là hai cái mí mặt chỉ trực đánh nhau, Trần Phi Dung cuốn mái tóc ướt sũng đi ra gọi y vào tắm. Trương Khác vào phòng thì Đường Thanh đã nằm trên giường ngủ tít rồi, chiếc váy ngủ bị vén lên, lộ ra cặp đùi trắng trẻo, chiếc quần lót màu trắng hơi nhỏ, lộ ra quá nửa cặp mông tròn lẳn đầy khiêu khích. Á, nhà đầu chết tiệt này! Trần Phi Dung biết quan hệ giữa Đường Thanh và Trương Khác sớm vượt qua tầng cấp kia rồi, nhưng nhìn thấy cô bạn lộ cơ thể ra ngoài, vẫn vội đi tới kéo mép váy ngủ xuống. Trương Khác trừng mắt nhìn Trần Phi Dung, hai ngày qua hai cô gái dính lấy nhau, làm y không kiếm được cơ hội ăn vụng. Giờ tới nhìn cũng không được nữa. Trần Phi Dung che miệng cười, một tay kéo váy ngủ Đường Thanh, khôi phục hiện trạng để Trương Khác nhìn cho đã. Trương Khác cười khổ, tiểu yêu tinh mê hoặc như thế, nhìn mà không ăn được quá bằng hành hạ bản thân. Quay đầu sang chỗ khác. Nhưng quay sang thì Trần Phi Dung mặc áo tê, sớt chất liệu vải không lọt sáng, che hết đi cơ thể yểu điệu của cô, chỉ lộ ra cặp chân thon dài đi đất trên sàn, mái tóc dài ướt sũng nắm trong tay. Làn da trắng trẻo sau khi tắm nước nóng mang màu hồng, làm vẻ lạnh lùng thường ngày thêm phần quyến rũ, ai, lại cũng chỉ nhìn được thôi. Chương 1077, té ngã. Trương Khác thầm thở dài, Tiêu Nghỉu ném di động bên giường, y phục thay ra không biết được Trần Phi Dung hay là Đường Thanh chuẩn bị sắn cho rồi. Trương Khác ủ rũ chuẩn bị cầm y phục vào tắm thì Đường Thanh ngủ mơ xoay người, đá vào chiếc di động của y. Nhìn chiếc di động rơi xuống sàn. Trần Phi Dung theo bản năng cúi xuống nhặt không suy nghĩ, qua cổ áo trễ xuống Trương Khác nhìn thấy ngọc thể phấn hồng, hai bầu vú của cô không lớn lắm, nhưng cực đẹp, căng tròn vừa tay, mịn màng mà trơn láng như gốm sứ, nhất là hai nụ hoa trực nở còn chưa từng có nam nhân nào đụng tới, hồng hào tươi đẹp vô cùng, không ngờ Trần Phi Dung không mặc áo lót, Trương Khác như ngộp thở, nhìn không chớp. Á, Trần Phi Dung đặt di động lên giường, thấy Trương Khác chuyển ánh mắt đi trốn tránh, ý thức được vừa xong bị lộ hết rồi. Ngực cô nhỏ nhắn, mặc áo vải chẳng lo để lộ dấu vế gì, ai ngờ vẫn để lộ ra cho Trương Khác nhìn, hơi xấu hổ, nhưng không dám cầm di động ném Trương Khác, bạn cố ý đấy à? Bạn nghĩ mình là thần tiên hay sao? Trương Khác đưa tay che mặt, cười nhăn nhở, mình làm sao biết được Tiểu Thanh chở mình đá vào di động? Hừ, coi như bị chó nhìn, Trần Phi Dung bĩu môi nói. Mình có cố ý đâu, Trương Khác ủy khuất nói, thế bạn sẵn lòng cho chó nhìn à? Còn đầu khẩu với y nữa thành ve vãn nhau mất, Trần Phi Dung mím môi không nói, nhìn Đường Thanh, váy thì chỉnh tề rồi, nhưng chất liệu quá mỏng manh, chẳng những đường nét bầu vú nhấp nhô theo nhịp thở thấy rõ ràng, mà hai núm vú cũng gồ cả lên, dung nhan khi ngủ càng xinh đẹp, chẳng thể lấy chăn che người Đường Thanh đi, nói, Tiểu Thanh ngủ hỗn lắm, hôm qua thiếu chút nữa bị cô ấy đẩy xuống giường, hôm nay mình vào phòng ngủ nhỏ ở, kệ cô ấy. Trương Khác nghe thế chắp tay vái dài. Trần Phi Dung thấy e không hề che giấu vẻ háo sắc, không nhịn được cười, lại lườm y một cái sắc lẻm, cầm lấy đồ rời khỏi phòng. Cửa sổ mở rộng, gió sớm thổi rèm cửa màu tím bay lất phất, Đường Thanh ngái ngủ mở mắt ra, một cánh tay trắng như tuyết còn đặt trên lồng ngực Trương Khác, rõ ràng còn nhớ đêm qua ngủ với Trần Phi Dung cơ mà, sao cái tên háo sắc này lại như con heo rúc bên cạnh mình rồi. Đường Thanh nghi hoặc dụi mắt, cảm thấy nằm trong lòng Trương Khác rất dễ chịu, muốn ngủ thêm một lúc nữa. Chân hai người gác lên nhau, cảm giác cái thứ kia nhô lên chọc vào người, cô đưa tay xuống sờ, á, cái tên hư hỏng không mặt quần xịp. Đường Thanh muốn nhấc chân ra, nhưng sợ đánh thức Trương Khác,
không dám nhúc nhích, nhưng cáo thứ kia cọ vào đó, hết sức ngứa ngáy, nghe nhịp thở của Trương Khác không giống như ngủ, đưa tay vén mi mắt y lên, thấy con người đang chuyển động gian manh, Đường Thanh trở mình cưỡi lên người Trương Khác, há miệng cắn mũi y, dai khẽ mấy cái, nhõng nhéo hỏi, sao con heo này lại chui vào đây ngủ, Phi Dung đâu mất rồi? Bị mình đuổi đi rồi, nhà đầu chết tiệt đó suốt cả ngày chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của mình. Thấy hai mắt Trương Khác híp mắt nhìn chọc chòng vào ngực mình, Đường Thanh cúi đầu nhìn xuống, á một tiếng, đưa tay che ngực, chẳng biết từ lúc nào trên xấu xa đó đã kéo dây áo ngủ nàng xuống vai, da thịt đàn hồi trắng như mỡ đông, để lộ quá nửa bầu vú vừa vặn nhưng đẹp mê hồn, hai hạt anh đào phấn hồng rung lên nhẹ nhẹ đến cả nàng cũng thấy say mê chính mình huống hồ tên háo sắc đó, chỉ giỏi những trò hư hỏng. Hi hi, còn che gì nữa, còn chỗ nào mình chưa nhìn mà phải che. Trương Khác cười vô sỉ. Sáng sớm dương khí thịnh vượng, người ngọc như thế nằm trong lòng, không động chân động tay một chút chẳng phải là nam nhân nữa rồi, đôi tay bắt đầu mò lên đồi ngực mềm mại của cô. Bàn tay ngọc thon thon của Đường Thanh giữ lấy bàn tay tác quái của Trương Khác, nũng nịu nói, đừng có nghịch lung tung, mình muốn ngủ một lúc nữa. Lung tung chỗ nào mình hoạt động rất có quy luật đầy chứ. Nhà đầu này tuy không quá nhiệt tình với chuyện nam nữ hoan lạc, nhưng cơ thể lại rất mẫn cảm, không chịu được khiêu khích. Trương Khác nhìn nhịp thở bắt đầu không ổn định, đôi mắt mơ màng của Đường Thanh, dụ dỗ, bạn ngồi nhích xuống một chút đi. Đường Thanh nghe lời nhích người xuống, bị cái thứ vừa cứng vừa nóng kia chọc vào chỗ riêng tư, mới biết là y muốn làm trò gì, định tránh đi thì Trương Khác dùng hai tay giữ chặt lấy eo không cho cô tránh, cách lớp quần lót mỏng, bị thứ đó trêu ghẹo, chỗ thịt non mềm mẫn cảm cực điểm, dòng nước âm ẩm rỉ ra, thấm qua quần lót, tên chết tiệt đó còn không biết vô liêm sỉ, ôm lấy gò má cô, uy hiếp cô hôn. Đừng, Phi Dung còn, chiếc miệng xinh xắn của Đường Thanh bị lấp đầy, phát ra tiếng nấc kháng nghị yếu ớt trong cổ họng. Trương Khác mặc kệ, lưỡi nỗ lực tách hàm răng trắng của cô ra, trêu chọc chiếc lưỡi thơm của Đường Thanh, như đứa trẻ đói khát hút lấy nước bọt thanh tân trong miệng cô, hôn tới mức làm Đường Thanh ngạt thở, quay mặt đi, má áp lên mặt Trương Khác, thở dốc, đừng. Một hơi thở nong nóng phun vào tai, cảm giác chiếc lưỡi ma quái của y như con rắn nhỏ liếm vòng quanh, toàn thân bủn rủn. Hơi nóng trong người dần dần dâng lên tới mức mất kiểm soát, người nhũn đi trong lòng Trương Khác, mọi ý nghĩ phản kháng yếu ớt bị đánh tan, mắt khép hờ rên hừ hừ hưởng thụ khoái cảm mê muội lan tỏa tàn thân từ ngón tay Trương Khác mân mê vùng đất cấm. Thấy Trương Khác muốn cởi quần lót của mình xuống, Đường Thanh lo lắng nhìn về phía cửa, đừng cởi, Phi Dung sẽ vào đấy. Vậy phải làm thế nào? Gò má Đường Thanh từ phớt hồng chuyển sang đỏ gay. Trương Khác cảm nhận cặp mộng đầy nhục cảm và đàn hồi của cô chuyển động tìm vị trí, tay vén quần lót sáng một bên, từ từ ngồi xuống. Qua một phen điên đảo, làn da Đường Thanh ửng hồn như say rượu, Trương Khác chưa thỏa muốn phát tiết kìm nén mấy ngày qua một phen khoái sướng, nhưng chiếc di động không biết điều vang lên. Nghe tiếng chuông di động, Đường Thanh choàng tình cuộn người lại, vùng vẫy thoát khỏi lòng Trương Khác, lấy chăn bọc lấy cơ thể đầy mỹ cảm chết người sau cao trào, mặc kệ Trương Khác sống chết ra sao. Bảo y nghe điện thoại trước. Trương Khác tức muốn gục máu, không quan tâm tới cái điện thoại, định tóm lấy Đường Thanh giày vò một phen, nhưng Đường Thanh đã cuốn chăn chạy ra cửa rồi, nhìn thấy Trần Phi Dung vừa từ phòng đi ra, chẳng thể trần truồng đuổi theo Đường Thanh được, còn phải đóng cửa lại, nhìn người khác lộ hàng là một lạc thú, nhưng để người khác nhìn hình như chẳng có gì hay ho. Đành hậm hực nhận điện thoại. Là điện thoại của Trần Tín Sinh, hắn nhận được thông báo, đúng lúc rạng sáng nay, cũng là buổi tra ở Mỹ. IAA đã đồng ý rút đơn kiện Cẩm Hồ và ký hiệp nghị hòa giải ngoài tòa. Đầu năm IAA kiện lên tòa án liên bang, Cẩm Hồ vì sử dụng kỹ thuật bảo mật không đủ nghiêm ngặt khiến cho hộ dụng ePlayer thoải mái tải nhạc miễn phí trên mạng, xâm phạm bản quyền của họ, xin tòa án liên bang cấm bán ePlayer, đồng thời đề xuất khoản bồi thường lên tới 53 triệu đô la Mỹ. Ban đầu tòa án liên bang phán Cẩm Hồ thua cuộc, nhưng kiểu kiện cáo này cũng giống như thái cực quyền vậy. Chỉ cần có đủ thời gian và tiền bạc là có thể đánh ra đánh lại, phát quyết đầu tiên chưa là cái gì, Cẩm Hồ tiếp tục thuê luật sư nổi tiếng chiến đầu giằng dai với IAA. Hơn nửa năm, riêng tiền thuê luật sư đã hơn 2 triệu đô la Mỹ, có điều số tiền này cũng đáng. Khoản bồi thường cao như thế khiến giới truyền thông và công chúng rất chú ý, phụ kiện giữa IAA và Cẩm Hồ vừa vặn là tranh cãi giữa nhà thu âm truyền thống và nhà kinh doanh nội dung mạng. Khiến mức độ bị thổi phồng lên của nó vượt xa tưởng tượng của người thường. Trước khi bị kiện mỗi tháng Cẩm Hồ bán được ở Bắc Mỹ 3 vạn chiếc ePlayer, nửa năm sau tăng vọt lên 13 vạn chiếc, làm tổng lượng tiêu thụ của ePlayer tại Bắc Mỹ vượt qua MD. Nói thật tình,
Trương Khắc hận không thể ôm lấy cái đầu hói của chủ tịch AIAA hôn mấy cái, phụ kiện tốn hơn 2 triệu đô la Mỹ tiền luật sư này có giá trị hơn chục triệu tiền quảng cáo. Riêng việc ePlayer bán chạy hơn MD cũng là quá đủ rồi. Quảng cáo bình thường khó thuyết phục được người tiêu dùng tin vào sản phẩm của Trung Quốc, nhờ AIAA mà Cẩm Hồ gây dựng được lòng tin với người tiêu dùng, phụ kiện càng lâu AIAA càng bất lợi. Có thể nói Cẩm Hồ đã đánh một trận vang danh ở Mỹ. Trương Khắc thở hắt ra, tin tức tốt đẹp của Trần Tín Sinh đánh tan oán khí của y, cười nói, bọn họ cũng ý thức được còn dây dưa nữa chỉ làm lợi cho chúng ta thôi. Sau khi đạt thành hiệp nghị hòa giải, chúng ta có thể bắt đầu tiêu thụ ePlayer ở trong nước rồi. Trần Tín Sinh ở phía bên kia nói, một chiếc ePlayer rẻ nhất ở nước ngoài bán với giá 200 đô la Mỹ, Sony bán máy nghe nhạc cầm tay ở Trung Quốc với giá 100 đô la Mỹ, nhưng thị trường cực nhỏ, thực sự lấp đầy thị trường lại là sản phẩm nhái, tốt thì 100 nhân dân tệ, kém hơn 30, 40 nhân dân tệ. Có điều Trung Quốc cũng tồn tại thị trường cao cấp không thể coi thường, Cẩm Hồ bán D188 đắt như tôm tươi là ví dụ. Dù ePlayer không giảm giá cũng có dung lượng thị trường kha khá ở Trung Quốc, cướp của người giàu luôn là chuyện Trương Khắc thích làm, Cẩm Hồ nắm bản quyền kỹ thuật hạch tâm của ePlayer chẳng cần phải giảm giá. Xâm phạm bản quyền trong nước tràn lan, Cẩm Hồ muốn người dùng ePlayer trong nước bỏ tiền tải nhạc chính bản chẳng khác gì tìm đường chết. Trước khi vụ kiện với AIAA chấm dứt, Cẩm Hồ thả lỏng bảo mật đề phòng xâm phạm bản quyền bán ePlayer trong nước chắc chắn bị AIAA tóm lấy công kích. Cho nên Cẩm Hồ chưa bán ePlayer trong nước. Hiện đã đạt thành hiệp nghị hòa giải ở Mỹ rồi, Cẩm Hồ không sợ AIAA chạy tới Trung Quốc kiện xâm phạm bản quyền nữa. Đương nhiên Cẩm Hồ cung cấp cho các nhà phân phối là máy có mã hóa bảo vệ chống xâm phạm bản quyền, công tác xử lý nó do nhà phân phối. Trong lúc nói chuyện với Trần Tín Sinh, Trương Khắc nghe thấy Đường Thanh và Trần Phi Dung ra ngoài, gọi điện dụ dỗ cô về tiếp tục chuyện tốt đang dang dở. Đường Thanh chỉ nói một lúc sau sẽ mang đồ ăn sáng về cho y. Trương Khắc đành vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, xem tin tức buổi sáng của DTHTW xem có nội dung nhạt nhẽo gì không, nghe thấy tiếng hai cô gái ngoài phòng phủ dọn dẹp, một lúc sau nghe thấy Trần Phi Dung, á, một tiếng, rồi tiếng người va xuống sàn. Trương Khắc choàng vội khăn tắm chạy ra, chỉ thấy hai cô gái ngồi trên sàn nhà cười, không khí vừa xấu hổ và ám muội, kỳ quái hỏi, ngã thì có gì đáng cười. Cái đầu đầu heo chỉ biết quẳng rác bừa bãi. Đường Thanh giơ tay lên ném, Trương Khắc né đi, thiếu chút nữa bị ném vào mặt, thì ra Trần Phi Dung dẫm phải cái này mới ngã. Chương 1078, hiệp nghị hòa giải bị chơi xấu 1. Trương Khắc cũng rất xấu hổ, Trần Phi Dung dẫm lên cái gì không dẫm, mà lại dẫm lên, áo mưa, bị trượt chân, xả rác lung tung thật không phải thói quen tốt. Trương Khắc trở lại phòng tắm, tiếp tục ngâm mình trong dòng nước ấm. Suy nghĩ có nên đích thân đến nước Mỹ xem sao không, không chỉ là việc Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ triệt tiêu tố tụng, kỹ thuật công nghệ chế tạo micro tinh viên mà Ti khơi ra cũng yêu cầu thúc đẩy một chút. Trương Khắc mặc y phục xuống lầu, Đường Thanh cùng Trần Phi Dung đang ngồi ở trong nhà hàng ăn sáng, y đi qua ngồi, cầm một cái bánh quẩy ăn với ly sữa đậu nành của Đường Thanh, vừa ăn vừa nói với Đường Thanh, Trần Phi Dung, đừng có cả ngày sữa đậu nành, bánh quẩy, trước đây nghe người khác nói kẻ có tiền buổi sáng đều cầm vây cá súc miệng. Bạn nói lúc nào chúng ta nên đề cao phẩm vị sinh hoạt một chút đây. Phù. Trần Phi Dung dẫm lên đến áo mưa trượt chân, còn hơi ngại ngùng khi nhìn Trương Khắc, nhìn Trương Khắc xuống lầu, im lặng uống sữa đậu nành, nghe y nói đùa, không nhịn cười được nữa, phun cả sữa đậu nành trong miệng ra bàn, một ít còn văng cả vào ly thủy tinh, bị sặc ho sặc sụa một hồi lâu, mới vội vàng rút ra giấy ăn lau sạch bàn, lại vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt với Trương Khắc. Vừa rồi bị té mông còn hơi đau. Sữa đậu nành trong ly cũng không thể uống, phải đổi một ly khác. Bạn lấy vây cá súc miệng đi, loại sữa đậu nành dành cho dân đen uống dù sao thì bạn cũng nhìn qua. Cô khoái chí uống một ngụm, lại cầm bánh quẩy quấy vào sữa đậu nành. Trương Khắc cũng mặc kệ, dù sao thì y cứ uống sữa đậu nành của Đường Thanh lại đổ một nửa trong ly của Trần Phi Dung qua của mình, cứ thế ba người có thể ăn xong một bữa sáng. Trương Khắc nói đến kế hoạch đi nước Mỹ đi một chuyến, Đường Thanh khó xử nói. Mình phải đi Kim Sơn với bố mẹ mấy ngày, dù sao thì mình kéo Phi Dung đi cùng. Bạn có rảnh không, mình thì không sao, bạn tìm đại người nào đi chung đi. Trương Khắc ngả hai tay, thực sự là không nói gì mà chống đỡ. Ai, thê lương thật đấy, lại không thể nói Hứa Tư không có rảnh, tuy nói hiện tại Đường Thanh đã hoài nghi đến Địch Đan Thanh rồi, nhưng Địch Đan Thanh ở tại Perth xa xôi,
từ nước Mỹ trở về là phải đến Australia dạo một vòng, nhưng không thể kéo cô ấy đi cùng mình đến Mỹ một vòng. Vãn tình vẫn chưa bị bại lộ. Không có người làm bạn, hành trình nước Mỹ lần này trở thành chuyến đi thương vụ thuần túy, không gì chán hơn. Đến San Francisco, Mông Nhạc cùng Tịch Nhược Lâm còn đúng lúc đi Canada không có ở Mỹ, Trương Khác ở lại San Francisco 2 ngày, tham gia nghi thức ký tên của Hiệp nghị Hòa giải với Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ RIAA. Căn cứ vào Hiệp nghị Hòa giải, Cẩm Hồ sẽ tiêu thụ ePlayer bản upgrade ở khu vực Bắc Mỹ, phần mềm mã hóa của bản bảo vệ để đạt được yêu cầu của RIAA. RIAA thì bỏ tiếp tục khởi tố cùng yêu cầu bồi thường tại khu vực Bắc Mỹ. Vào tháng trước, RIAA giành thắng lợi trong việc khởi tố một website phát nhạc MP3 miễn phí lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Mặc dù website này tuyên bố là không có tính lợi nhuận, pháp viện vẫn phán quyết cuối cùng website này thua kiện, ngoại trừ đóng cửa website, còn phải bồi thường một số tiền rất lớn. Tại Bắc Mỹ, không nói đến tính chất lợi nhuận, phi lợi nhuận, không gian sinh tồn của các website nhạc lậu đã quá hẹp, do đó cung cấp cho loại cửu hàng nhạc trực tuyến như âm nhạc toàn cầu không gian thương nghiệp càng lớn hơn, tiềm lực thị trường tăng vọt. Đối với âm nhạc toàn cầu, Cẩm Hồ nắm giữ 70% cổ phần, Toshiba cùng CQ nắm giữ 30% cổ phần còn lại, ba xí nghiệp vì thế tổng cộng đầu tư gần 90 triệu đô la Mỹ. RIAA có thể đã sớm ý thức được lần kiện cáo này tiếp tục dây dưa sẽ chỉ mang đến lợi ích thương nghiệp lớn hơn nữa cho Cẩm Hồ, ngay từ đầu họ cũng chỉ ôm thái độ đe dọa, không nghĩ tới Cẩm Hồ xem như một xí nghiệp mới phát mới quật khởi trong thời gian ngắn tại Trung Quốc lại sẽ ngoan cường như vậy thích ứng với hoàn cảnh pháp luật của nước Mỹ, tiếp tục dây dưa với họ, còn dây dưa hết hơn nửa năm. Ký tên hiệp nghị hòa giải, các cao tầng của Cẩm Hồ có mặt đều thay phiên nhau tiến lên trao những cái ôm nhiệt liệt với đại biểu của RIAA. Đại biểu của RIAA người nào cũng vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, cảm giác trong thời gian nửa năm nay đã bị đối thủ chơi cho một vố đau. Rất nhiều giới truyền thông của nước Mỹ cũng đăng hình ảnh đại biểu của song phương ôm nhau trong niềm nở lên báo chí, vị trí hiển yếu của tạp chí. Hiệp nghị hòa giải đối với Cẩm Hồ mà nói có thể xem như là một kết cục hoàn mỹ của sự kiện tố tụng lần này, bởi RIAA truy cứu rất gắt đối với website nhạc lậu trên Internet, khiến cho trong ngành rất xem trọng triển vọng của thị trường âm nhạc trả phí. Khi Trương Khác cùng Trần Tín Sinh đến San Francisco, Phó Tổng Giám đốc Châu Á của City Cao Thịnh là Tăng Tử Huy từ Hồng Kông chạy tới San Francisco, hy vọng Cẩm Hồ có thể giao cho City Cao Thịnh thao tác đưa âm nhạc toàn cầu ra thị trường chứng khoán. Tăng Tử Huy cũng chạy tới hiệp nghị hòa giải ký tên giữa Cẩm Hồ cùng RIAA, sau khi triệt để giải quyết vấn đề pháp luật mới lộ mặt, City Cao Thịnh không có khả năng sớm đứng ra ủng hộ Cẩm Hồ. Đại sảnh yến hội của khách sạn Argonaut nằm ở trung tâm bến ngư phủ Fisherman Wharf trải thảm đỏ, rượu đỏ đong đưa trong những ly thủy tinh trong suốt. Trương Khác thật sự nghĩ không rõ, thư ký thương vụ mà công ty Bắc Mỹ tuyển sao không có mấy người nhìn được, hay là tiêu chuẩn thẩm mỹ nữ nhân phương Tây của mình chỉ dừng lại ở trên Sophie Marceau, Catherine Zeta-Jones. Ngoại trừ hình thức thu nhập của các website Internet truyền thống, âm nhạc toàn cầu có nền tảng thiết bị rất tốt, theo ePlayer mở rộng. Nghiệp vụ tiêu thụ nhạc của website càng lúc càng trưởng thành, quy mô cũng sẽ càng lúc càng khả quan, cơ cấu thương nghiệp nước Mỹ có đánh giá tương đối cao đối với âm nhạc toàn cầu. Lúc này chuẩn bị đưa ra thị trường, sẽ giành được nhiều lợi ích hơn cả Côn Đằng cho Cẩm Hồ. Tăng Tử Huy ở trước mặt nhóm Trương Khác, Trần Tín Sinh không ngừng cổ động, giá cổ phiếu của Côn Đằng đã tăng lên giá 14 đô la Mỹ một cổ phiếu, so sánh với giá cả phát hành, đã tăng trưởng gần 5 lần, so sánh với giá cổ phiếu đầu tư mạo hiểm dưới cờ City Cao Thịnh. Biên độ tăng trưởng càng kinh khủng hơn. Đương nhiên rồi, biên độ Cao Thịnh thu được còn kém xa so với quỹ đầu tư mạo hiểm Vườn Sồi, nhà đầu tư lúc đầu của Côn Đằng, Cẩm Hồ là cự nhân phía sau quỹ đầu tư mạo hiểm Vườn Sồi, Tăng Tử Huy đã rõ ràng. Lúc này chuẩn bị đưa ra thị trường, có thể thành công đưa ra thị trường cần phải là chuyện sau mùa xuân sang năm, hơn nữa chỉ ít là kỳ hạn cấm 6 tháng, vậy phải đến mùa thu đông sang năm rồi. Trương Khác không tin khoa học công nghệ mới trên thị trường tư bản toàn cầu có thể kiên trì đến mùa thu ngày mai không tan biến. Bong bóng tan biến, chỉ ít yêu cầu 3-4 năm, nếu không thể từ trong làn sóng khoa học công nghệ mới này thu được lợi, Trương Khác rất khuyết thiếu hứng thú đối với việc đưa ra thị trường, lại nói âm nhạc toàn cầu đầu năm từ Toshiba, CQ thu được 60 triệu đô la Mỹ đầu tư, cũng không đủ tài chính. Chương 1079, Hiệp nghị hòa giải bị chơi xấu 2. Thiếu tài chính là thương vụ Cẩm Hồ, mặc dù khống chế âm nhạc toàn cầu, nhưng cũng không thể đem tài chính danh nghĩa của âm nhạc toàn cầu chuyển cho Cẩm Hồ thương vụ sử dụng. Nhìn Tăng Tử Huy vẻ mặt nhiệt tình, Trương Khác gãi đầu nói,
website lại không thiếu tài chính, đổ tiền đưa ra thị trường, ý nghĩa hình như không lớn. Cho dù số cổ phiếu chúng ta nắm giữ có thể thu lợi trên thị trường chứng khoán, vậy cũng phải chờ tới sau mùa thu sang năm. Con người tôi tương đối vội vã, đối với những việc nước xa không cứu được lửa gần, tôi không có hứng thú quá lớn. Những lời này Trương Khác nghe qua là đã cự tuyệt ý du thuyết của hắn, Tăng Tử Huy khó tránh khỏi có chút thất vọng, mấy năm nay cũng không nghe nói qua có công ty nào sẽ cự tuyệt lời mời đưa ra thị trường của City Cao Thịnh, trừ phi là những đối thủ cạnh tranh móc đi, lẽ nào Cẩm Hồ ngoài Cao Thịnh đã tìm được đối tượng hợp tác đưa ra thị trường tốt hơn. Giữa bữa tiệc, Tăng Tử Huy cáo từ rời khỏi khách sạn Argonaut, chuẩn bị ngồi chuyến máy bay buổi tối đến tổng bộ của City Cao Thịnh tại phố Wall, New York. Vào một khắc hắn bước lên máy bay, đột nhiên nghĩ đến trong lời nói của Trương Khác cũng không có ý hoàn toàn cự tuyệt. Nước xa không cứu được lửa gần, ý trong lời nói của y là bây giờ Cẩm Hồ còn khuyết thiếu tài chính. Nếu có quỹ đầu tư mạo hiểm sẵn lòng từ trong tay Cẩm Hồ tiếp nhận một phần cổ phần, mà không phải là trực tiếp đổ tiền nắm giữ cổ phần của âm nhạc toàn cầu, phương án này nói không chừng có thể được. Tăng Tử Huy lắc đầu cười khổ, lúc nhỏ hắn sống ở Hồng Kông, sau đó cả nhà di dân qua Mỹ, đã sớm thích ứng với hoàn cảnh cùng tư duy thương nghiệp của Âu Mỹ, không nghĩ tới lời nói có vẻ như cự tuyệt của Trương Khác lại ẩn giấu một đường cong, mặc dù cũng không thể xác định tình huống chân thực có phải cùng như suy đoán của mình hay không, nhưng một khoản nghiệp vụ lớn như vậy cũng đáng để hắn xem như chuyến bay này bị bỏ lỡ cũng không có chỗ nào đáng tiếc. Tăng Tử Huy lại vội vã xuống máy bay, từ sân bay lại trở về khách sạn Argonaut. Yến hội trong khách sạn còn chưa kết thúc, nhóm Trương Khác, Trần Tín Sinh cũng không có biểu hiện đặc biệt kinh ngạc đối với việc mình đi rồi mà quay lại. Tăng Tử Huy biết là suy đoán của mình không sai, hắn chỉ mỉm cười, mọi người lại tụ lại trong một gian phòng khác để thương nghị một số chi tiết khả thi. Cẩm Hồ muốn bảo trì quyền nắm giữ tuyệt đối với âm nhạc toàn cầu lâu dài là điều không thể thực hiện được, ngoại trừ áp lực bên ngoài. Toshiba nắm giữ 20% cổ phần của âm nhạc toàn cầu cũng vẫn hy vọng Cẩm Hồ có thể vứt bỏ quyền nắm giữ tuyệt đối, khiến cho thiết bị e-player của Toshiba có thể nhận được cơ hội càng công bằng hơn. Suy nghĩ đến quan hệ thân mật giữa CQ cùng Cẩm Hồ thực tế chỉ cần bảo trì 40% cổ phần là có thể nắm âm nhạc toàn cầu trong tay một cách tương đối ổn định, nói cách khác có tối đa 30% cổ phần có thể chuyển nhượng ra ngoài. Đầu năm, Toshiba cùng CQ vì thu được 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đã trả tổng cộng 60 triệu đô la Mỹ. Lúc này Trương Khác bày ra thái độ như vậy, Cẩm Hồ tối đa có thể trực tiếp chuyển nhượng 30% cổ phần, then chốt phải xem đầu tư mạo hiểm trên danh nghĩa của City Cao Thịnh hoặc City Cao Thịnh giật dây bắc cầu sẵn lòng đưa ra cái giá thế nào. Tăng Tử Huy đến tận màn đêm buông xuống mới bay đến New York, phố Wall mới là nơi đầu tư mạo hiểm tụ tập. So với nói hiệu suất của Tăng Tử Huy rất cao, còn không bằng nói lực ảnh hưởng của City Cao Thịnh tại phố Wall, tại nước Mỹ lớn đến kinh người. Ngày thứ ba Trương Khác tại San Francisco, Tăng Tử Huy đã truyền về tin tức nói Amazon cảm thấy rất hứng thú đối với chuyển nhượng cổ phần của âm nhạc toàn cầu, thậm chí hy vọng có thể tiếp thu toàn bộ 70% cổ phần trong tay Cẩm Hồ, cũng đưa ra cái giá thăm dò 200 triệu đô la Mỹ. Trong làn sóng khoa học công nghệ mới, Amazon đại khái là một trong những công ty khoa học công nghệ thu được lợi lớn nhất. So với kỳ tích thương nghiệp của Amazon, lúc này Cẩm Hồ chỉ ít trên biểu hiện vẫn còn kém một chút. Trung tuần tháng 7 năm 97, Jeff Bezos lấy 300.000 đô la Mỹ cha mẹ ông ta cho mượn làm vốn, tại vùng ngoại thành Seattle thuê nơi ở thành lập tiệm bán sách trực tuyến, tên là Amazon, năm 97 đưa ra thị trường. Vào ngày hôm nay sau 4 năm, Amazon đã trở thành website bán hàng trực tuyến lớn nhất nước Mỹ, trên Internet cung cấp các thương phẩm quà tặng như sách báo, âm nhạc, phần mềm, đồ chơi cho hơn 11 triệu người sử dụng, tổng giá cổ phiếu trên thị trường đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ. Sau một năm Amazon đưa ra thị trường, vì bảo trì địa vị của nhà bán hàng trực tuyến ở Bắc Mỹ, nó bắt đầu đại quy mô tỉnh cầu đối với các website bán hàng điện tử khác. Nghe nhạc trực tuyến trả phí download xem như một nhánh quan trọng của thương vụ điện tử, và càng lúc càng đạt được thị trường tán thành, hơn nữa tài nguyên Internet cùng nền tảng thiết bị mà Cẩm Hồ sáng tạo kết hợp hình thức thương nghiệp. Tiềm lực của thị trường không thể coi thường, hình thức lại rất khó mô phỏng theo, Amazon muốn bảo trì địa vị của nhà bán hàng trực tuyến lớn nhất Bắc Mỹ, sinh ra tâm mơ ước đối với âm nhạc toàn cầu đó là việc hết sức bình thường. Trương Khác, Trần Tín Sinh nghe được ý đồ thu mua của Amazon do Tăng Tử Huy thuật lại, suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, không hề có ý tiến thêm một bước tiếp xúc với Amazon. Mặc dù âm nhạc toàn cầu trong tương lai 10 năm tự thân có khả năng sáng tạo ra lợi nhuận cực kỳ hữu hạn,
nhưng tác dụng xúc tiến thật lớn của nó đối với tiêu thụ thiết bị e-player có bản quyền tại các khu vực Âu Mỹ Nhật Hàn là không thể bỏ qua. Cẩm Hồ tuyệt đối không thể bỏ qua quyền khống chế với tính thực chất, nếu như Cẩm Hồ sẵn lòng bỏ qua quyền khống chế, Toshiba tuyệt đối sẽ không keo kiệt 200 triệu đô la Mỹ này. Ngoại trừ Amazon, quỹ đầu tư mạo hiểm Hoa Đăng Hệ trước đó sớm nhất tiến vào Côn Đằng, lúc này với khoản lợi nhuận thật lớn cũng tỏ ra rất hứng thú đối với cổ phần của âm nhạc toàn cầu. Những quỹ đầu tư mạo hiểm này thuần túy là muốn đầu cơ thu lợi, sẽ không đi mưu cầu quyền nắm giữ cổ phần, vì khống chế phiêu lưu, thậm chí sẽ không nắm giữ quá nhiều cổ phần, cũng không thông qua Tăng Tử Huy, mà sau khi City Cao Thịnh truyền ra tin tức, liền trực tiếp phái ra đại biểu đến San Francisco để tiếp xúc với bên này. Động tác của họ nhanh chóng, cũng đưa ra điều kiện 40 triệu đô la Mỹ đổi lại 10% cổ phần. Động tác nhanh chóng như vậy, nói rõ họ vẫn đều đang để ý tới âm nhạc toàn cầu. So với giá cổ phần năm trước của Toshiba, CQ, đầu tư mạo hiểm dưới cờ City Hoa Đăng định giá cũng đủ cao gấp đôi rồi, nhưng so sánh với năm ngoái, chỉ số của NASDAQ trong thời gian chưa đến một năm cũng đủ để cao gấp đôi. Loại website thương vụ điện tử như Amazon, giá cổ phiếu tăng trưởng với biên độ phải quá gấp đôi, Côn Đằng đưa ra thị trường còn chưa đến 3 tháng thời gian, tổng giá cổ phiếu đã vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư mạo hiểm dưới cờ City Cao Thịnh lần này trái lại có thể kiên định, cho dù Tăng Tử Huy ở sau lưng giật dây bắc cầu, đầu tư mạo hiểm dưới cờ Cao Thịnh cũng không có vội vã đứng ra. Chương 1080, Hiệp nghị hòa giải bị chơi xấu 3. Chương khác rất không có lòng tin đối với cơn sóng khoa học công nghệ mới có thể tiếp tục không tan biến, nhưng y có lòng tin có thể kiên trì đến sang năm, còn có thời gian rất dư giả để tiến hành đàm phán chuyển nhượng cổ phần, đem sự vụ tương quan ủy thác hết cho City Bắc Mỹ. Y cùng với Trần Tín Sinh, Liễu Chí Thành bay đến Texas cùng Ti tiến hành giai đoạn cuối cùng của đàm phán chuyển nhượng kỹ thuật công nghệ chế tạo tinh viên không. 25/0, 18 micron. Bên Ti là ông bạn cũ Dell Fessy đứng ra tiếp đãi, Chu Trường Thanh, Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc của Ti tự nhiên cũng phải từ Bắc Kinh bay trở về Texas tham gia đàm phán giai đoạn cuối cùng. Hạ tuần tháng 8, khí trời của Texas ấm áp hơn nhiều so với kiến nghiệp. Chỉ là cuộc hành trình thương vụ có vẻ hơi khô khan nhạt nhẽo. Dell Fessy cũng có thể coi là bạn cũ của Cẩm Hồ, khi Trần Tín Sinh công tác tại Ti, trong thời gian dài đều là thủ hạ đắc lực của Dell Fessy, tình nghĩa cá nhân rất dày, đáng tiếc quan hệ cá nhân có vững chắc cũng không thể để Dell Fessy hy sinh một chút lợi ích của Ti, thật đúng là khiến người tiếc nuối. Nếu nói ngoài Amazon còn có ai đang nhìn quật khởi như kỳ tích của Cẩm Hồ, Dell Fessy có thể coi là một người. Khi nghiệp vụ DVD player sớm nhất của Cẩm Hồ, Ti chính là đồng bọn hợp tác quan trọng nhất. Những năm gần đây, Cẩm Hồ cùng Ti tại rất nhiều lĩnh vực đều có hợp tác mật thiết, công ty hợp doanh, cơ cấu liên hợp nghiên cứu, thậm chí Ti còn nắm giữ 10% cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm, đặc biệt là hợp tác trên cơ cấu thiết bị e-player cùng chip giải mã DVD player, khiến cho cả hai công ty đều thu được lợi ích rất lớn. Bởi thị trường điện tử toàn cầu sụt giá, năm 98 lợi nhuận cả năm của Ti giảm xuống chưa đến 800 triệu đô la Mỹ, trong đó hơn 200 triệu đô la Mỹ là sản sinh từ các nghiệp vụ liên quan với Cẩm Hồ. Nửa năm đầu năm 99, tuy nói kinh tế khoa học công nghệ mới cuồng nhiệt vô cùng, nhưng đây đa phần là việc của thị trường tư bản, thị trường linh kiện điện tử toàn cầu vẫn sụt giá, nhưng theo thị trường điện tử tiêu dùng của Trung Quốc nhanh chóng lớn mạnh cùng với mức tiêu thụ của e-player tại toàn cầu dần dần mạnh lên. Ti dự tính năm 99 thu được trên 300 triệu đô la Mỹ lợi nhuận từ các nghiệp vụ liên quan với Cẩm Hồ. Đồng bọn hợp tác chiến lược này của Cẩm Hồ cũng càng lúc càng không cho phép các nhân sĩ cao tầng của Ti bỏ qua. Giới truyền thông Mỹ cùng công chúng lại không biết nhiều đối với nội tình, nửa năm đầu năm nay, phụ kiện với Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ đã khiến danh tiếng của Cẩm Hồ tại khu vực Bắc Mỹ nở rộ, cũng khiến cho một nhóm giới truyền thông Mỹ cùng công chúng nghi vấn kỹ thuật điện tử của Cẩm Hồ rất nhanh đề thăng là do Ti ở phía sau đang tiến hành chuyển vận kỹ thuật. Có một số giới truyền thông thậm chí đề nghị thẩm tra lại giao dịch giữa Ti cùng Cẩm Hồ, khiến cho Ti phải tiếp nhận áp lực không nhỏ. Áp lực thì áp lực, ở trước mặt lợi ích thương nghiệp to lớn, loại áp lực này cũng tính thành không, lúc này ai cũng không thể bỏ qua thị trường điện tử tiêu dùng đang nhanh chóng trưởng thành ở Trung Quốc, ai cũng không thể bỏ qua địa vị của Cẩm Hồ tại thị trường điện tử tiêu dùng Trung Quốc. Trương Khắc cùng nhóm Trần Tín Sinh, Liễu Chí Thành đến Texas ngay đêm hôm đó, CEO Ti Gilbert vẫn ở trong nhà riêng của ông ta ý đặc biệt tổ chức tiệc để biểu thị lòng hoan nghênh đối với Trương Khắc. Khách và bạn ngoài tận hoan, Gilbert, Dell Fessy cũng muốn cảm khái tốc độ phát triển của Cẩm Hồ. Mặc dù Trung Tinh Vi Tâm vào năm ngoái tiếp thu Ti đổ tiền,
trên thực tế cũng không nhận được ủng hộ trên kỹ thuật của Ti. Trung tinh vi tâm từ tỷ lệ sản phẩm chất lượng lúc đầu mới đầu tư chưa đến 30% đề cao lên đến 80% như bây giờ, biểu hiện thậm chí tốt hơn cả các xưởng tinh viên với công nghệ sản xuất hoàn thiện khác. Nhà xưởng Tân Phổ của Trung tinh vi tâm trải qua gần một năm cải thiện, năng suất thực tế đề cao mỗi tháng 6 vạn tấm. Nửa năm đầu năm 99, sản lượng đầu đĩa SVCD ở trong nước đạt 10 triệu chiếc, sản lượng đầu đĩa SVCD toàn cầu vào khoảng 12 triệu chiếc. Phân ngạch thị trường chip giải mã SVCD 90%, chip khống chế trên 50% do công ty hợp doanh của Ái Đạt, TCQ khống chế. Sau khi nhà xưởng Tân Phổ thỏa mãn điều kiện công nghệ, công ty hợp doanh gần như đã chuyển gần một nửa đơn đặt hàng cho Trung tinh Vi Tâm. Nhà xưởng Tân Phổ của Trung tinh Vi Tâm tại ngành điện tử toàn cầu có địa vị tương đối thấp, dựa vào những nghiệp vụ này, phía sau nhà xưởng thành lập không lâu, trong thời gian chưa đến một năm đã thực hiện được lợi nhuận. Đây xem như thành tích khá xuất sắc rồi. Đương nhiên, thành công của nhà xưởng Tân Phổ chủ yếu vẫn là dựa vào hệ thống sản xuất của Cẩm Hồ. Các đơn đặt hàng thu hoạch được lúc này của nhà xưởng Tân Phổ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều có quan hệ rất lớn với Cẩm Hồ. Quy mô sản xuất của Cẩm Hồ đang không ngừng mở rộng, đặc biệt là quần sản nghiệp điện thoại di động số lấy Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại di động số làm cơ sở phát triển ra cũng dần dần có căn cơ. Hơn nữa thành phẩm chế tạo trong nước tương đối rẻ, Trung tinh Vi Tâm tại thị trường nghiệp vụ chip quốc tế cũng sở hữu được địa vị nhỏ nhoi. Nhà xưởng Tân Phổ thành lập chưa đến một năm, nhất định phải suy nghĩ đến việc mở rộng năng suất cùng nâng cấp kỹ thuật. Đối với Ti mà nói, kỹ thuật chế tạo tinh viên 0.25 micron mà Trung tinh Vi Tâm muốn đạt được là kỹ thuật nó đang sàng lọc, một bộ phận của Ti chọn dùng kỹ thuật chế tạo 0.18 micron, sản phẩm cũng giao do các xưởng tinh viên Đài Tích Điện, Hàn Quốc An Nam sản xuất WEM, chuyển nhượng kỹ thuật công nghệ chế tạo tinh viên 0.25/0.18 micron tự nhiên có ảnh hưởng rất nhỏ đối với nghiệp vụ sản xuất tinh viên của Ti. Một mặt, sản xuất cùng quản lý thành phẩm bắt ép phải nâng cao, Ti yêu cầu rút khỏi sản xuất tinh viên trung đê đoan. Mặt khác, bởi càng ngày càng nhiều công ty điện tử từ nắm giữ kỹ thuật thiết kế chip trung đê đoan, một khi Ti rút khỏi sản xuất tinh viên trung đê đoan, sẽ triệt để không cách nào đi chia sẻ lợi nhuận của thị trường chip trung đê đoan. Mặc dù thị trường chip trung đê đoan có lợi nhuận tương đối thấp, nhưng giành được dung lượng thị trường rất lớn, tổng lợi nhuận quy mô vẫn là tương đối khả quan. Tiến hành nắm giữ cổ phần đối với các xưởng tinh viên trung đê đoan, chia sẻ lợi nhuận của thị trường chip trung đê đoan, không thể nghi ngờ trở thành lựa chọn tốt nhất của Ti. Đây cũng là căn cứ quan trọng của chiến lược quyết sách một năm trước Ti đổ tiền nắm giữ Trung tinh Vi Tâm. Lúc này chuyển nhượng công nghệ chế tạo tinh viên 0.25 micron đang trong quá trình đào thải cho Trung tinh Vi Tâm, nhận thức của nội bộ Ti là nhất trí. Xem như điều kiện kèm theo của quá trình chuyển nhượng kỹ thuật, Ti cũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào cho Trung tinh Vi Tâm, nhưng công nghệ chế tạo tinh viên 0.18 micron là kỹ thuật chủ lưu trước mắt, mặc dù có thể qua giám thị của quốc gia chuyển nhượng cho Trung tinh Vi Tâm, nhưng Ti nên vì cái này mà tiếp nhận áp lực dư luận thật lớn của giới truyền thông Mỹ cùng công chúng. Không khỏi khiến người chần chờ không quyết. Chương 1081, áp lực tài chính 1. Dưới sự khống chế của Cẩm Hồ, lúc này cho dù Trung tinh Vi Tâm chỉ có thể sản xuất RAM chip trung đê đoan, nhưng lợi nhuận cũng không thấp. Chip giải mã SVCD cũng yêu cầu không cao đối với công nghệ chế tạo tinh viên, nhưng quyền sở hữu trí tuệ bị ba công ty Cẩm Hồ, TCQ nắm giữ cho dù vẫn luôn điều chỉnh giá cả. Chip giải mã SVCD giá vẫn duy trì trên $20 một tấm, Trung tinh Vi Tâm chỉ ít có thể từ trong các đơn đặt hàng OEM chip giải mã SVCD thu được lợi nhuận trên $1 một tấm. Thị trường chip flash memory, Cẩm Hồ, Toshiba, Samsung tam phân thiên hạ, ba nhà đều rất thích ý hưởng thụ món lãi cách xù chip flash memory mang đến. Sau khi Cẩm Hồ hoàn toàn tiêu hóa kỹ thuật chip flash memory, ngoại trừ thỏa mãn nhu cầu nội bộ, chủ yếu cung cấp hàng cho CQ, chủ động tặng phân ngạch thị trường khác cho Toshiba cùng Samsung đi tiêu hóa. Giá xuất hàng của chip flash memory vẫn duy trì tại mỗi tấm trên $60, đến nỗi giám đốc điều hành của CQ là ngả mặc mỗi lần thấy các cao tầng Cẩm Hồ như Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông đều nghiến răng nghiến lợi, lợi nhuận Cẩm Hồ nhúng tay vào chip flash memory thậm chí còn vượt xa lợi nhuận tiêu thụ của sản phẩm ePlayer. Dù sao ePlayer tại hải ngoại có doanh tiêu vẫn rất lớn, tiêu thụ chip flash memory ngoại trừ chế tạo cùng nghiên cứu phát triển thì hầu như không có thêm phí dụng gì. Doanh thu mỗi tháng của chip flash memory vượt qua $24 triệu, tỷ suất lợi nhuận trên 60%, thậm chí càng cao hơn.
phối hợp ăn ý như vậy cũng khiến cho Samsung tại thị trường Trung Quốc chịu cầm hồ áp chế vẫn có thể bảo trì khắc chế lý tính, trung tinh vi tâm cũng có thể từ các đơn đặt hàng OEM chip flash memory thu được khá nhiều lợi nhuận phụ. Chỉ hai hạng mục này, trung tinh vi tâm so với các xí nghiệp OEM tinh viên khác hàng năm chí ít có thể thu được gần 20 triệu đô la Mỹ, điều này đối với trung tinh vi tâm đang đứng ở giai đoạn trưởng thành có vẻ rất quan trọng. Điều này cũng khiến cho trung tinh vi tâm tại giai đoạn trưởng thành dưới áp lực sinh tồn vẫn còn có dư lực tiến hành đầu tư thời gian dài tại nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo tinh viên. Sau bữa tiệc ở trong nhà riêng của CEO T-Ingelbus, Trương Khác, Trần Tín Sinh, Liễu Chí Thành ngồi xe trở về khách sạn, Ingelbus cố ý giữ phó tổng giám đốc T. Delphessi cùng tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của T là Chu Chính Thanh ở lại nói chuyện. Căn cứ vào đánh giá của Bộ môn Tình báo Khoa học Công nghệ ISS, vài lần đệ trình về phát minh độc quyền gần đây hẳn là có tương quan mật thiết với nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở. Delphessi ở trong nhà riêng của Ingelbus không có câu thúc gì, bưng ly rượu đỏ, đứng ở trước bệ cửa sổ nhìn cây đại thụ che trời trong đình viện, nói với Ingelbus, xem ra cầm hồ từ chỗ chúng ta lấy được kỹ thuật chế tạo điện thoại di động số chính là vào lúc tìm cách phát triển chip băng tần cơ sở rồi, chỉ là không rõ lắm họ đã làm đến bước nào rồi. Chu Chính Thanh ngồi ở một bên không nói gì, trong lòng lại rất giật mình. Hắn ở Trung Quốc lại không phụ trách việc nghiên cứu phát triển, đối với một số tin tức quả thật không rõ lắm, hắn không nghĩ đến Cẩm Hồ lại có dũng khí ở trên hạng mục chip băng tần cơ sở, không chỉ nói Samsung ở trên chip băng tần cơ sở đã thua lỗ qua hai lần, ngay cả IBM cũng binh bại trở về, chịu thiệt thòi lớn. Cẩm Hồ không chỉ có dũng khí khai phát hạng mục chip băng tần cơ sở, hơn nữa còn đã sớm bắt đầu rồi. Ingelbus vừa cười vừa nói, Trương Khác, chắc có lẽ là người Trung Quốc có dã tâm nhất mà tôi từng tiếp xúc. Ông ta lại khẽ nhăn mày hồi ức, đến nay, trong máy vi tính của tôi còn giữ email đầu tiên mà cậu ta gửi cho tôi. Chu Chính Thanh lấy lòng nói, là email của Ingelbus tiên sinh ngài đã sáng lập ra Cẩm Hồ lúc này. Không thể nói như vậy, Ingelbus lắc đầu cười, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, cái gì kim lân đâu phải vật trong ao. Ingelbus không thừa nhận nhìn Chu Chính Thanh, muốn quật khởi tóm lại sẽ quật khởi, nếu không có email đó, có thể chỉ bỏ qua cơ hội ti cùng Cẩm Hồ hợp tác. Chu Chính Thanh nghĩ thầm không biết Ingelbus là từ đâu nghe được Trung Quốc có câu ngạn ngữ như thế, ý tứ vẫn có thể minh bạch, chỉ là không suy nghĩ ra ý tứ sâu hơn của Ingelbus, nhìn ông ta tán thưởng thành công của Cẩm Hồ như vậy, chẳng lẽ là có khuynh hướng chuyển nhượng cả công nghệ chế tạo tinh viên không? 18 micron cho trung tinh vi tâm. Delphessi lại có thể lý giải ý của Ingelbus, hắn cười nói, chỉ sợ bọn họ vẫn còn giấu đầu co đuôi, không dễ phán đoán. Nghe Delphessi nói như vậy, Chu Chính Thanh cũng hiểu ra một vài điều. Ti Thủy Trung chuyên tâm vào khai phát chip mức độ cao, cho dù Cẩm Hồ thành công khai phát ra chip băng tần cơ sở, cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với chip băng tần cơ sở cao đoan của Ti, chân chính đau khổ vẫn là các cửa hàng trực tiếp cạnh tranh thị trường đầu cuối với Cẩm Hồ. Nếu để cho Cẩm Hồ thành công khai phát ra chip băng tần cơ sở trung đê đoan, vậy ưu thế thành phẩm của Cẩm Hồ tại thị trường điện thoại di động trung đê đoan sẽ rất lớn, hầu như không khó tưởng tượng ngoại trừ thị trường điện thoại di động cao đoan chính của Âu Mỹ Nhật Bản, còn có ai có năng lực triệt để ngăn chặn Cẩm Hồ. Những năm gần đây Cẩm Hồ tới cùng đã đưa vào nghiên cứu phát triển kỹ thuật bao nhiêu? Trong lòng Chu Chính Thanh đang suy nghĩ vấn đề này, ngày mai có nên gọn gàng dứt khoát cùng Trần Tín Sinh thảo luận vấn đề này hay không? Đỡ phải trong lòng cứ buồn bực, Ingelbus cùng Delphessi lúc này không thể phán đoán ra tiến trình khai phát của Cẩm Hồ đối với chip băng tần cơ sở, nếu Cẩm Hồ đã thành công khai phát ra chip băng tần cơ sở trung đê đoan, hợp tác cùng Cẩm Hồ trên lĩnh vực sản xuất chip trung đê đoan đã không phải là mê hoặc ti có thể cự tuyệt nữa, trừ phi đối với thị trường chip trung đê đoan triệt để buông tay, bằng không thì, lấy kỹ thuật đổi lại tăng trị, là lựa chọn tốt nhất của ti, nếu như Cẩm Hồ trên nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở còn chỉ là gà mờ. Thậm chí rất có khả năng dẫm vào vết xe đổ của Samsung, IBM, vậy ti không cần phải chống chọi áp lực của giới truyền thông cùng công chúng, đưa ra cả kỹ thuật chế tạo tinh viên không? 18 micron nữa. Trong khách sạn quốc tế Husum tại Texas, Trương Khác cùng Trần Tín Sinh, Liễu Chí Thành cũng đang suy nghĩ làm sao để ti làm ra nhượng bộ, đương nhiên sẽ không đem con bài kỹ thuật chưa lật hoàn toàn bại lộ cho ti. Lộ ra con bài chưa lật. Mặc dù có thể thuyết phục ti chuyển nhượng lại kỹ thuật chế tạo tinh viên không? 18 micron, nhưng ti tất sẽ yêu cầu tăng trị càng nhiều cổ phần hơn. Lúc này Trương Khác thà rằng bỏ tiền mặt mua kỹ thuật từ trong tay ti, mà không muốn để cho nhiều cổ phần của trung tinh vi tâm rơi vào trong tay ti.
Lúc này Ti đã nắm giữ 10% cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm, Cẩm Hồ cũng chỉ xem như nắm giữ cổ phần khống chế của Trung Tinh Vi Tâm, cổ phần khác của Trung Tinh Vi Tâm đều phân tán tại tập đoàn Vân Nguyên, cục quản lý tiền tệ Singapore cùng với trong tay tầng quản lý, cho Ti nắm giữ tỷ lệ đến 20% cũng đã là cực hạn, chỉ là không rõ lắm 20% có thể thỏa mãn khẩu vị của Ti hay không. Chương 1082, áp lực tài chính 2. Cẩm Hồ vứt bỏ quyền khống chế tuyệt đối không có gì, nhưng quyền khống chế cuối cùng không thể rơi vào trong tay ngoại tư. Đưa vào kỹ thuật chế tạo tinh viên không, 25, không, 18 micron, khẳng định còn phải xây thêm một xưởng tinh viên cỡ lớn với quy cách cao. So với xưởng tinh viên đầu tiên, Trung Tinh Vi Tâm lại xây thêm xưởng tinh viên thứ hai có thể đạt được ủng hộ tài chính của TW cùng địa phương. Việc này tương đối hữu hạn, hơn 1 tỷ đô la Mỹ tài chính, muốn Cẩm Hồ gánh chịu hơn một nửa. Cẩm Hồ cũng sẽ có cảm giác áp lực gấp bội. Thương vụ Cẩm Hồ tổng cộng có thể gom góp trên 2 tỷ đô la Mỹ tài chính này nhìn qua hết sức khổng lồ, dù chỉ ứng phó hạng mục đã có vẫn không đủ. Hạng mục lấp biển giai đoạn trước của căn cứ sản nghiệp sắt thép 1.000.000 tấn đã hoàn thành gần nửa, kế tiếp liên hợp sắt thép Đông Hải cùng sắt thép Đông Sơn sẽ chính thức xác nhập khởi động kiến thiết căn cứ sản nghiệp sắt thép 1.000.000 tấn, đầu tư 30-40 tỷ. Thương vụ Cẩm Hồ cho dù chỉ chiếm 20% cổ phần cũng phải tự động giải quyết 6-7 tỷ tài chính. Còn có hạng mục quặng sắt của Perth phía Tây Australia, 1 tỷ đô la Mỹ cũng chỉ làm cơ sở. Hiện tại trường khác không hề khó để lý giải khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 97, Samsung vì sao lại nợ nước ngoài gần 20 tỷ đô la Mỹ, nếu như Cẩm Hồ có cơ hội, cũng không ngại nợ nước ngoài 20 tỷ đô la Mỹ dùng cho việc mở rộng. Cẩm Hồ lúc này chỉ hy vọng xa vời quốc gia đừng có tận lực áp chế, không hy vọng xa vời quốc gia sẽ dành cho sự ủng hộ trên vốn huy động, muốn phát triển, vấn đề tài chính vẫn là phải tự mình giải quyết. Trương Khắc vẫn ở lại Texas tham dự đàm phán giai đoạn cuối cùng của giới thiệu kỹ thuật đến tận cuối tháng 8. Trong lúc này, ISS cũng chính thức thành lập bộ môn nghiên cứu chip điện thoại di động, ám chỉ cho Ti, trên khai phát chip băng tần cơ sở họ đã đạt được tiến triển có tính then chốt. Không hề chú ý để cho bên ngoài biết được dã tâm của họ đối với chip băng tần cơ sở. Mặc dù trong ngành đối với Cẩm Hồ có thể thành công khai phát ra chip băng tần cơ sở hay không vẫn tràn ngập tiếng nói nghi vấn, nhưng loại ám chỉ này là phát ra với Ti. Ti cuối cùng đồng ý lấy hình thức cổ phần cộng thêm tiền mặt chuyển nhượng cho Trung Tinh Vi Tâm kỹ thuật công nghệ chế tạo tinh viên không. 25, không, 18 micron, Trung Tinh Vi Tâm thu được trao quyền của các kỹ thuật tương quan. Ti nắm giữ thêm 15% cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm cộng thêm 50 triệu đô la Mỹ tiền mặt, mặt khác còn có quyền hạn thuận mua 5% cổ phiếu. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, giao dịch còn cần đạt được phê chuẩn của Ban Giám đốc Ti cùng với Bộ môn Giám thị xuất khẩu kỹ thuật Mỹ, còn cần phê chuẩn của Ban Giám đốc Trung Tinh Vi Tâm. Mặt khác ở trong nước lại đầu tư trên 1 tỷ đô la Mỹ thành lập một nhà xưởng tinh viên, cũng yêu cầu Ủy ban Cải cách và Phát triển của Quốc vụ Viện phê duyệt. Sau khi các loại thủ tục phê duyệt đều hoàn thành, khoản giao dịch này mới tính thành lập. Mặc dù không rõ lắm sự tình có thể thay đổi gì hay không, việc cấp bách muốn làm đặt ra trước mắt Cẩm Hồ còn có rất nhiều. Đầu tiên phải thuyết phục hai đại cổ đông là Cục Quản lý Tiền tệ Singapore cùng Tập đoàn Vân Nguyên đồng ý tăng vốn xây dựng nhà xưởng tinh viên thứ hai. Có một nhà không chịu, Cẩm Hồ liền muốn gánh chịu thêm 100.200 triệu đô la Mỹ áp lực tài chính. Cục Quản lý Tiền tệ Singapore mặc dù dồi dào tài chính, nhưng sau khi chịu khủng hoảng tài chính châu Á đả kích, đầu tư vẫn có chút lo sợ, chưa hẳn sẽ nguyện ý tăng vốn đầu tư với Trung Tinh Vi Tâm. Tập đoàn Vân Nguyên đang đứng trong giai đoạn điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, áp lực tài chính khá lớn, mặt khác, tầng quản lý nắm giữ cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm cũng không đưa ra được bao nhiêu tài chính. Ti lại không ngại đến lúc đó dựa theo tỷ lệ cổ phần mà đổ tiền, nhưng Ti tổng cộng mới nắm giữ 15% cổ phần, áp lực của 85% khác hầu như đều đặt ở trên đầu Cẩm Hồ. Ngày 26 tháng 8, Liễu Chí Thành đại biểu Trung Tinh Vi Tâm cùng Ti ký tên hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật chế tạo tinh viên, mặc dù toàn bộ giao dịch chỉ tiến hành bước đầu tiên, nhưng đã tạo thành tiếng vang rất lớn trong ngành. Bởi các xưởng lớn ở Âu Mỹ trên trình tự kỹ thuật chủ yếu chuyên tâm vào sản xuất chip cao cấp, phản ứng tương đối bình tĩnh hơn. Phản ứng của các xí nghiệp chế tạo tinh viên châu Á tính ra rõ ràng nhiều hơn. Kỹ thuật chế tạo chủ lưu của các xí nghiệp sản xuất UEM tinh viên châu Á là không. 18 micron, hơn nữa toàn bộ còn chưa triệt để thoát ra khỏi bóng ma của khủng hoảng tài chính, các xí nghiệp của châu Á đại bộ phận vào cả năm 98, nửa năm đầu năm 99 đều thua lỗ với mức độ khác nhau,
tại Trung Quốc đại lục với giá thành sản xuất càng thấp hơn lại quật khởi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đây tuyệt đối không phải là điều họ cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Trung tuần tháng 7, Đài Tích Điện còn bởi vì tình thế kinh tế châu Á khôi phục không như mong muốn, nghiệp vụ UEM Tinh Viên nửa năm đầu xuất hiện thua lỗ mà tuyên bố hoãn lại kiến thiết xưởng mới 12 inch. Xưởng mới thành lập sẽ kế hoạch chọn dùng kỹ thuật chế tạo không 13 micron mới nhất, nói cách khác, một khi giao dịch chuyển nhượng kỹ thuật của Trung Tinh Vi Tâm cùng Ti cuối cùng hoàn thành, đồng thời tại đại lục lại xây thêm 1-2 nhà xưởng tinh viên cỡ lớn, cho dù tình thế kinh tế lúc này còn rất bất lợi, Đài Tích Điện vì bảo trì địa vị ưu thế tại châu Á, cũng phải nhanh chóng thúc đẩy thành lập xưởng mới. Điện báo Đài Loan còn đang cùng Ti tiến hành đàm phán giới thiệu công nghệ chế tạo tinh viên không 13 micron, mắt thấy Trung Tinh Vi Tâm đuổi theo sát đít, khó tránh khỏi có cảm giác nguy cơ bị chó đuổi theo cắn vào đít. Cảm giác nguy cơ của mấy xưởng tinh viên Hàn Quốc càng nghiêm trọng hơn, những xưởng tinh viên này chọn dùng kỹ thuật không 18 micron mới có 3 nhà, càng không cần nói kế hoạch giới thiệu hoặc khai phát kỹ thuật không 13 micron càng tiên tiến hơn. Châu Á thậm chí phát ra tiếng kinh hô, ngành điện tử Trung Quốc trong một đêm đã gần đuổi kịp Hàn Quốc. Ngoại thành phía tây bắc Bắc Kinh, trong khu biệt thự của một nơi tên là Tây Thúy Viên, có một biệt thự xa hoa dựa sát vào hồ nhân tạo của khu biệt thự. Mặc dù chủ nhân viết tên của người khác, nhưng mỗi lần Lâm Tuyết trở lại Bắc Kinh, Cát Kiến Đức đều giữ cô lại ở chỗ này. Cẩm Hồ thực sự là nở mày nở mặt rồi, xảy ra kiện cáo với Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ hết nửa năm, buộc Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ eo lớn vai rộng cũng phải cúi đầu, không đến mấy ngày lại đàm phán thành công kỹ thuật chế tạo tinh viên không. 25, 0, 18 micron với ti. Lâm Tuyết mặc váy ngủ ngồi ở trên đùi Cát Kiến Đức, vừa nói chuyện với Cát Kiến Đức, vừa sơn móng tay, ngay cả người ngoài nghề như em cũng biết lần này Cẩm Hồ phải giúp ngành cơ sở điện tử trong nước thăng liền 2 cấp, anh không phải là được xưng trưởng môn nhân ngành điện tử Trung Quốc sao, anh có ý nghĩ gì? Chương 1083, khi so sánh thì thật keo kiệt. Nào có chuyện đơn giản như thế, Cát Kiến Đức âm trầm nói, ngón tay lại vỗ về chơi đùa hai chân của Lâm Tuyết, hắn thích nghịch thịt ở chỗ này, có thể thành hay không, cũng không phải bản thân hai xí nghiệp Cẩm Hồ và Ti nói được là được. Em cũng đã tìm người hỏi qua rồi, kỹ thuật chế tạo tinh viên không? 18 micron còn vượt qua quản chế của khoa học công nghệ Mỹ mà xuất khẩu. Ti phía sau dùng chút sức thì có thể thành công. Anh làm sao đây? Lâm Tuyết đẩy ra bàn tay như que gỗ khô trên đùi, vừa cười vừa nói, đến lúc đó, Hoa Hạ Net có khả năng thành trò cười rồi. Trên mặt Cát Kiến Đức thoáng hiện qua lo lắng, xưởng tinh viên Hoa Hạ Net cùng điện tử Net của Nhật Bản hùn vốn thành lập trong năm ngoái tại kiến nghiệp khởi công kiến thiết. Cho tới nay cũng chỉ qua một năm thời gian. Bởi phía Nhật tích cực phối hợp, nhà xưởng Hoa Hạ Net kiến thiết, thiết bị đưa vào đều đặc biệt cấp tốc, kế hoạch cuối thu sẽ tiến hành sản xuất thử nghiệm, mặc dù tốc độ kiến thiết không thể so sánh với Trung Tinh Vi Tâm, nhưng trình độ kiến thiết tại ngành nghề cũng nằm ở Trung Thượng Du, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để Cát Kiến Đức thêm vinh quang. Tiếp đó, sau tiếng vỗ tay lại ẩn chứa gian nan khổ cực rất nhiều. Sản nghiệp chất bán dẫn trong nước không có xưởng tinh viên. Cũng chính là sản nghiệp thiết kế chip chất bán dẫn rất không phát triển, xí nghiệp điện tử dưới cờ điện tử Hoa Hạ đông đảo, nhưng có năng lực thiết kế chip lại không có một nhà. Sau khi Hoa Hạ Net thành lập, chỉ có thể từ trong tay các công ty thiết kế chip của hải ngoại tranh thủ đơn đặt hàng sản xuất chip làm nghiệp vụ UEM. Căn cứ vào hiệp nghị hợp doanh lúc trước, nghiệp vụ của Hoa Hạ Net do phía Nhật phụ trách tiếp nhận, nhưng lúc này thị trường UEM chip hết sức thảm đạm, ngay cả xưởng tinh viên của điện tử Net tại Nhật Bản cũng không đủ khả năng khởi công. Phía Nhật sao có được bao nhiêu nghiệp vụ dư giao cho Hoa Hạ Net đi làm chứ? Cho dù thị trường UEM chip châu Á thảm đạm, Trung Tinh Vi Tâm lại có thể từ trong tay Cẩm Hồ nhận được đơn đặt hàng nghiệp vụ UEM chip đáng kể, còn thuận lợi thu được lợi nhuận. Cẩm Hồ trưởng thành ở trên năng lực thiết kế chip tựa như cầu vồng chói mắt sau cơn mưa, năng lực thiết kế chip đã không thua kém gì các xí nghiệp điện tử chủ lưu của hải ngoại. Cát Kiến Đức nhớ tới Dịch Vân Phi ở trên hội nghị nội bộ của Bộ Thông tin từng giúp Cẩm Hồ nói một câu. Ngành thiết kế chip chất bán dẫn trong nước nếu muốn phát triển còn phải chờ vườn sồi chuyển vận nhân tài. Nói như vậy nghe qua có vẻ ngứa răng, nhưng khiến người không thể nào phản bác. Anh thẫn thờ cái gì vậy? Lâm Tuyết kéo cầm Cát Kiến Đức qua, để hắn nhìn vào mắt mình, cho dù có hơi chán ghét hắn, nhưng ở trước mỹ sắc của mình hắn lại bị thất thần, vẫn làm cho trong lòng cô mơ hồ thấy khó chịu. Em ở kiến nghiệp hay nghe người khác nói, Trung Tinh Vi Tâm cùng Hoa Hạ Net xây xưởng trước sau chỉ kém một năm. Chọn dùng công nghệ chế tạo giống nhau, quy mô đầu tư, quy mô nhà xưởng như nhau, lại đều xây ở khu cao Tân TP, kiến nghiệp,
đại môn của hai nhà xưởng cách nhau chưa đến 2 km, sau đó không đặt trung tinh vi tâm so sánh với Hoa Hạ Net đó mới là lạ. Nhưng em lại nghĩ Hoa Hạ Net có lẽ thế nào cũng không ra sức bằng người ta được, anh nói người của bộ thông tin sẽ nghĩ ra sao, Cảnh Trùng Dương sẽ nghĩ sẽ ra sao. Lâm Tuyết thực sự là muốn đâm vào chỗ đau của Cát Kiến Đức, ngón tay xoay xoay trên mặt hắn. Bộ trưởng Cảnh sẽ nghĩ thế nào, sao anh biết được? Cát Kiến Đức hơi chán nản, hung tợn nắm mạnh lấy mông của Lâm Tuyết. Trước khi em tới Bắc Kinh đã chạm mặt với Nghiêm Văn Giới, em với hắn thảo luận, đều không nghĩ rõ Cẩm Hồ ở trong nước có thể có nhiều tiền như vậy, anh lấy ánh mắt chuyên nghiệp để phán đoán, cảm thấy toàn bộ kế hoạch vườn sồi bắt đầu khởi động từ đầu năm 97 đến nay cần phải bỏ vào bao nhiêu tiền. Em có từng lên giường với Nghiêm Văn Giới không đấy? Cát Kiến Đức hỏi. Nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy. Lâm Tuyết đẩy ra bàn tay của Cát Kiến Đức đang bóp mông mình, mà lão nương thích lên giường với ai thì lên giường với người đó, anh quản được sao? Trừ phi anh ly hôn với con vợ ở nhà anh để cưới em. Em mới để anh quản. Anh không tin cái mồm phía dưới của em không trộm tanh. Cát Kiến Đức cười dâm. Lâm Tuyết không dây dưa với hắn đề tài này nữa. Có một số giới truyền thông đánh giá Cẩm Hồ trong hơn 2 năm nay đã đưa vào kế hoạch vườn sồi ít nhất 2 tỷ. 2 tỷ đặt cơ sở cũng không đủ. Cát Kiến Đức nói, đối với sự vụ của lĩnh vực chuyên nghiệp hắn vẫn có năng lực phán đoán thông thường. Cẩm Hồ khởi động kế hoạch vườn sồi 100 người tới nay, tổng cộng từ hải ngoại đưa vào hơn 400 nghiên cứu viên, công trình sư trung cao cấp phi điện tử cùng các lĩnh vực tương quan, còn từ trong nước trực tiếp thông báo tuyển dụng hơn 3.000 nghiên cứu viên đến công trình sư bổ sung vào vườn sồi. Quỹ đầu tư mạo hiểm vườn sồi, Cẩm Hồ trước sau bỏ ra 500 triệu vàng thật bạc thật, em cho là 1.5 tỷ có thể thành lập một trung tâm nghiên cứu với quy mô 4.000 nghiên cứu viên sao. Mà em quan tâm cái này làm cái gì, Nghiêm gia tại phương diện này có rất nhiều nhân mạch, họ cũng không tra ra được nội tình của Cẩm Hồ, sao anh có thể biết được. Nghiêm gia cũng tra không ra, Lâm Tuyết nói, bọn em chỉ cảm thấy hơi nghi hoặc, bọn em phỏng chừng Cẩm Hồ đưa vào kế hoạch vườn sồi không chỉ 4 tỷ, anh cho là sao. Cẩm Hồ thông qua rất nhiều công ty dưới cờ đăng ký trong ngoài nước để chi tiền cho kế hoạch vườn sồi, đầu tư chân thực, trừ phi bản thân Cẩm Hồ thành thật giao ra sổ sách, bằng không thì ai cũng đừng nghĩ đến điều tra rõ, chúng ta có thể tra ở trong nước, bộ phận nước ngoài, đặc biệt những tư liệu tài vụ phòng ngừa thuế, trung ương đứng ra cũng không cầm đến tay được. Cát Kiến Đức nói, lúc này mới cần một chuyên gia như anh đứng ra ước định mà. Lâm Tuyết làm nũng, bộ phận trong nước của kế hoạch vườn sồi. 2 năm nay đầu tư 4 tỷ chắc cũng không khác lắm. Cát Kiến Đức vuốt cằm nói, nhưng Cẩm Hồ còn tại California Mỹ thiết lập căn cứ thực nghiệm ISS, có người nói nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ thực nghiệm ISS vượt qua 400 người, tại thung lũng điện tử mà công ty khoa học công nghệ mọc lên như rừng, quy mô nghiên cứu khoa học như vậy cũng coi như tương đối khả quan, chỉ tiền lương hàng năm cho hơn 400 nghiên cứu viên này cũng phải trên 40 triệu đô la Mỹ. Em nói Cẩm Hồ trong thời gian 3 năm nay đưa vào trong căn cứ thực nghiệm ISS bao nhiêu tiền? Ngoại trừ ISS, Cẩm Hồ còn tại thành phố Tsukuba, Nhật Bản thiết lập căn cứ thực nghiệm. Ngoài ra, Cẩm Hồ còn tại thị trường chủ yếu của sản phẩm điện tử tiêu dùng toàn cầu bố trí 14 trung tâm thiết kế cùng phát triển sản phẩm, những nơi này lại đã đưa vào bao nhiêu tiền? Chương 1084, con kiến hôi ngước nhìn đại thụ 1. Những thứ này mới chỉ là chỗ chúng ta hoài nghi. Chúng ta dự đoán tổng số tài chính mà Cẩm Hồ đưa vào toàn bộ kế hoạch vườn sồi không dưới 6 tỷ, mà năm 97 Cẩm Hồ từ thị trường giao dịch chứng khoán Liên Hợp Hồng Kông cuốn tới 4 tỷ. Năm 97, 87 lợi nhuận thu được khoảng 4 tỷ, tổng số khoảng 8 tỷ, nhưng ngoại trừ kế hoạch vườn sồi, Cẩm Hồ tại Trung Tinh Vi Tâm, Giấy Tân Quang, Lâm Nghiệp Tân Quang, Hương Tuyết Hải, Điện Tín Thịnh Hâm cùng với đầu tư trên mở rộng năng suất của tự thân tập đoàn Ái đạt không dưới 5 tỷ. Trong đó sai lệch chí ít trên 3 tỷ. Lâm Tuyết nói đến đây ánh mắt sáng rực, đầy vẻ hung ác, bởi vì tài chính của thương vụ Cẩm Hồ đa phần đều đến từ chủ nợ, tài chính của thương vụ Cẩm Hồ vận dụng trên mức độ nhất định là phải công khai đối với những chủ nợ này. Thương vụ Cẩm Hồ không có khả năng cung cấp đại lượng tài chính dùng cho kế hoạch vườn sồi, lại nói thương vụ Cẩm Hồ đại quy mô huy động vốn cũng là sau tháng 6 năm ngoái mới bắt đầu. Cũng không thể cung cấp tài chính cho các sản nghiệp khác trong nước của Cẩm Hồ cùng với kế hoạch vườn sồi trước tháng 6 phát triển, sai lệch 3 tỷ này bên trong rất có khả năng tồn tại vấn đề lớn. Dầm. Cảnh Trùng Dương vỗ tay lên bàn công tác bằng gỗ đàn màu đỏ đứng lên, trừng mắt nhìn chằm chằm Cát Kiến Đức, muốn phát một trận hỏa, nhưng hắn vẫn khắc chế xuống, chỉ đè nặng cổ họng nói, trong bộ đã đủ ủng hộ đối với điện tử Hoa Hạ rồi,
chính sách tương quan đưa ra đều là nghiêng về những đội ngũ quốc gia các anh còn muốn thế nào? Cát Kiến Đức sượng mặt ra, không có hé răng, hắn nhìn không thấu cảnh Trùng Dương tức giận là thật hay giả. Mặt trên đã quyết định điện tử hoa hạ do Ủy ban Mậu dịch Kinh tế đi quản, sau này tôi cũng bớt lo. Cảnh Trùng Dương tận tình nói thêm, có thể nói với anh như vậy, cơ hội cũng không còn nhiều, tôi vẫn nói cho anh một câu, tôi hy vọng đội quốc gia của các anh có thể tranh lên hàng đầu, không hy vọng thấy các anh suốt ngày rách nát ở nơi đó. Da mặt Cát Kiến Đức có dày, nghe xong những lời này mặt vẫn nóng lên. Tính khí của Cảnh Trùng Dương cứng rắn nổi danh quốc phụ Việt, khi tranh luận chính sách sản nghiệp cũng dám gây với Thủ tướng Triệu Tể Đông, Cát Kiến Đức còn không cho rằng một cấp phó bộ như mình bây giờ còn cho Cảnh Trùng Dương quản, bị đâm thọc hai câu còn có đường sống cãi lại gì nữa, chỉ nghĩ đợi điện tử hoa hạ thoát ra khỏi bộ thông tin, sau này sẽ không còn chịu loại tức giận không đâu này nữa. Cho dù nguồn gốc tài chính của Cẩm Hồ thật có chỗ khả nghi, cũng không nên do điện tử hoa hạ, cũng không nên do bộ thông tin tới bóc trần. Người khác sẽ nghĩ ra sao? Sẽ nói điện tử hoa hạ vô năng, bộ thông tin vô năng, chỉ biết ở sau lưng đâm thọc, chỗ các thủ tướng sẽ có phán đoán gì, các anh dùng chút đầu óc ngẫm lại đi. Cảnh Trùng Dương nói xong phất tay cho Cát Kiến Đức lui ra ngoài. Trong lòng Cát Kiến Đức cũng hận Cảnh Trùng Dương, ai bị người khác răn dậy như con trong lòng đều sẽ hận đến nghiến răng thôi. Hắn đi ra khỏi phòng làm việc của Cảnh Trùng Dương, hơi thở còn chưa thể bình ổn. Đối với tính khí nóng nảy của Cảnh Trùng Dương hắn lại không biết làm sao, chỉ phải rời khỏi bộ ngồi xe trở về tổng bộ của điện tử hoa hạ ở đường Hải Điện Trung. Đi ngang qua cao ốc Ái Đạt, nhìn tiêu chí của cao ốc bằng nhựa thủy tinh màu xanh ra trời trước cao ốc, trong lòng Cát Kiến Đức như đè nặng một vầng mây đen, tiêu chí độc lập cao gần 20 mét này không ngờ đã thành tiêu chí của đường Hải Điện Trung rồi, thật sự không rõ vì sao Cẩm Hồ quyết định dựng trước ao ốc một vật như thế. Điện thoại di động vang lên. Cát Kiến Đức thấy là điện thoại của Lâm Tuyết gọi tới, hắn liền nối máy. Buổi trưa em muốn mở tiệc chiêu đãi chủ nhiệm Thành Tấn Kiệt, rảnh rỗi anh cũng đi một chút đi. Thanh âm làm nũng của Lâm Tuyết truyền đến từ trong điện thoại, rất khó tưởng tượng một nữ nhân như thế khi đối đãi người khác lại độc ác cỡ nào. Khi Cát Kiến Đức tại kế ủy quốc gia cùng Thành Tấn Kiệt đều là phó chủ nhiệm, xem như là đối thủ cũ mặt cùng lòng bất hòa. Cát Kiến Đức từ kế ủy nhảy ra cầm lái điện tử hoa hạ. Cho dù cùng Thành Tấn Kiệt có chút thù cũ, nhưng ít ra còn chưa đến mức trở mặt, cho nên gặp mặt ăn cơm vẫn là tương đối hài hòa. Khoa học công nghệ Hải Thúc lần này có thể mượn vỏ của chế dược Giang Nguyên đưa ra thị trường, cũng là dưới chỉ điểm của hắn Lâm Tuyết móc nối quan hệ với Thành Tấn Kiệt. Quan hệ thành giữa Tấn Kiệt cùng Nghiêm gia cũng khá mật thiết. Nói đến Nghiêm gia, lúc này bí thư thành ủy Hải Châu Lưu Văn Đào chính là đón đánh để Nghiêm gia tiến vào cái đinh Hải Châu. Nghiêm Văn Giới cùng Lâm Tuyết có thể nắm giữ tài vụ của Cẩm Hồ tương đối rõ ràng, thấy được lỗ thủng trong tài vụ của Cẩm Hồ, không có sự trợ giúp của Lưu Văn Đào là không có khả năng. Trong nguồn tài chính của Cẩm Hồ có lỗ thủng 3 tỷ, đây cũng không phải vấn đề nhỏ gì. Nghiêm gia vì sao muốn để ý sát sao đến Cẩm Hồ? Mặc dù xây dựng Hoành Tín mà Nghiêm Văn Giới quản lý là phát tài ở khu vực Kinh Tân, nhưng gốc rễ của Nghiêm gia vẫn tại Văn Châu. Một trong những thành phố phát triển nhất với thể chế kinh tế tư doanh tại quốc nội. Lợi ích của Nghiêm gia là từ các lĩnh vực sắt thép, chế dược, nguồn năng lượng, hậu cần, công nghiệp bến tàu thẩm thấu vào trong kinh tế hải cảng của Văn Châu. Tổng bộ phía nam của ngân hàng Tín Thông mà Nghiêm gia phía sau thao túng thiết lập tại Văn Châu. Văn Châu cũng là nguồn tài chính lớn nhất của ngân hàng Tín Thông. Mặc dù ngân hàng Tín Thông tại các thành phố chính trong nước đều bố trí chi nhánh, đều có quyền hạn thu nạp tiền gửi của công chúng. Nhưng chỉ một nơi Văn Châu cung cấp tài chính, tổng sản lượng chiếm 1/4 trong tổng ngạch tiền gửi của công chúng cùng xí nghiệp mà ngân hàng Tín Thông thu vào. Xây dựng Hoành Tín có thể tại các nơi toàn quốc công thành chiếm đất, nhân tố trực tiếp là có ngân hàng Tín Thông ở sau lưng chèo chống, nhân tố với trình tự sâu, chính là căn cơ của Hoành Tín cùng Nghiêm gia tại Chiết Đông, Văn Châu. Mấy năm trước, địa vị của kinh tế dân doanh trong nước chịu áp chế nghiêm trọng, Nghiêm gia cũng có phần khép mình. Năm 98, sau khi Trung ương triệt để giải quyết vấn đề địa vị của thể chế kinh tế dân doanh tại kinh tế quốc dân, quy mô của Hoành Tín hệ mới dần dần lộ ra khỏi mặt nước, Nghiêm gia cũng chính thức thành lập tập đoàn đầu tư Hoành Tín để trực tiếp khống chế các sản nghiệp dưới cờ của Hoành Tín hệ. Có thể mãi đến nửa đầu năm nay, mọi người mới đột nhiên phát hiện ngoài xây dựng Hoành Tín, quy mô mà Hoành Tín hệ giấu ở ngoài khơi quả là khổng lồ, sản lượng năm 30 triệu tấn cương, 30 triệu tấn thiết. Tập đoàn sắt thép Văn Châu với quy mô như vậy xem như xí nghiệp dân doanh lớn nhất Chiết Đông, quy mô tổng tài sản vượt quá 19 tỷ. Hoành Tín trực tiếp nắm giữ 43% cổ phần,
chỉ quy mô của một công ty này cũng đủ vượt qua quy mô của Xây Dựng Hoành Tín trước đó đã lộ ra khỏi mặt nước. Chương 1085, con kiến hôi ngước nhìn đại thụ 2. Mặt khác, xem như quần sản nghiệp đóng tàu dân doanh lớn nhất nước, trong sản nghiệp đóng tàu Văn Châu, Hoành Tín hệ cũng sở hữu địa vị cực kỳ quan trọng, nếu nghiêm túc tính ra quy mô của thế chế kinh tế dân doanh trong nước, Cẩm Hồ hệ còn không phải là đối thủ của Hoành Tín hệ. Tân Đình quật khởi, sẽ hình thành quan hệ cạnh tranh trực tiếp với nền kinh tế hải cảng ở Văn Châu với cự ly thẳng tắp không đến 200 km. Tân Đình từ giữa những năm 80 đã bắt đầu kế hoạch xây dựng cảng Đông Sơn, kéo dài suốt hơn 10 năm, mới dưới sự ủng hộ của Cẩm Hồ tại năm tới chính thức khởi động, phía sau cái kéo dài hơn 10 năm không phải không có nhân tố Văn Châu ở phía sau làm mấy chuyện xấu. Cẩm Hồ không chỉ ủng hộ Tân Đình xây cảng Đông Sơn, còn tại Tân Đình trực tiếp nắm giữ sắt thép Đông Sơn, đề cao năng suất của sắt thép Đông Sơn trong thời gian một năm lên đến một tháng 2 triệu tấn, còn kế hoạch cùng tập đoàn sắt thép Liên Hợp Đông Hải sáp nhập tại Tân Đình xây dựng căn cứ sản nghiệp sắt thép nghìn vạn tấn, còn kế hoạch cùng đóng tàu Dương Phổ, Nam Dương tại Tân Đình xây dựng căn cứ đóng tàu cỡ lớn. Từ Cẩm Hồ đứng ra thúc đẩy kiến thiết cảng Đông Sơn, đây đã là cạnh tranh trực tiếp trên căn cơ rồi, cũng khó trách Nghiêm gia sẽ cắn chặt Cẩm Hồ như thế. Cát Kiến Đức phân phó tài xế đưa hắn đến tiệm cơm Bắc Kinh. Mấy năm nay khách sạn xa hoa ở Bắc Kinh mọc lên san sát, tiệm cơm Bắc Kinh ít nhiều có vẻ cũ kỹ, nhưng mọi người vẫn theo thường lệ tới tiệm cơm ở Bắc Kinh, dù sao cũng là chiêu bài cấp 5 sao, mọi người đều biết. Chạy tới tiệm cơm Bắc Kinh, Cát Kiến Đức bảo thư ký cùng tài xế về công ty, không cần đi theo hắn. Hắn đi vào phòng bao, ngoại trừ Lâm Tuyết, Thành Tấn Kiệt, phó tổng giám đốc của đầu tư Hoành Tín, tổng giám đốc thương thành của mạng 8818 Trương Văn Tín cũng có mặt. Còn nữa là tổng giám đốc của chi nhánh kiến nghiệp của điện tử Hoa Hạ Chu Hưng Đông, lúc này Chu Hưng Đông đã thành ái tướng của Cát Kiến Đức. Thấy Thành Tấn Kiệt cũng không có để thư ký hộ tống, Cát Kiến Đức đi vào rồi ngồi xuống. Vừa lúc tôi đến Bắc Kinh công tác, tổng giám đốc Nghiêm cố ý phân phó buổi trưa tôi phải kính hai vị bộ trưởng đây. Trương Văn Tín nói. Trương Văn Tín là người Hồng Kông, trông rất trẻ, năm 95 các thương nhân Chiết Đông tụ tập đại náo thị trường quốc trái giao dịch kỳ hạn. Hắn làm thao bàn thủ mà danh tiếng đại chấn trong ngành. Một lần đó đủ khiến đối thủ tổn thất 1.8 tỷ. Trong 2 năm nãy hắn thay hình đổi dạng đảm nhiệm cao tầng của đầu tư Hoành Tín, khiến người rất dễ liên tưởng kẻ phía sau màn chân chính của trận chiến thị trường quốc trái năm 95 là Nghiêm gia. Thao bàn thủ, người phụ trách buôn bán cổ phiếu cho người khác. Việc này thì Cát Kiến Đức cũng chỉ nghe nói mà thôi, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, Nghiêm gia cũng sẽ không bày ra nội tình trước mặt hắn. Thấy được ánh mắt trưng cầu của Lâm Tuyết, Cát Kiến Đức hơi lắc đầu, biểu thị đường đi bên cạnh trùng dương không thông. Thành Tấn Kiệt chú ý tới sự mờ ám của Cát Kiến Đức, hắn cười nói, cảnh trùng dương cũng không dũng mãnh hơn năm đó. Nghe Thành Tấn Kiệt nói như vậy, Cát Kiến Đức mới biết Lâm Tuyết đã hoàn toàn kéo xuống cả tên đó rồi, có một số việc không cần gạt hắn, cũng không cần phải lặp lại một lần lời nói giáo huấn mình như con của cảnh trùng dương, bất kể là điện tử Hoa Hạ hay là bộ thông tin tới đâm kẽ hở của Cẩm Hồ. Chỉ sợ người khác sẽ cười chúng ta vô năng, cảnh trùng dương cũng không chịu mất cái thể diện này. Suy nghĩ của Bộ trưởng Cảnh vẫn là có đạo lý, không biết chúng ta có thể giúp đỡ được việc gì không? Trương Văn Tín nói. Cát Kiến Đức lắc đầu, loại sự tình này, mặt trên không có thái độ cam chịu, thái độ của cảnh trùng dương cũng là lưỡng lự, do dự bất định, họ ở phía dưới làm rối lên, sẽ chỉ đẩy cảnh trùng dương cùng với các nhân vật càng cao hơn cảnh trùng dương về phía Cẩm Hồ, còn đeo gông xiềng lên cổ mình. Thành Tấn Kiệt cười nói, từ Học Bình đến Giang Nam đảm nhiệm bí thư, là Thủ tướng Triệu Tể Đông ra sức ủng hộ, thậm chí còn điều Đường Học Khiêm đến Giang Nam để phối hợp với ông ta. Mọi người đều cho rằng ông chủ lớn nhất phía sau nói giúp Cẩm Hồ chính là Thủ tướng Triệu Tể Đông, tuy nhiên theo tôi được biết, hai đại sự Trung Tinh Vi Tâm và Cảng Đông Sơn, quan tâm của Phó Thủ tướng Tăng Như Thánh cũng rất nhiều. Trước Trung Tinh Vi Tâm, trong nước đều vì tuyến sản xuất tinh viên mà cố gắng gần 20 năm, trước sau ba tuyến lớn. Ba lần cố gắng đều lấy thảm bại kết thúc, học phí tốn hết mấy tỷ. Trung Tinh Vi Tâm trực tiếp kéo từ hải ngoại về hơn 200 công trình sư trung cao cấp về nước để xây xưởng, thủ tướng nào không quan tâm đến chứ? Đảo Đông Sơn xây cảng lại là đại công trình xưa nay hiếm thấy, trực tiếp quan hệ đến tỉnh Giang Nam khôi phục kinh tế, các thủ tướng quan tâm cũng là việc bình thường. Cát Kiến Đức thấy Thành Tấn Kiệt có ám chỉ nói ra Tăng Như Thánh, bèn nghi hoặc nhìn hắn có thể lộ ra càng nhiều tin tức không? Năm tám mấy, Quốc phụ viện là ai ủng hộ Tân Đình xây cảng ở đảo Đông Sơn trước kia Phó Thủ tướng Tăng Như Thánh tại hệ thống nông nghiệp là làm thư ký cho ai?
Thành Tấn Kiệt cố lộng huyền hư nói, kéo quan hệ như thế, có lẽ còn hơi xa, nhưng bí thư thành ủy Tân Đình Khám Duy Đào lại vừa vặn có chút tình bạn cũ với phó thủ tướng trước đó, lúc này Cẩm Hồ đồng thời tiến cử kỹ thuật tinh viên không. 25.018 micron cho quốc nội, cho dù lỗ hổng của Cẩm Hồ có lớn, các thủ tướng cũng sẽ không hy vọng thấy được có người đứng ra đâm lùng lúc này. Cát Kiến Đức cũng biết vấn đề chính là ở chỗ này, liên quan đến thành bại của Cảng Đông Sơn cùng Trung Tinh Vi Tâm, Thủ tướng Triệu Tể Đông sẽ không đứng nhìn bàng quan người khác tới hủy đi cơ sở của Cẩm Hồ. Phong cách chấp chính vô cùng cường ngạnh của Thủ tướng Triệu Tể Đông khiến hắn ở bên trong hệ thống cũng có phần cô lập, gây thù hằn rất nhiều, nếu như hắn lập trường rõ ràng đứng ra muốn bảo vệ Cẩm Hồ, không chừng sẽ có càng nhiều người đứng ra cào cái chân tường của Cẩm Hồ. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, hắn mới nghĩ có nên rượt dây Cảnh Trùng Dương đi đâm lùng Cẩm Hồ hay không, tại Quốc Phụ Viện, Cảnh Trùng Dương cũng là người rất không được niềm vui của Thủ tướng Triệu Tể Đông. Cho dù Thủ tướng Triệu Tể Đông không đứng ra, phía sau Cẩm Hồ cũng có Diệp gia chống đỡ, trong nhất thời có lẽ còn không thể làm gì được Cẩm Hồ, nhưng chỉ cần xé mở lỗ hổng này ra, sẽ làm cho mặt trên tích lũy càng ngày càng nhiều nghi vấn đối với Cẩm Hồ, không nghĩ tới Phó Thủ tướng Tăng Như Thánh cũng đứng ở bên Cẩm Hồ. Nếu không phải Thành Tấn Kiệt nói ra, người bình thường thật đúng là không phát hiện được, trong ấn tượng của Cát Kiến Đức, hình như Cẩm Hồ cùng Phó Thủ tướng Tăng Như Thánh không có tiếp xúc trực tiếp gì mà. Thà tin rằng có, chứ đừng tin không có. Nhân mạch của Phó Thủ tướng Tăng Như Thánh ở trong hệ thống còn tốt hơn nhiều so với Triệu Tể Đông, hắn muốn nói giúp Cẩm Hồ, thật ra càng vướng tay chân hơn so với Thủ tướng Triệu Tể Đông. Chương 1086, con kiến hôi ngước nhìn đại thụ 3. Cát Kiến Đức nghĩ đến Cảnh Trùng Dương ở trong phòng làm việc răn dạy hắn như con, không suy nghĩ ra đây là bản ý của hắn hay là hắn đã thấy được tầng liên hệ như có như không của Phó Thủ tướng Tăng Như Thánh cùng Cẩm Hồ. Thấy được vẻ mặt trầm mặc của Cát Kiến Đức, Lâm Tuyết vừa cười vừa nói, 3 tỷ, cũng không phải 3 triệu, phía sau 3 tỷ nếu không có dây mơ dễ má gì, vậy nói rõ lỗ thủng của hệ thống kinh tế quốc nội đã quá lớn, cũng đủ cho các lãnh đạo trung ương suy nghĩ lại một chút. Thành Tấn Kiệt cười nói, chính là đạo lý này, thông qua một số con đường đem vấn đề này phản ánh lên trên cũng có thể, cũng đừng trông cậy vào có thể lập tức xử lý ngay. Qua một tháng nữa chính là quốc khánh 50 năm, cho dù không có hai đại công trình này, mặt trên ai hy vọng thấy được lúc này xảy ra đại án chứ? Nếu phản ánh vấn đề lên trên mà không cần xé ra mặt, vậy con đường vẫn có rất nhiều, các thủ tướng cũng quen đối thoại với các chuyên gia học giả, tùy tiện tìm một chuyên gia học giả đem vấn đề đào móc một chút rồi đâm ra cũng được. Đáng tiếc Chu Cẩn Tỳ còn nằm ở bệnh viện, nếu không có chuyện đó, hắn chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Ăn cơm xong, uống chút rượu, ở nhà hàng thuê một gian phòng cùng Lâm Tuyết chơi một lúc mới bảo tài xế lái xe qua đây đón hắn cùng với Chu Hưng Đông về tổng bộ của Điện tử Hoa Hạ. Ở trên xe, Chu Hưng Đông hỏi Cát Kiến Đức một việc, Học viện Vi Điện tử Đại học Đông Hải mấy ngày nay sẽ chính thức thành lập, Bộ trưởng Cát có dự họp nghi thức cắt băng khánh thành hay không? Cát Kiến Đức vẫn thích người khác gọi hắn Bộ trưởng. Cấp phó bộ là định vị của hắn ở bên trong hệ thống, điều này làm cho hắn cảm giác càng chân thực hơn, cũng khiến hắn càng cảm thấy quen hơn. Nghe Chu Hưng Đông nhắc tới việc này, Cát Kiến Đức nhịn không được lại muốn cau mày. Hắn là nhận được lời mời, nhưng hắn cũng không có mặt mũi đi tham gia, trầm mặc chốc lát hắn mới nói, đến lúc đó, anh đại biểu tôi dự họp một chút, tôi làm sao có thời gian từ Bắc Kinh bay qua đó. Bộ môn vi điện tử ở các trường đại học trong nước hiện nay chỉ có 8-9 sở. Lại thêm 2 sở nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Trước năm 96, hàng năm toàn quốc tổng cộng cũng bồi dưỡng không đến 100 thạc sĩ, học sĩ chuyên nghiệp vi điện tử. Mấy năm nay tích lũy lại, công trình sư chuyên nghiệp thiết kế cùng công nghệ vi điện tử thông qua trường chính quy bồi dưỡng ra cũng không đến 1.000 người. Không nói đến nước ngoài đối với quốc nội tiến hành nghiêm ngặt phong tỏa trên kỹ thuật và thiết bị, hơn 1.000 nhân viên kỹ thuật công trình chỉ bằng vào tiêu chuẩn kỹ thuật vốn có sẽ không quá vững vàng. Đặc biệt là nhân viên công nghệ, thiết kế vi điện tử rất thiếu thốn, cũng còn xa mới đủ để chèo chống sản nghiệp cơ sở mạch tổ hợp trong nước. Thật ra một lần cuối cùng kiến thiết xưởng tinh viên thất bại, nguyên nhân chính yếu là bởi vì không có đủ nhân viên kỹ thuật công trình hợp cách. Bước ngoặt cũng vừa vặn cho là Cẩm Hồ khởi động kế hoạch vườn xôi. Cẩm Hồ không chỉ từ hải ngoại chiêu mộ đại lượng nhân viên thiết kế vi điện tử. Đương nhiên rồi, nhân viên kỹ thuật công trình chuyên nghiệp vi điện tử trong nước cũng bị họ chiêu mộ được một bộ phận khá nhiều. Cẩm Hồ còn tại nội bộ ra sức bồi dưỡng nhân viên thiết kế, phương diện công nghệ, vì thành lập Trung Tinh Vi Tâm, Liễu Chí Thành liền từ Đông Nam Á, Đài Loan lôi kéo gần 200 nhân viên kỹ thuật công trình trung cao cấp trở về, cũng tại nội bộ đại lượng tiến hành bồi dưỡng nhân tài.
Có thể nói, lúc này trọng tâm của toàn bộ sản nghiệp cơ sở mạch tổ hợp trong nước đều tại Cẩm Hồ. Dịch Vân Phi nói trong nước muốn phát triển sản nghiệp cơ sở mạch tổ hợp phải đợi Cẩm Hồ ra bên ngoài chuyển vận nhân tài, những lời này không hư chút nào. Trừ điều đó ra, Cẩm Hồ từ khi khởi động kế hoạch vườn sồi đã bắt đầu ủng hộ Đại học Đông Hải, Học viện Bưu điện Kiến nghiệp phát triển bộ môn vi điện tử. Năm 97, Đại học Đông Hải từ Cẩm Hồ nhận được ủng hộ 50 triệu kiến thiết ngành học, năm 98, ủng hộ kiến thiết ngành học vượt quá 100 triệu, nửa năm đầu năm 99. Ủng hộ kiến thiết ngành học vượt qua 80 triệu, trong số tiền ủng hộ này, gần một nửa đều dùng tại kiến thiết bộ môn vi điện tử, nhưng đối với bộ môn vi điện tử của Đại học Đông Hải đề thăng lớn nhất vẫn là chế độ song đạo sư mà vườn sồi thực hiện. Bồi dưỡng nhân tài bộ môn vi điện tử ỷ lại vào trình độ của thầy hướng dẫn, bởi sản nghiệp cơ sở thiết bị điện tổng thể trong nước phát triển rất lạc hậu, dẫn đến trình độ dạy học trong nước so sánh với các quốc gia phát triển Âu Mỹ có chênh lệch rất lớn. Cẩm Hồ khởi độ kế hoạch 100 người từ hải ngoại tuyển dụng nhân tài kỹ thuật hàng đầu, những nhân tài này mới có thể tính là thầy hợp cách để bồi dưỡng nhân tài bộ môn vi điện tử, huống chi vườn sồi có thiết bị thực nghiệm cùng nền tảng thiết kế nhất lưu trước mắt, cùng với rất nhiều cơ hội công tác thực tiễn. Nếu không phải Cẩm Hồ ngay từ đầu dùng viên đạn bạc bọc đường để mở đường, các thầy giáo của bộ môn vi điện tử Đại học Đông Hải sẽ là người thứ nhất nhảy ra phản đối chế độ song đạo sư, cho dù có viên đạn bạc bọc đường mở đường, các giảng sư giáo sư bộ môn vi điện tử khoa công trình điện tử của Đại học Đông Hải cũng tiếp nhận áp lực rất lớn, cũng thúc đẩy Đại học Đông Hải đại quy mô từ hải ngoại tiến cử nhân tài nghiên cứu khoa học dạy học với cấp bậc cao. Trước năm 96, trình độ bộ môn vi điện tử của Đại học Đông Hải trong số 89 trường đại học trong nước cũng chỉ có thể tính trung bình, nhưng đến năm 98, Phục Tuyên, Thanh Hoa tuyệt không dám tranh tên tuổi đệ nhất trong bộ môn vi điện tử với Đại học Đông Hải. Năm 98 bộ môn vi điện tử của Đại học Đông Hải cùng các cơ cấu nghiên cứu như Trung tâm ứng dụng thiết kế thiết bị điện tổng thể chuyên dụng Đại học Đông Hải tổng cộng tuyển nhận thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu sinh vượt qua 140 người, còn thiết lập hai bộ môn chính quy là công nghệ cùng thiết kế vi điện tử, chiếm đến 60% tổng nhân số thạc sĩ của bộ môn vi điện tử toàn quốc. Năm nay, trên bộ môn vi điện tử Đại học Đông Hải có dã tâm lớn hơn nữa, rút bộ môn vi điện tử ra khỏi khoa công trình điện tử, thành lập học viện vi điện tử độc lập. Quyết định này của Đại học Đông Hải nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ ủy TW như Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Công nghệ cùng với chính phủ địa phương. Bộ ủy TW có ủng hộ mạnh, vàng thật bạc thật có thể móc ra cũng khá hữu hạn, tổng cộng 10 triệu coi như biểu tâm ý. Dù sao các trường Thanh Hoa, Phục Tuyên đang nhìn sát sao, ủng hộ chân chính nhất là chính phủ địa phương. Kiến nghiệp muốn hoàn thành mục tiêu chiến lược vĩ đại tư tưởng hành lang số, muốn xây dựng kiến nghiệp thành trọng trấn của sản nghiệp cơ sở mạch tổ hợp trong nước. Vĩnh viễn đoạt lấy danh xưng thung lũng điện tử Trung Quốc từ trong tay Trung Quan Thôn, ba cấp tỉnh, thị, khu cao tân chính phủ tổng cộng chi 200 triệu cho Đại học Đông Hải dùng vào kiến thiết học viện vi điện tử. 200 triệu là khái niệm gì chứ? Chương 1087, nhiều lần phá vỡ gian tình 1. Sở hữu tổng số sư sinh vượt quá 28.000 người, năm 98 Đại học Đông Hải từ Bộ Giáo dục cùng với chính phủ địa phương nhận được tổng số chỉ 200 triệu. Sau khi Chu Hưng Đông đi, Cát Kiến Đức huệ oải nhắm mắt lại, phía sau Đại học Đông Hải thành lập học viện vi điện tử chính là Cẩm Hồ đang ra sức thúc đẩy. Đại học Đông Hải cam kết thủ tịch khoa học gia vườn sồi là Đàm Vân Tùng, tổng giám đốc trung tinh vi tâm là Liễu Chí Thành đảm nhiệm viện trưởng danh dự của học viện vi điện tử, mà viện trưởng học viện vi điện tử Hàn Cách đồng thời kiêm nhiệm thứ tịch khoa học gia vườn sồi, thủ tịch công trình sư đệ tứ của vườn sồi. Học viện vi điện tử có hơn phân nửa giáo sư, giảng sư đều đến từ vườn sồi, trung tinh vi tâm. Các nghiên cứu viên cùng nhân viên kỹ thuật công trình cao cấp của các xí nghiệp như vi điện tử Ái Đạt thì kiêm chức. Mấy năm nay, quốc nội vẫn đang kêu gọi muốn đi trên con đường, sản học nghiên nhất thể, các thành phố chân chính có thể đi đến một bước này lại cực kỳ hữu hạn, mà kiến nghiệp lại đặc biệt chói mắt. Nhân tài, kỹ thuật của kiến nghiệp có ưu thế càng rõ ràng, xí nghiệp nội ngoại tư tự nhiên lại càng khả năng lựa chọn xây xưởng, thành lập cơ cấu nghiên cứu. Lúc này Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Công nghệ vừa mới bắt đầu quy hoạch muốn lựa chọn một số viện sở của trường đại học, cùng cơ cấu nghiên cứu thiết lập cơ sở bồi dưỡng nhân tài mạch tổ hợp, còn không biết lúc nào mới có hành động thực tế. TP, kiến nghiệp cũng đã bước được bước tiến lớn như vậy rồi. Cũng không chỉ có Đại học Đông Hải thành lập học viện vi điện tử, kiến thiết bộ môn vi điện tử cũng được tăng cường rất lớn, bốn trường đại học trọng điểm ở trong TP, kiến nghiệp như Đại học Sư phạm Kiến nghiệp. Đại học Sư phạm Đông Hải cũng trong 2 năm nay thiết lập bộ môn nghiên cứu sinh thiết kế cùng công nghệ vi điện tử. Ai là người phía sau thúc đẩy lớn nhất?
Cát Kiến Đức cũng không thể trợn tròn mắt nói không phải là Cẩm Hồ. Cẩm Hồ có thể lật đổ sao? Trong lòng Cát Kiến Đức đưa ra một vấn đề rất lớn, trừ phi có thể tìm được chỗ thiếu sót chí mạng của họ, bằng không thì gần như không thể hãm hại, chèn ép, chỉ sợ có bao nhiêu người phản đối Cẩm Hồ, sẽ có càng nhiều người hơn đứng ra ủng hộ Cẩm Hồ. Cát Kiến Đức cũng đang suy nghĩ nghi thức khánh thành học viện vi điện tử Đông Hải mình cũng chỉ đi một chút có thể thích hợp hay không. Mặc dù điện tử NEC phái hơn 50 nhân viên kỹ thuật công trình của Nhật Bản đến Hoa Hạ NEC để hiệp trợ xây xưởng cùng với phụ trách hoạt động sau khi xây xưởng, nhưng tuyệt không đồng ý đáp ứng hỗ trợ bồi dưỡng công trình sư bản thổ. Bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật công trình bản thổ của Hoa Hạ NEC cũng dựa vào học viện vi điện tử Đông Hải, 30 thạc sĩ công trình mà Hoa Hạ NEC phê chuẩn lần này phải vào học viện vi điện tử Đông Hải học tập rồi. Trong lòng Cát Kiến Đức rất không muốn tham gia nghi thức khánh thành này, nhưng không tham gia, ai biết người khác ở sau lưng sẽ nghị luận ra sao. Người phía dưới nghị luận thì nghị luận đi, người ở trên thì sao? Ngoại trừ chính phủ địa phương, Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Công nghệ đều sẽ có cao tầng dự thính. Nghĩ như vậy, Cát Kiến Đức gọi điện thoại cho Chu Hưng Đông, nói cho hắn, về học viện vi điện tử Đông Hải, tôi sẽ dành thời gian bay đến kiến nghiệp một chuyến. Cúp máy. Hắn hận không thể đập vỡ tan điện thoại trong tay. Thừa chí viên Hán Nam Động của TP, Seoul Hàn Quốc xem như nơi ở của Lý Bình Cát, người sáng lập Samsung, xem như nơi chiêu đãi tân khách cao cấp cùng phòng làm việc cá nhân của Lý Kiện Hy, nhân vật linh hồn phía sau màn của Samsung, được dân chúng Hàn Quốc coi là thánh địa của Samsung. Lý Tại Thù ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên vách tường, là một tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật hiện đại. Ông ta thủy chung không thể thưởng thức cái đẹp đại biểu bởi những đường cong mất trật tự cùng bao nhiêu hình vẽ này. Ông ta về Seoul đã 2 ngày, trong lòng bị cảm giác dày vò, phát triển thị trường Trung Quốc cũng không thuận lợi như trong mong muốn trước đó. Cánh cửa sổ bằng ngọc chạm hình cành mai nhạt bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lý Tại Thù nhìn Lý Kiện Hy mặt trầm như nước đứng lên, hắn vội vàng chuyển tới ngồi chồm hổm trước cửa. Chú! Lý Kiện Hy đã đến tuổi trung niên mặc trang phục truyền thống màu xanh đen. Ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Tại Thù một lúc mới đi vào ngồi xuống, Hình Dư ở Trung Quốc có khỏe không? Lý Tại Thù không rõ lắm việc của Hình Dư tại kiến nghiệp cho người trong gia tộc biết thì sau đó sẽ xảy ra việc gì, hắn dè dặt nói, Hình Dư, nó, hơi tùy hứng. À, là quá tùy hứng rồi, chỉ tại ta nuông chiều nó quá. Lý Kiện Hy miệng thì nói như vậy, trên mặt vẫn khẽ mỉm cười, ông ta cũng không để ý đến tùy hứng mà Lý Tại Thù nói là cái gì. Nhưng lại nhớ tới một số hành động tùy hứng của Hình Dư tại Seoul, còn nói thêm, ta tính đến Trung Quốc một lần, tình huống của Trung Quốc hình như gay gâu hơn so với trong tưởng tượng. Đều là cháu thất trách. Lý Tại Thù ngồi chồm hổm cúi đầu đến tận đầu gối nhận tội. Ai, Lý Kiện Hy phất tay nói, bên tổng bộ đã coi thường rồi, ta rất thích một câu nói của Mao Trạch Đông, trên chiến lược khinh thường địch nhân, trên chiến thuật phải coi trọng địch nhân, trên chiến thuật chúng ta cũng không coi trọng đối thủ cạnh tranh. Thậm chí cũng không ý thức được Trung Quốc sẽ có xí nghiệp có thể hình thành uy hiếp cạnh tranh đối với nghiệp vụ của Samsung. Trong ngành truyền gia, sau khi Trung Tinh Vi Tâm Tử Ti giới thiệu xuất khẩu kỹ thuật tinh viên 0.25/0.18 micron, ngoại trừ các xưởng tinh viên của châu Á, cảm giác nguy cơ nghiêm trọng nhất phải tính đến cả Samsung rồi. Trong kế hoạch quật khởi chỉnh thể của Samsung, điện tử Samsung muốn chiếm địa vị nòng cốt. Mà ở trong nội bộ điện tử Samsung lại lấy điện tử tiêu dùng cùng điện tử thông tin cá nhân cùng sản phẩm chip làm nòng cốt. Mặc dù điện tử Samsung kiên trì thực thi chiến lược marketing chỉnh thể, chú ý đến đề thăng thành tựu của thị trường toàn cầu một cách tổng thể, nhưng thị trường Trung Quốc ở trong bản đồ chiến lược của điện tử Samsung lại quan trọng nhất. Trong tư tưởng của Lý Kiện Hy, trưởng môn nhân sau màn của Samsung, điện tử Samsung trong 5 năm phải đề cao doanh thu tại thị trường Trung Quốc đến 10 tỷ đô la Mỹ. Mà mục tiêu doanh thu toàn cầu trong 5 năm của điện tử Samsung là 40 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của thị trường Trung Quốc trong bản đồ chiến lược của Samsung là quan trọng thế nào. Từ chất bán dẫn đến màn hình máy tính, từ màn hình LCD đến CRT đa màu sắc, điện tử Samsung tổng cộng sở hữu 14 loại sản phẩm khác nhau, phân ngạch tại thị trường toàn cầu xếp trong 5 vị trí đầu tiên, trong đó màn hình LCD lá mỏng từ năm 93 tiến vào thị trường tới nay. Luôn là một trong những người dẫn đầu toàn cầu. Thế nhưng lượng tiêu thụ của những sản phẩm điện tử tiên tiến này tại thị trường Trung Quốc vẫn cực kỳ hữu hạn, không thể trên diện rộng trợ giúp điện tử Samsung mở rộng tổng doanh thu tại Trung Quốc, mà nghiệp vụ điện thoại di động được đặt kỳ vọng rất cao vào mùa hạ năm nay dưới giáp công của điện thoại di động bảo thạch của Khoa Vương Cao Khoa cùng điện thoại di động nắp gập của Cẩm Hồ, thành tựu giảm xuống rất thê lương,
bởi sự khinh thường của bộ môn nghiên cứu phát triển tổng bộ Seoul, trong thời gian ngắn không thể đưa ra mẫu mã điện thoại di động mới cứu vãn tình thế. Chương 1088, nhiều lần phá vỡ gian tình 2. Sau khi Cẩm Hồ đưa ra mẫu mã điện thoại di động nắp gập, tổng bộ điện tử Samsung đã điều chỉnh kết cấu của nghiệp vụ đối hoa, từ viện nghiên cứu tổng hợp của điện tử Samsung phái ra đại lượng nghiên cứu viên ủng hộ trung tâm phát triển cùng thiết kế sản phẩm thiết lập tại kiến nghiệp, cũng tại Trung Quốc tuyển dụng số lượng lớn nhân viên nghiên cứu, designer, để phát triển ra mặt hàng điện tử tiêu dùng cùng sản phẩm thông tin cá nhân càng thích hợp với thị trường Trung Quốc hơn. Toàn bộ điều chỉnh đều không có khả năng phát huy hiệu quả dựng xào thấy bóng, điện tử Samsung vẫn tin tưởng thực lực kỹ thuật của mình có thể cứu vãn tình thế xấu, đâu từng nghĩ đến qua một tháng liền truyền ra tin tức trung tinh vi tâm sắp từ trong tay Ti thu được kỹ thuật tinh viên tiên tiến không. 18 micron. Xưởng tinh viên dưới cờ của Samsung mặc dù cũng có nghiệp vụ OEM, nhưng từ năm 97 đến nay, sau khi điều chỉnh nghiệp vụ càng nhiều là thỏa mãn sản xuất chip của nội bộ Samsung. Tin tức này không tạo thành kích thích lớn đối với điện tử Samsung, điều khiến Samsung cảm thấy uy hiếp chính là tin tức ẩn giấu phía sau tin tức này, Cẩm Hồ tại căn cứ thực nghiệm ISS của Mỹ đã nắm giữ kỹ thuật chip băng tần cơ sở. Samsung hai lần khởi xướng trùng kích đối với kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động, hai lần đều binh bại kích gãy. Bên ngoài đối với việc ISS có thể chân chính nắm giữ kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động hay không vẫn chỉ giữ thái độ hoài nghi là phổ biến. Trong lòng cao tầng Samsung lại hết sức lo lắng, họ cũng không mặt mũi công khai đi đánh giá suy đoán của bên ngoài đối với việc ISS có thực sự nắm giữ kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động hay không. Lý Tại Thù rời khỏi Thừa Chí Viên, Kim Nam Dũng ở trong xe chờ hắn, lần này Kim Nam Dũng đi cùng hắn về Hàn Quốc là tham gia thảo luận đối sách đối với thị trường Trung Quốc, chỉ là hắn không có tư cách vào Thừa Chí Viên. Lý Tại Thù lên xe, phân phó tài xế đưa hắn cùng với Kim Nam Dũng đến khách sạn Hoan Trường. Một khách sạn nổi tiếng lân cận Hán Nam Động. Hắn muốn đi đến đó thả lỏng một chút. Hội trưởng Lý có đánh giá gì đối với nghiệp vụ Trung Quốc? Kim Nam Dũng hỏi. Sắp tới ông ấy sẽ đến Trung Quốc, sẽ không có tin tức khác tiết lộ ra nữa. Lý Tại Thù nói, bản tính của ông ấy là như vậy, cho dù trong lòng có điều bất mãn đối với anh vẫn cảm giác được muốn đi liều mạng cho ông ấy. Cảm giác đi vào Thừa Chí Viên thật không dễ chịu, người của Tổng Bộ lại không quen toàn bộ đối với nghiệp vụ Trung Quốc. Chỉ ở chỗ này chỉ huy lung tung. Hội trưởng Lý có thể lần thứ hai sẽ gánh lấy trọng trách hay không? Kim Nam Dũng hỏi. Không rõ lắm, 3 năm trước đây ông ấy ở trước công chúng từ toàn bộ chức vụ, nếu như ông ấy cho rằng ở phía sau màn điều khiển còn có thể nắm chặt tình thế, hơn phân nửa sẽ không sẵn lòng đứng ra tiếp thu phê bình của công chúng. Lý Tại Thù nói, hắn nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương, lại hỏi, anh cho rằng Cẩm Hồ có khả năng khai phát ra chip băng tần cơ sở không? Rất khó phán đoán. Kim Nam Dũng cau mày, hắn nghĩ đến thiếu niên kiêu ngạo 3 năm trước đây gặp ở ngõ học phủ Đại học Đông Hải, khuôn mặt này khiến người khác muốn quên cũng không thể quên được. Hắn theo thường lệ nhéo nhéo mũi, nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở của Cẩm Hồ vẫn là do căn cứ thực nghiệm ISS của nó tại Mỹ tiến hành. 2 năm nay ISS đích xác vẫn đang chiêu mộ chuyên gia về phương diện chip băng tần cơ sở, lần này lại tại phòng thí nghiệm ISS chính thức thành lập bộ môn nghiên cứu phát triển chip điện thoại di động. Có thể là vì nó trong đàm phán cùng Ti chiếm chủ động mà phô trương thanh thế. Ti đề cao tỷ lệ nắm giữ cổ phần đối với trung tinh vi tâm đến 15%, có 5% cổ phần thuận mua, điều này nói rõ Ti cũng không rõ lắm Cẩm Hồ có chân chính nắm giữ kỹ thuật chip băng tần cơ sở hay không. Ngoại trừ Samsung chúng ta, anh nói Motorola, Nokia có cảm nhận được một số uy hiếp hay không? Lý Tại Thù hỏi. Cho dù có thì so với dĩ vãng càng trọng thị hơn. Kim Nam Dũng nói. Sau tháng 7, Motorola, Nokia đều lần lượt đưa ra mẫu mã điện thoại di động thương vụ cao đoan mới tại Trung Quốc, cũng tăng cường lực lượng nghiên cứu phát triển tại Trung Quốc. Người thường nhìn Trung Quốc, cảm thấy Trung Quốc còn tương đối kém phát triển. Người chân chính nghiên cứu thấu triệt đối với Trung Quốc thì đều biết, gần một nửa tài sản xã hội của Trung Quốc tập trung trong tay chưa đến một tháng 10 số người. Đây là lý luận, 100 triệu người, của anh. Lý Tại Thù cười nói. Không phải là lý luận của tôi. Rất nhiều người đều rõ ràng thấy được điểm này, chỉ là phần lớn người Trung Quốc còn không rõ chân tướng mà thôi, Kim Nam Dũng nói. Lý Tại Thù khẽ cười, Samsung nhằm vào tầng lớp giàu có của Trung Quốc phát triển nghiệp vụ điện thoại di động cũng là căn cứ vào nhận thức như vậy, thị trường hình thành từ quy mô trên 100 triệu người, bất kể phát triển sản nghiệp gì đều đủ. Ở trên thị trường Trung Quốc,
có uy hiếp đối với Samsung không phải là các xí nghiệp điện tử Trung Quốc chỉ biết liều mạng hạ thấp giá đi giành phân ngạch thị trường, vừa vặn là Cẩm Hồ cũng như Samsung thấy được tồn tại của thị trường tiêu dùng 100 triệu người giàu có của Trung Quốc, chuyên tâm vào khai phát sản phẩm điện tử tiêu dùng trung cao đoan. Cẩm Hồ như vậy uy hiếp đối với Samsung quá lớn, Lý Tại Thù nghĩ như vậy, trên mặt mặc dù còn tươi cười, nhưng mơ hồ lại thấy đau đầu. Tôi nghe người của Tổng Bộ nói, Viện Nghiên cứu Tổng hợp khả năng sẽ một lần nữa khởi động lại nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở. Kim Nam Dũng hỏi, chú tôi đánh giá những ý nghĩ này là ý nghĩ ngu xuẩn. Lý Tại Thù nói, Kim Nam Dũng hơi sửng sốt, tôi còn tưởng rằng sẽ có một phen tranh luận chứ, thì ra trong lòng hội trưởng Lý sớm có phán đoán rồi. Chúng ta đã bỏ qua thời cơ từ đầu khai phát chip băng tần cơ sở rồi, lẽ nào cảm giác được uy hiếp của Cẩm Hồ, liền muốn nhắm mắt theo đuôi để cho người ta dắt mũi đi sao? Giọng Lý Tại Thù hơi trở nên gay gắt, hắn muốn phát tiết một chút bất mãn đối với một số quan liêu của Tổng Bộ. Kim Nam Dũng gật đầu, nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở không có khả năng giải quyết trong chốc lát, cho dù có thể thành phẩm, nghiên cứu phát triển ra trước tiên cũng chỉ có thể là chip băng tần cơ sở chung design, năm 98. Trong điều chỉnh chiến lược sản phẩm của Samsung, đã minh xác tạm thời vứt bỏ phát triển sản phẩm điện tử trung đê đoan, khai phát ra chip băng tần cơ sở trung đê giai đầu tiên liền đánh mất thị trường của nội bộ Samsung, bản thân chip băng tần cơ sở Samsung khai phát ra không dùng. Thì làm sao có thể thuyết phục được các cửa hàng điện thoại di động của nó chọn dùng? Nếu là im lặng khai phát chip băng tần cơ sở cao giai tương đối có quy cách cùng các công ty như Ti, Infineon, chu kỳ khai phát sẽ rất dài, đầu tư rất lớn, mà phiêu lưu lại rất cao. Chương 1089, nhiều lần phá vỡ gian tình 3. Mặc dù Cẩm Hồ tại thị trường hải ngoại tung ra sản phẩm điện tử trung cao đoan, nhưng tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm đê đoan của Cẩm Hồ vẫn chiếm tỷ lệ tương đối lớn, cho nên chip băng tần cơ sở khai phát ra đầu tiên có thể do điện thoại di động đê đoan dưới cờ của nó chọn dùng, cũng phổ biến với các cửa hàng điện thoại di động khác của Trung Quốc. Có thị trường rồi, sẽ có lợi nhuận là có thể tiếp tục tiến hành đầu tư kỹ thuật, bắt kịp chênh lệch với các sản phẩm chip băng tần cơ sở cao giai. Đành phải thừa nhận, chỉ tại thị trường Trung Quốc, Cẩm Hồ có ưu thế rõ ràng hơn Samsung, lúc này muốn tránh khỏi bị Cẩm Hồ dắt mũi đi, cho dù muốn vật lộn đánh ngã Cẩm Hồ, khi đó, Samsung cũng sẽ bị các ông trùm điện thoại di động khác bỏ xa phía sau, trên thị trường, cho tới bây giờ cũng không phải chỗ dành cho hai đối thủ cạnh tranh bóp nhau. Bắc bán cầu còn thừa lại cái đuôi của mùa hè nắng gắt còn chưa núp đi, Tây Australia lại là một mùa đông lạnh giá nhất trong một năm. Sau khi địch Đan Thanh đến Perth đã mua một căn nhà, ở trong khu xa hoa phía tây nam Perth, khu dân cư nằm trên sườn núi Tân Hải, có thể trông thấy mặt nước biển xanh thắm ở ngoài cảng Perth. Vào trong phòng, Vệ Lan chút xuống chiếc áo khoác bằng vải nỉ màu đỏ, lộ ra áo sơ mi cổ lật màu đen bên trong, áo hơi bó, làm eo cô có vẻ thêm thon nhỏ, chiếc váy đen bằng gấm cao đến đầu gối. Đôi tất chân màu da cùng giày cao đế nhọn màu đen sáng bóng, tóc để đến vai tết thành búi, trang phục hoàn toàn của dân công sở, còn có thêm mùi vị lãnh diễm bức nhân. Ngây ngốc nhìn cái gì? Vệ Lan quay đầu lại nhìn Trương Khác. Thật nên chụp lại hình dạng ngốc nghếch của chị ở trong trường rồi đem cho chị xem. Trương Khác ném áo khoác lên ghế sofa, thật không nên cho chị đi theo Đan Thanh qua đây, biến hóa quá lớn đi. Vệ Lan khẽ nhếch nụ cười nơi khóe miệng, nụ cười rất ngọt. Cô nghiêng đầu xõa tóc xuống, tóc hơi quăn, gương mặt ửng đỏ, khôi phục lại vẻ điềm đạm cùng khả ái mà Trương Khác quen thuộc. Ở trong công ty, không thể như tiểu cô nương được, nhất định phải trang phục như vậy mà. Cả kỳ nghỉ hè, Vệ Lan đều cùng với địch Đan Thanh ở Perth, Trương Khác cũng bị ai nhận thức được. Vệ Lan thân với địch Đan Thanh còn hơn cả mình, thực sự là rất khó lý giải tình nghĩa giữa phụ nữ. Có thể ở trong cảm nhận của Vệ Lan, địa vị của địch Đan Thanh thậm chí còn trên cả cha mẹ cô. Vừa rồi từ sân bay qua đây, còn nghe Vệ Lan ở trong điện thoại thảo luận với địch Đan Thanh việc muốn chuyển tới Đại học Perth. Buổi chiều địch Đan Thanh đã hẹn sẵn có công chuyện, Vệ Lan đến sân bay đón y về nơi ở. Bọn Phó Tuấn đều ở trong khách sạn gần xã khu. Trương Khác lười nhác ngồi ở trên ghế sofa cũng không muốn nhúc nhích gì hết, nhìn Vệ Lan thu dọn áo khoác của mình và của cô. Từ nước Mỹ bay đến Perth, ở giữa trung chuyển tại Sydney, cuối cùng hết 18 giờ đồng hồ. Mặc cho Trương Khác tinh lực dồi dào, sau khi đến Perth vẫn rất uể oải. Nếu không em lên lầu nghỉ ngơi trước đi, chị Đan Thanh còn phải mất một lúc nữa mới có thể trở về. Buổi tối em định ăn cái gì, chị sẽ tới chuẩn bị cho. Vệ Lan chỉ vào thang lầu, lại vừa cười vừa nói,
phòng ngủ bên trái cầu thang là phòng của chị Đan Thanh, em đừng có mà đi nhầm. Ăn đại cái gì thanh đạm cũng được, đợi em ngủ một giấc đi, nói không chừng có thể giúp chị làm việc. Trương Khắc vịn cầu thang lên lầu, phòng của Địch Đan Thanh có cái mùi thơm khiến người mê luyến. Đứng ở phía trước cửa sổ, có thể thấy được mặt biển xanh thẳm ở xa xa. Một nơi ở xa hoa như vậy, giá tại Perth cũng không đến 200.000 đô la Mỹ. Nghĩ đợi mấy năm, kinh tế Perth bởi vì nhu cầu quặng sắt tăng vọt mà lớn mạnh vượt bậc, nơi ở như vậy có lẽ không dưới 2 triệu đô la Mỹ rồi. Có người lấy, ngọt ngào, để hình dung giấc ngủ cũng rất thỏa đáng. Ôm chăn mà ngủ, cảm thấy mũi hơi ngứa, Trương Khắc mở mắt tỉnh lại, nhìn Địch Đan Thanh nửa ngồi xổm trước giường. Trong phòng hơi tối, bên ngoài đã bị bóng đêm bao phủ. Đèn hải đăng bên ngoài phát ra ánh sáng êm dịu xuyên thấu vào trong, làm cho gương mặt xinh đẹp của Địch Đan Thanh càng nổi bật trong bóng đêm. Mấy giờ rồi, Trương Khắc nhớ kỹ lúc mình ngủ mới chỉ 2 giờ chiều. Sắp 11 giờ rồi, nếu cậu không tỉnh lại, tôi và Vệ Lan chắc phải chết đói trước bàn ăn mất thôi. Địch Đan Thanh cười nói, nhịn không được thân thiết vuốt gương mặt của y, có người yêu cảm giác thật tốt. Trương Khắc ngáp cái muốn ngồi dậy, rồi lại lười biếng nằm xuống. Thức dậy thật đúng là việc đau khổ, để em nằm thêm 5 phút nữa đi. Địch Đan Thanh thò bàn tay hơi lạnh vuốt bộ ngực đánh trần của Trương Khắc, ai cho cậu cởi trần nằm trên giường của tôi, gian phòng thơm phức lại nhiễm mùi hôi của nam nhân thối rồi, phải mở cửa sổ hết mấy ngày mới tan hết mùi đấy. Có thích mùi này hay không? Trương Khắc thò tay từ dưới chăn ôm lấy eo Địch Đan Thanh, vừa mềm vừa co giãn, cảm giác thật tốt. Y hơi dùng sức, làm Địch Đan Thanh nằm nghiêng người lên giường, khẽ hôn một cái lên môi cô. Cả ngày nay có nhớ em không? Cậu cứ tự kỷ đi. Địch Đan Thanh cười duyên, ở Perth bận như một con chó, nhiều lắm thỉnh thoảng nghĩ đến cậu thôi. Rồi cô lại không nhịn được dán mặt mình lên mặt Trương Khắc. Có muốn ngủ với em một lúc không? Trương Khắc mở chăn ra, để cho Địch Đan Thanh mặc áo sơ mi chui vào, để Vệ Lan chết đói ở dưới lầu đi. Cậu đúng là đồ không có lương tâm. Địch Đan Thanh khẽ cắn môi Trương Khắc hôn, rồi kéo y dậy ngồi xuống. Lại nhặt lên y phục trên sàn nhà, tôi hầu hạ cậu mặc quần áo. Rồi Địch Đan Thanh nghiêm túc cài vào cúc áo sơ mi, rũ tung quần cho Trương Khắc xỏ chân vào, nhìn giữa hai chân Trương Khắc cứng lên như cọc gỗ, cô nắm nó vào lòng bàn tay xoay hai vòng, nhìn Trương Khắc chịu không nổi nhếch miệng, cô cười dí dỏm, bảo y ngồi dậy mặc quần lại, lại cách quần lót nhét cọc thịt vào trong, kéo khóa lại, nó vẫn trồi lên một cục, cô nhíu mày cười nói, thật xấu. Trương Khắc thì buồn bực. Địch Đan Thanh trong công tác lãnh diễm mà tác phong cứng rắn không còn thấy nữa, chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp quyến rũ, chọc người chiều mến, một chốc cọc thịt có thể xìu xuống mới là lạ đấy. Y nắm lấy bàn tay non mềm của Địch Đan Thanh, hỏi, làm sao đây, nếu không phải làm một chút. Vệ Lan còn đang ở dưới lầu chờ cùng nhau ăn cơm tối đấy. Địch Đan Thanh cười nói, tự cậu nghĩ biện pháp đi, tôi cáo lui trước. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động lên lầu. Một hồi Vệ Lan đi qua cửa phòng, nói, tôi mà ngờ nghịch chờ hai người ăn cơm, không chừng hóa đá mất, tôi đã ăn xong rồi, hiện tại đi tắm đây. Tiếp theo liền nghe thấy thanh âm cô đi vào phòng ngủ sát vách. Trương Khắc cũng mặc kệ cọc thịt gồ lên quá khó coi, liền cùng Địch Đan Thanh đi xuống lầu. Khi không nghĩ đến việc này, đi xuống lầu liền bình phục bình thường. Trương Khắc cũng đang đói đến meo bụng, ăn cơm xong, cùng Địch Đan Thanh ôm nhau ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện. Tự nhiên cũng sẽ nói tới việc phát triển nghiệp vụ của Tây Australia. Chương 1090, Cảnh Xuân Xạ Tiết 1. Bên Perth đã thu mua công ty khai thác mỏ công nghiệp Úc Khắc Cát, là công ty quặng sắt đã đưa ra thị trường của Tây Australia. Úc Khắc Cát là công ty nhỏ không đáng để mắt tới. Khi bị thương vụ Cẩm Hồ thu mua, giá mỗi cổ phiếu chỉ có 4 sen, cũng thông qua Úc Khắc Cát xin chính phủ Tây Australia quyền tìm mỏ tại địa khu Pilbara khoảng chừng 80.000 km2. Mặc dù địa khu Pilbara là khu quặng sắt nổi tiếng nhất ở Tây Australia, nhưng bởi tính lũng đoạn của hai tập đoàn khai khoáng lớn thứ hai và thứ ba thế giới là Rio Tinto cùng BHP Billiton tại khu vực Pilbara đã đặt chân 40 năm, trong ngành đều tin tưởng quặng sắt có giá trị nhất của khu vực này đều đã bị hai tập đoàn này chiếm đi, khu vực còn lại cũng bị hai tập đoàn này sơ khám qua một lần. Những cơ quan nghiên cứu này hoàn toàn không suy nghĩ đến tính chơi cùng thói quan liêu của kẻ lũng đoạn là khá kinh khủng. Lại thêm chính sách gần đây của chính phủ Australia hấp dẫn, cổ vũ người Hoa di dân đến Australia đi học, cư trú cùng đầu tư, thông qua Úc Khắc Cát tại khu vực này xin giấy phép tìm mỏ với diện tích lớn, cũng không phải đối mặt với trắc trở quá lớn.
Công tác khảo sát chân chính còn phải đợi công ty khảo sát dưới cờ tập đoàn luyện kim Trung Quốc cùng công ty khảo sát khoáng sản tại địa phương Tây Australia đăng ký thành lập công ty hợp doanh khảo sát, sau đó mới có thể triển khai. Trong công ty khảo sát hợp doanh, thương vụ Cẩm Hồ cũng sẽ nắm giữ tỷ lệ cổ phần nhất định, sẽ không nhiều lắm, chỉ cần bảo trì lực ảnh hưởng nhất định là đủ rồi. Nhưng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có tiến triển thực tế. Trong khoảng thời gian này, Hải vận Nam Dương đã mở đường biển hải vận khoáng sản từ Tây Australia đến cảng Văn Châu. Lượng vận tải của đường biển lúc này còn rất có hạn. Một chiếc thuyền khoáng sản 10 vạn tấn, hàng năm cũng chỉ có lượng vận chuyển 40 vạn tấn. Cũng chỉ có quy mô lớn như vậy rồi, muốn chen vào hệ thống vận chuyển dưới sự khống chế nghiêm mật của tài phiệt Nhật Hệ cùng với hai tập đoàn khoáng sản Rio Tinto cùng BHP Billiton cũng hết sức chắc trở. Lượng vận chuyển 300.000 tấn cũng mất nhiều sức. Then chốt vẫn là đầu tư vốn lớn thành lập hệ thống vận chuyển từ khu vực khai thác mỏ đến hải cảng, mới có thể đại quy mô vận chuyển quặng sắt từ Tây Australia trở về trong nước. Lúc này chỉ là sơ bộ thành lập đường biển, không chỉ muốn tại Perth thành lập chi nhánh công ty hàng vận, còn muốn thành lập một số công ty đầu tư sản nghiệp khác, chậm rãi tại Perth hình thành quy mô với thế lực nhất định, lại tiến hành hoạt động lớn bước tiếp theo, trở lực sẽ nhỏ hơn. Việc này, tại quốc nội trương khác đương nhiên cũng đều nhận được báo cáo. Chỉ không hề nói đến việc này, đến Perth không phải thành thuần yêu đương vụng trộm rồi. Một lát sau, Vệ Lan cầm khăn mặt lau tóc xuống lầu, cô thấy Địch Đan Thanh cùng Trương Khác đang ngồi trên ghế sofa cầm giấy bút viết cái gì, liền thò đầu qua nhìn, quả thật đang bàn việc công. Cô làm mặt quỷ, tôi sấy khô tóc sẽ ngủ trước, mặc kệ hai người. Nhìn Vệ Lan lên lầu, nghe được tiếng đóng cửa, Trương Khác liền ném bút lên bàn trà, cười hì hì nhìn Địch Đan Thanh. Trên mặt tôi có gì hả? Địch Đan Thanh hỏi, nhưng cô vẫn chột dạ đỏ mặt. Chúng ta cũng lên lầu đi, Trương Khác vội vã hỏi. Vệ Lan sẽ nghe thấy, ở chỗ này đi, nhỏ giọng chút. Địch Đan Thanh nói, nhìn bàn tay Trương Khác thò qua cầm má mình, tim cũng muốn tan chảy rồi. Trương Khác hôn lên môi Địch Đan Thanh, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, hôn đến đắm đuối, tình dục tựa như con sóng vỡ đê lan tràn, rất nhanh lòng nóng tình nhiệt cởi xuống y phục của cô. Ngay tại phòng khách kéo xuống chiếc quần lót mê người bằng tơ đến mắt cá chân, để cho cô đỡ lấy ghế sofa, đứng đưa lưng về phía mình, lộ ra cặp mông tròn trịa trắng như ngọc. À, đúng rồi, còn có một việc quên nói với hai người. Vệ Lan mặc váy ngủ tung tăng đi xuống lầu. Vệ Lan vừa mới xuống góc thang lầu, ánh đèn ở phòng khách dưới lầu không rõ, chỉ thấy Trương Khác đứng hai tay đỡ lấy mông Địch Đan Thanh. Hai người trần truồng lỏa thân. Lần trước thấy được Trương Khác đè Địch Đan Thanh lên cửa hôn vú của cô, tràng cảnh trước mắt càng kích thích hơn. Vệ Lan còn nửa câu nói còn nhét trong cổ họng thế nào cũng không tuôn ra được, cũng quên phải dừng chân, cô đạp hụt hai bậc thang, vô ý thức nắm lấy tay vịn, thiếu chút nữa lăn xuống cầu thang. Địch Đan Thanh xoay người ngồi lên ghế sofa, cầm lấy y phục che lên người. Thấy Trương Khác còn lõa lồ phía dưới, Vệ Lan thì ngây ngốc nhìn chằm chằm nơi đó, xấu thế không biết. Cô cười vội vàng cầm áo sơ mi che đi nơi đó, nhưng không rút ra được cái tay đang che ngực mình, liền dí dỏm đem áo cổ áo sơ mi móc lên trên đó, mới rút tay cầm y phục che ngực. Lại lên lẹo rồi, Vệ Lan đứng ở cầu thang, lúc này mới đỏ mặt lấy tay bịt mắt lại, lại vừa bực mình vừa buồn cười nói, cái nhà to như thế mà phải bắt tôi trốn đổ khốn khiếp hai người, thật không có thiên lý mà. Rồi cô chạy như trốn lên lầu. Địch Đan Thanh cũng cảm thấy buồn cười. Vừa rồi thực sự là gấp gáp quá, chí ít cũng phải đợi Vệ Lan ngủ rồi hãy làm. Cô buông tay ra, cười nói với Trương Khác, cẩn thận không được sao. Rồi cô cầm lấy quần áo, muốn mặc vào. Hiện tại chị ấy chắc không ra nữa đâu, chúng ta tiếp tục đi. Trương Khác ngồi tới gần ôm lấy Địch Đan Thanh kéo vào lòng, tay với qua eo sờ xuống phía dưới. Địch Đan Thanh bị cắt đứt giữa chừng, hăng hái hơi giảm sút, vừa bị Trương Khác vuốt ve, người lại vô ý thức căng cứng lên. Trở nên nóng hôi hổi, lại bắt đầu hứng khởi, thuận theo ngồi vào trên đùi Trương Khác, từ đỉnh đầu đến chân, toàn thân đều bị một loại mẫn cảm cực hạn thắt xít lại. Ôi! Để đến nơi sâu nhất, Địch Đan Thanh cũng nhịn không được khẽ rên ra tiếng, tay chống bắp đùi Trương Khác, thích ứng một lúc mới từ từ ngồi hẳn xuống, chỗ kín co rút lại, và cứ thế ngồi xuống. Chị chủ động đi! Trương Khác ngồi trở lại trên ghế sofa, phần lưng không có chỗ dựa, tay ôm bờ mông đẩy đà của Địch Đan Thanh. Không thể vận động quá cố sức. Địch Đan Thanh ôm thắt lưng Trương Khác, cặp đùi của cô dài căng, trắng nõn, kẹp lấy thắt lưng Trương Khác, thường ngày cô thích lạnh lùng, bên trong lại rất kiên cường, lúc này tuy thở gấp rên rỉ nhưng vẫn rất hiểu điệu,
chẳng mấy chốc thì ôm sát thắt lưng Trương Khắc không động đậy nổi nữa. Trương Khắc nhìn vẻ mặt mê man phức tạp trên mặt Địch Đan Thanh, sắc mặt hồng hào, sống mũi cao thấm mồ hôi hột, con mắt khẽ híp tỏa ra vẻ mê ly hấp dẫn tới cực điểm. Trương Khắc nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, những cái nút lưỡi bạo bùng, đợi hạ thể cô bớt co quắp hơn, mới đẩy ngã cô nằm lên ghế sofa. Địch Đan Thanh lại ôm chặt thắt lưng Trương Khắc không cho y nhúc nhích, Trương Khắc tay ôm eo cô, đột nhiên Địch Đan Thanh tay chống ngực Trương Khắc muốn đứng lên. Sao thế? Trương Khắc hỏi. Địch Đan Thanh tay che giữa hai chân vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Trương Khắc chạy theo, nhìn Địch Đan Thanh lõa thân ngồi trên bồn cầu, bên dưới truyền đến tiếng nước chảy xiết. Đi ra ngoài đi. Chương 1091, Cảnh Xuân xạ tiết 2. Mặc cho Địch Đan Thanh bình thường có mạnh mẽ, lúc này cũng chỉ có thể không chịu nổi xấu hổ mà vùi đầu giữa hai bắp đùi, mái tóc đen xõa tung, che khuất nửa thân mình trắng trẻo, thanh âm mềm mại bảo Trương Khắc đi ra ngoài. Đối với nam nhân khống chế dục vọng hơi mạnh, thể nghiệm cực hạn nhất có lẽ chính là lần lượt đưa nữ nhân chọc người chiều mến lên đám mây chứ gì. Trương Khắc đầu ngu như vậy nghe lời của cô liền đi ra ngoài, trái lại còn được đằng chân lân đằng đầu, y bước vào trong, gạt ra mái tóc của Địch Đan Thanh, kéo tay cô nắm lấy nơi đó. Địch Đan Thanh vừa nắm tới, một lát sau mới ngẩng đầu, khôi phục lại chút ngang ngược ngày xưa, giận mắng, sao họ chưa bị cậu giết chết đi. Hồn của tôi cũng bị cậu làm tan đi rồi. Cô đưa tay mở vòi nước ấm của bồn tắm, chuẩn bị tắm một chút. Trong phòng tắm dưới lầu không có đầu ngủ, Địch Đan Thanh cùng Trương Khắc tắm xong phải ở chuồng đi ra, nhìn vết tích bừa bãi trên ghế sofa, đặc biệt là trên ghế sofa bị ẩm ướt một bãi, lúc này cũng không có sức mà thu dọn nữa. Địch Đan Thanh nhẹ nhàng ôm lấy lưng Trương Khắc, ôn nhu nói, chuẩn bị đồ cho cậu rồi đó, lên lầu thay đi. Hai người liền để lại một đống bừa bãi rồi lên lầu thay đồ. Hai người ôm nhau mà ngủ, Địch Đan Thanh nhớ đến đống bữa bãi trong phòng khách, trời vừa tảng sáng liền tỉnh lại, khoác áo ngủ đi xuống lầu, thấy trong phòng khách dưới lầu đã thu dọn ngăn nắp như mới, quần áo chỉnh tề xếp trên ghế sofa, chỗ vết tích ẩm ướt cũng đã được xử lý còn rất mờ. Địch Đan Thanh xoay người lên lầu, đẩy ra cửa phòng ngủ của Vệ Lan. Ánh nắng sớm đã chiếu vào bên trong phòng, cô nàng ngủ đưa lưng về phía cửa, không có động tĩnh gì, hình như không cảm thấy được cửa mở. Cũng không biết cô xuống lầu giúp hai người thu dọn lúc nào. Địch Đan Thanh đi qua xốc chăn lên, cũng chui vào chăn, từ phía sau khẽ ôm lấy Vệ Lan trong bộ váy ngủ bằng tơ, thấy cô còn không có động tĩnh, liền sờ soạng lên đôi gò bồng đảo mềm mại vểnh cao của cô, lại nhéo nhéo nó. Lúc này Vệ Lan mới không giả bộ ngủ nữa đẩy tay Địch Đan Thanh ra. Vệ Lan xoay người lại, ôm lấy Địch Đan Thanh mà ngủ, nhìn Địch Đan Thanh trong ánh nắng sớm đặc biệt xinh đẹp, Vệ Lan giúp Địch Đan Thanh vuốt tóc mai ra sau tai. Nói, chị đẹp thật đấy, cả người đều dung quang tỏa sáng. Sau này em sẽ biết. Địch Đan Thanh cười cười, quen tay chụp tay lên ngực Vệ Lan, có chuyện gì muốn nói với chị đúng không? Bị sợ hãi làm quên hết rồi, không tài nào nghĩ ra được. Vệ Lan nở nụ cười, hai người đúng là khốn khiếp, coi như em không tồn tại vậy, đèn trong phòng khách dưới lầu cũng không tắt. Không cần lo lắng những người khác thấy mà, ai ngờ em lại đột nhiên xuống lầu. Địch Đan Thanh cũng hơi xấu hổ, đích thực là hơi gấp gáp, tiện nghi cho đôi tặc nhãn của em rồi. Tay cô xoa xoa vú Vệ Lan, biết nghĩ đến đàn ông rồi hả? Ai mà như chị, Vệ Lan thụt người ra sau, lòng bàn tay Địch Đan Thanh ấm áp, bị cô vuốt ve, lòng cũng ngứa ngáy, Vệ Lan lại hiếu kỳ hỏi, sao hai người như chó vậy, thế mà cũng được à? Sao không được, em nghĩ đàn ông, Địch Đan Thanh nở nụ cười, tay từ phía sau duỗi vào trong váy ngủ của Vệ Lan. Ngón tay chạm phải da thịt trơn mềm như mỡ đông, tự em có nghịch chỗ đó rồi chứ. Địch Đan Thanh mò ngón tay đến chỗ quần lót giữa hai chân của Vệ Lan, đã rất ẩm ướt, như thể tẩm qua dầu. Em không cần, Vệ Lan vùi đầu vào lòng Địch Đan Thanh, kẹp chặt hai chân không cho tay của Địch Đan Thanh lộn xộn, rất là khó chịu, ngủ không được mới đi xuống giúp đồ khốn khiếp hai người thu dọn tàn cục. Cô lại hỏi, trong lòng chị thương nó ư? Ở trong mắt em, ái tình là giọt nước trong suốt. Hình như có một chút tạp chất sẽ không còn là ái tình vốn có nữa rồi. Ở trong mắt chị, ái tình không phải là nước tinh khiết gì hết, ái tình là ở chỗ đó, ngoại trừ cậu ấy, chị không yêu người khác được nữa. Lúc này Địch Đan Thanh cố ý làm ra vẻ mặt hung dữ, thỉnh thoảng biết nghĩ đến lão nương cũng coi như tiện nghi cho hắn rồi, thực sự là nên hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, đợi ngày nào đó lão nương chơi chán hắn rồi. Hừ hừ, Vệ Lan cười duyên, lại hỏi, chị Đan Thanh, chị nói em có thể yêu người khác không? Đến bớt cùng chị đi,
rời xa tên khốn đó một chút là được rồi. Địch Đan Thanh cười nói, tới Perth cũng thuận tiện. Em cũng không muốn lên lẹo mắt nữa. Vệ Lan nở nụ cười, còn nói thêm, như hai con chó, hai người thật không biết xấu hổ. Khi Trương Khác tỉnh lại thì Địch Đan Thanh đã không còn bên cạnh, không biết cô thức dậy lúc nào rồi. Sắc trời đã sáng, thân thể thoải mái, Trương Khác đứng ở phía trước cửa sổ, dõi mắt trông về mặt biển xanh thẳm phía xa, có vài hòn đảo nhỏ được bao phủ trong rừng rậm xanh như ngọc bích phân bố ở gần biển. Trương Khác khoác áo ngủ đi ra khỏi phòng, cả căn phòng trông như không hề có người. Xuống đến góc cầu thang, thấy quần áo của y và Đan Thanh đang xếp ngay ngắn đặt trên ghế sofa, nghĩ thầm Đan Thanh cùng Vệ Lan không đi ra ngoài, lại trở lên lầu, thấy cửa phòng ngủ của Vệ Lan hờ khép, y đẩy cửa ra nhìn thấy hai tiểu mỹ nhân đang ôm nhau, mà mắt mở hao háu. Cậu lên rồi hả? Địch Đan Thanh duỗi duỗi người ngồi dậy, sáng sớm dậy thu dọn dưới lầu một chút rồi, lại muốn ngủ thêm một giấc, sợ làm cậu tỉnh ngủ, nên ngủ ở đây. Địch Đan Thanh duỗi người, dây đeo của váy ngủ tuột vai xuống, lộ ra nửa bộ ngực trắng phau. Vệ Lan cười giúp Địch Đan Thanh sửa lại dây đeo. Vệ Lan không biết xấu hổ ngồi dậy, váy ngủ rất mỏng, không mang áo ngực, then chốt là sáng sớm cảm giác quần lót ướt đẫm, mặc trên người khó chịu nên tuột ra ném lên sàn nhà, nếu như phơi bày bản thân cho người khác nhìn thấy, không phải là thiệt thòi lớn rồi sao? Hai người bình thường nhìn đảo ở cạnh biển thì có cảm giác gì? Trương Khác đi qua giật lại rèm cửa sổ, chỉ vào hòn đảo nhỏ đằng xa cho Địch Đan Thanh cùng Vệ Lan nhìn, em nhớ kỹ Tây Australia hình như cho phép cá nhân mua hải đảo không người. Thấy vẻ quái dị trên mặt Vệ Lan, y mới hỏi, chị làm sao thế? Vẻ mặt Vệ Lan đương nhiên quái dị rồi, cô đâu nghĩ đến Trương Khác sẽ đi vào phòng ngủ của mình, còn trực tiếp đi tới bên cửa sổ nói chuyện hải đảo không người gì đó với họ. Buổi sáng cô cởi quần lót ném lên sàn nhà cạnh giường, vài chỗ háng còn hướng lên trên, quần lót màu trắng, chỗ ẩm ướt lúc này đã khô, màu vàng để lại rất dễ thấy. Nhìn ánh mắt Trương Khác rời xuống, Vệ Lan không gì xấu hổ hơn, cố duỗi qua muốn cầm lấy quần lót, cố quá nên toàn thân mất đi thăng bằng, tuột thẳng từ trên giường xuống, đầu cũng va mạnh vào bắp đùi Trương Khác. Trương Khác lãnh đủ, Vệ Lan ngã không tính quá nặng, chỉ là áo ngủ hơi ngắn, phía dưới không có che chắn. Cảnh xuân lộ hết không bỏ sót, hai vú trắng ngần vểnh cao, bắp đùi đều triệt để bại lộ dưới nắng sớm. Vệ Lan cũng ý thức được phơi bày bản thân, cô hoảng loạn che hai vú bò lên giường, cũng không nghĩ tới cô không mặc quần lót, hạ thể đỏ tươi sạch tinh cùng bờ mông trắng đều lộ rõ mồn một dưới nắng sớm. Giờ khắc này, Trương Khác thiếu chút nữa phun ra máu mũi. Chương 1092, cảnh xuân xạ tiết 3. Vệ Lan kéo chăn che mông đi, cả người đều rúc vào trong chăn. Không có dũng khí nhìn Trương Khác nữa. Địch Đan Thanh cười đến run rẩy cả người. Trương Khác nhặt lên chiếc quần lót trắng, nhìn vết tích hơi vàng phía trên, y nghi hoặc dơ dơ cho Địch Đan Thanh xem, hai người sáng sớm làm chuyện tốt gì thế. Không phải như em nghĩ đâu, trả lại đây. Vệ Lan lại đột nhiên vùng người khỏi chăn đoạt lấy quần lót trong tay Trương Khác, rồi lại chui mình vào trong chăn, hậm hực la hét trong chăn. Địch Đan Thanh, chị mau kéo tên khốn đó ra khỏi phòng em đi, chị cũng là đồ khốn khiếp. Em nghĩ cái gì? Trương Khác bị Địch Đan Thanh đẩy ra ngoài, thò tay sờ dưới váy ngủ của cô, cũng không mặc quần lót, y cười ái muội, hai người làm trò này rất vô nhân đạo đấy nhé. Cậu nghĩ lung tung cái gì vậy? Địch Đan Thanh tức mà cười, đẩy bàn tay Trương Khác đang sờ loạn mông cô, buổi sáng cậu muốn ăn cái gì, để tôi đi chuẩn bị. Nấu cà phê, luộc trứng trần, với món bánh mì kiểu Pháp, đơn giản ăn qua bữa sáng. Vệ Lan dù sao cũng không có mặt mũi đi xuống lầu. Ăn no uống đủ rồi, Trương Khác buồn chán không có việc gì, lớn tiếng nói với Địch Đan Thanh, em ra biển chơi đây. Đẩy cửa ra, y lại lặng lẽ đóng cửa trở lại. Địch Đan Thanh còn muốn chọc Vệ Lan, trừng mắt với y, cũng không nói toạc ra, một lát sau mới nghe thấy tiếng Vệ Lan đi xuống lầu. Tên khốn kia thật đáng hận, trước khi tên khốn đó trở về, em phải chuồn nhanh ra ngoài mới được, không còn mặt mũi mà gặp hắn nữa rồi, cái quần lót kia cũng không thể mặc được nữa. Ở dưới lầu em còn cái nào không? Vệ Lan cầm cái quần lót đó trong tay đi xuống lầu, chợt thấy được Trương Khác vẻ mặt cười xấu xa ngồi ở trên ghế sofa, cô vừa thẹn vừa giận tiện tay ném thứ trong tay vào mặt Trương Khác. Đợi đi ra ngoài rồi Vệ Lan mới nhớ tới đó là cái quần lót bẩn mình muốn đem xuống giặt, cô lại lao qua cướp lấy quần lót trong tay Trương Khác, mình cũng xấu hổ bật cười. Vệ Lan đỏ mặt cầm lấy quần lót lao vào nhà vệ sinh trốn, còn không quên lấy tay che phía sau. Miễn cho Trương Khác thấy được cái mông lõa lổ của cô nữa. Thấy được bộ dạng chật vật của Vệ Lan,
Địch Đan Thanh không lương tâm cười đến không thở nổi, qua một hồi lâu Vệ Lan mới thay xong quần lót đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sắc mặt cô đỏ ửng, như muốn thấm máu ra ngoài, vô cùng kiều mị. Vệ Lan nhìn Địch Đan Thanh đang cười hớn hở, chạy tới véo mạnh vào mông cô, uổng công đặt lòng tin vào chị, lại kết bè với tên khốn đó chơi em. Địch Đan Thanh cười chuẩn bị bữa sáng giúp Vệ Lan, Trương Khác cũng ngồi vào bên kia bàn ăn. Vệ Lan xoay mặt đi, trông rất xấu hổ, cả mình ngẫm lại cũng buồn cười, cả bữa sáng cũng sặc đến mấy lần. Sáng sớm cậu nói hải đảo không người làm cái gì, Địch Đan Thanh nghĩ đến chuyện Trương Khác mới nói. Em cảm thấy rất hứng thú, mùa đông muốn ra biển bơi, ở chỗ này có một hải đảo cá nhân có phải là rất thoải mái hay không? Trương Khác hỏi Địch Đan Thanh. Hả, Địch Đan Thanh muốn mở miệng, qua một lát mới hỏi, mua hải đảo thuần túy là vì hưởng thụ cá nhân của cậu thôi. Đương nhiên rồi, bằng không thì em liều mạng kiếm tiền như thế làm gì? Trương Khắc hỏi. Em đâu có liều mạng. Cả buổi sáng, lúc này Vệ Lan mới phản bác Trương Khắc một câu. Trương Khắc lặng lẽ cười, nghĩ thầm đêm qua cũng rất liều mạng. Địch Đan Thanh hỏi, muốn đi chơi, vì sao không ở Maldives đầu tư một hải đảo không người, bên Australia chính sách thế nào, tôi vẫn chưa tìm hiểu qua, điều kiện chắc cũng nghiêm ngặt hơn bên Maldives nhiều. Nếu hận ai? Lại hận đến tận xương tủy, thì xúi dục hắn đi Maldives, tốt nhất là Indonesia, mua hải đảo không người, nhưng mà mùa đông năm 2004 để cho bọn họ vào trong đó chơi. Trương Khác đương nhiên sẽ không đi Maldives đầu tư hải đảo không người, lại cười nói với Địch Đan Thanh, em không thích Maldives, Australia mua hải đảo không người sẽ có điều kiện gì? Yêu cầu di dân sao? Vậy thì chị di dân qua đây đi, công ty bên này muốn làm chuyện gì, hoặc là đại biểu pháp nhân gì đó. Có một người có quốc tịch Australia sẽ càng thuận tiện hơn. Cậu bảo tôi di dân. Địch Đan Thanh ngẩn người, ánh mắt hơi trợn lên nhìn Trương Khác, ý cự tuyệt đã rất rõ ràng. Chị nghĩ đi đâu rồi, không có việc gì em đưa chị lên hoang đảo làm gì. Trương Khác nói, quốc nội lại truyền đến tin tức, có một số người đang nhảy nhót ở đó, muốn điều tra sổ sách của Cẩm Hồ, mặc dù từ trên xuống dưới em sạch sẽ như trai tân, nhưng em lại không thích gì người ta tra sổ sách của mình. Vì tiếp tục chơi trốn tìm với họ, sổ sách bên Australia chúng ta cũng phải làm cho phức tạp một chút. Lén hiệp nghị với TCQ, cùng với tiền có từ trong khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, đó luôn là một vấn đề. Địch Đan Thanh cau mày nói, mặc dù việc này đã là việc các phương đều cam chịu, nếu như để cho một số người kéo mọi chuyện ra nước ngoài, vẫn là có chút phiền phức. Vào lúc khủng hoảng tài chính châu Á đã đánh vào hệ thống tiền tệ của các quốc gia Đông Nam Á, mặc dù không có di hoạn gì trên pháp luật, nhưng bạo loạn nổi lên vẫn sẽ làm tổn thương cảm tình của dân chúng Đông Nam Á, thị trường 500 triệu dân, Cẩm Hồ không thể dễ dàng vứt bỏ. Mặt khác lúc ban đầu hiệp nghị cùng TCQ trên kỹ thuật giải mã đầu đĩa đã xúc phạm công ước phản lũng đoạn quốc tế, mặc dù Cẩm Hồ có thể nói trong nước không có phản lũng đoạn gì, loại hành vi này cũng hoàn toàn không hơn gì phạm pháp, nhưng đã đụng chạm đến hệ thống pháp luật phản lũng đoạn của Âu Mỹ. Kéo ra ngoài, đối với nghiệp vụ của Cẩm Hồ tại thị trường Âu Mỹ cũng sẽ có ảnh hưởng mặt trái. Việc đầu cơ tiền tệ, không cần lo lắng sẽ bị người khác nắm được nhược điểm, trừ phi tra rõ sổ sách của Cẩm Hồ, mới có thể từ hướng đi tài chính nhìn ra chút dấu vết, nhưng thật ra trên chip giải mã đầu đĩa sẽ có một số phiền phức. CQ cùng ty đều là công ty trên thị trường chứng khoán của hải ngoại, nếu như họ không chịu nổi hệ thống tư pháp của Âu Mỹ gây áp lực, không đánh đã khai, Cẩm Hồ cũng chỉ có thể bại lộ theo. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, loại hành vi lén ký kết về kỹ thuật hoặc sản phẩm đồng minh lũng đoạn thị trường này, các xí nghiệp Âu Mỹ cũng không ít làm. Đối mặt với mê hoặc của siêu lợi nhuận, còn trang nghiêm giả bộ thánh nhân thì rất ít, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, rất có thể sẽ đối mặt với xử phạt của hệ thống tư pháp Âu Mỹ. Australia là quốc gia di dân, cả quốc gia cũng không có tính kỳ thị bài xích đối với di dân châu Á, đối với người Hoa. Tương lai, Australia, đặc biệt là Tây Australia, sẽ là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong kết cấu kinh tế của Cẩm Hồ tại hải ngoại, về mức độ đầu tư các khu vực hải ngoại khác sẽ không thể đánh đồng. Địch Đan Thanh di dân làm quốc tịch Australia, có một số việc quả thật sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cũng không có gì đặc biệt lo lắng hết. Trương Khác mỉm cười, nói, trước tiên chị lo việc di dân qua đây, thành lập một công ty cá nhân, lợi dụng danh nghĩa của công ty cá nhân giúp em mua một hải đảo cá nhân ở đây. Vậy để Vệ Lan đi dân đi, Địch Đan Thanh nói, lúc ở trong nước, có một số việc quả thật khiến người tâm bì lực tẫn, nản chí ngã lòng, muốn có thể thoát khỏi quốc gia thì tốt rồi, ngẫm lại cũng bỏ đi.
cứ lấy danh nghĩa của Vệ Lan tại Australia thành lập công ty cá nhân, lấy danh nghĩa của nó mua một hải đảo không người, cậu thích xây thế nào thì xây. Có cần ở Australia mua giúp cậu mấy em da trắng không? Cái đó thì có quan hệ gì với em? Vệ Lan kháng nghị. Vậy buổi sáng cũng không thể cho cậu ta nhìn chùa được. Địch Đan Thanh vừa nói như thế, Vệ Lan đỏ mặt không dám kháng nghị nữa. Địch Đan Thanh là muốn Vệ Lan đến Perth học, đem việc di dân cùng chuyển trường lo liệu một lần luôn. Đặc biệt là tài sản trên danh nghĩa của Vệ Lan đủ để đầu tư một hải đảo không người, sự tình gì cũng sẽ vô cùng thuận tiện. Bằng không thì, không di dân chỉ có chuyển trường, thủ tục sẽ rất phiền phức. Trương Khắc cũng chả biết nói gì, thân thể của Vệ Lan, từ 3 năm trước đây đã nhìn hết rồi, nhìn một lần nữa thì có cái gì đâu. Nhìn bộ dạng của Địch Đan Thanh cùng Vệ Lan, xem ra Vệ Lan là hạ quyết tâm đến vớt cùng Địch Đan Thanh rồi, chỉ là nếu để cho Vệ Lan di dân, quá trình cô ấy đến vớt sẽ nhanh hơn. Y cũng không nói gì nữa. Trương Khắc đầu tư hải đảo không người, ngoại trừ bản thân có thể hưởng thụ một lãnh địa cá nhân rộng rãi, còn muốn đợi kinh tế quảng sát Perth đến năm 2003 tăng trưởng mạnh, sau khi mở rộng thêm 10 lần, giá trị bất động sản cùng địa ốc của mảnh hải đảo đối diện với biển sẽ tăng lên vùn vụt. Hiện tại, Tây Australia vì thu hút đầu tư, giá đất thậm chí còn rẻ hơn cả Kiến Nghiệp, hải đảo không người, chỉ cần có người sẵn lòng đầu tư khai phát thì gần như là tặng không. Qua thêm 2 năm nữa, Australia vì bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên của hải đảo, sẽ lập pháp cấm cá nhân mua hải đảo rồi. Chương 1093, lén lút gặp nhau, 1. Chuyến bay trực tiếp từ Perth đến Bắc Kinh còn chưa khai thông, Trương Khắc ở Perth 2 ngày, rồi ngồi chuyến máy bay trung chuyển của Hồng Kông cùng Vệ Lan rời khỏi Perth. Xuyên qua cửa sổ máy bay, cùng với khe giữa các tầng mây, có thể thấy vùng hoang mạc rộng rãi cùng mặt biển xanh thẳm của Tây Australia. Ngồi trên chiếc ghế mềm hình cung trong cabin rộng rãi, Trương Khắc thấy Vệ Lan ngóng đầu nhìn cảnh ngoài cửa sổ đến thất thần, y mới hỏi, quyết định muốn đến Perth rồi sao? Vệ Lan gật đầu, bị hoang mạc cùng nước biển vây quanh, có cảm giác ngăn cách, cũng được. Ai? Trương Khắc khẽ thở dài, những năm gần đây xảy ra nhiều việc như vậy ở trên người Vệ Lan, người nhà của cô cũng không có năng lực bảo vệ mà cô muốn đạt được. Trong nhà nghèo khổ, vì để cho hai em trai có thể tiếp tục đến trường, Vệ Lan đành phải nghỉ học công tác vào năm học cao nhị, lớp 11 là Địch Đan Thanh bảo vệ giúp cô không bị tiếp tục trầm luân trong dòng chảy như bẩn. Trong lòng của Vệ Lan, Địch Đan Thanh là người còn thân thiết hơn, quan trọng hơn cả người nhà. Mà hiện tại cũng còn một số lời đồn đãi đang ngầm sinh sôi, Vệ Lan muốn rời khỏi quốc nội đến vớt cùng Địch Đan Thanh cũng không khó lý giải. Nghĩ đến quá trầm trọng như vậy, Trương Khắc thay đổi đề tài, cười xấu xa hỏi, quên hỏi chị một việc, sáng sớm hôm trước, chị cùng Đan Thanh không mặc đồ ngủ cùng nhau làm gì vậy? Em, Vệ Lan trừng mắt với Trương Khắc, mặt đỏ bừng, chuyện sáng hôm trước thật đúng là giải thích khó mà rõ ràng, chung quy không thể nói quần lót bị ướt mới cởi ra ngủ. Cô thò tay véo eo Trương Khắc, em còn dám nói bậy. Trương Khắc lặng lẽ cười xấu xa, nhấc tay đầu hàng, để Vệ Lan đừng véo eo y nữa. Perth vẫn là mùa đông lạnh nhất trong năm, bay qua mặt biển xanh thẳm, Hồng Kông lại mùa hạ nóng bức trong một năm nhất sau mùa bão mới đi qua. Lộ trình dài thường có thể tạo cho người ta một số cảm giác kỳ dị. Trương Khắc cùng Vệ Lan khi lên máy bay tại Perth đã có chuẩn bị, cởi xuống áo khoác, bên trong là trang phục hè mỏng manh. Vệ Lan không còn trang phục công sở nữa, mà mặc quần jean, áo thun thêm đôi giày thể thao, trong trang phục của một nữ sinh viên thanh thuần. Không ở lại Hồng Kông chơi mấy ngày hả? Trương Khắc hỏi. Xuống máy bay, Vệ Lan không chuẩn bị thủ tục xuất cảnh, mà dự định đi ngay, ngồi chuyến bay quốc nội về Kiến Nghiệp. Ngày kia phải chính thức đi học rồi. Cho dù muốn mau chóng chuyển trường đến Đại học Perth, Vệ Lan cũng không muốn trốn học tùy ý như Trương Khắc, hoàn toàn không có dáng dấp của một sinh viên. Nhìn Đường Thanh chuẩn bị thủ tục đến gặp mặt ở nhà đón khách sân bay. Vệ Lan giơ tay vẫy gọi cô qua, thấy dáng dấp nhu mì của Đường Thanh, Vệ Lan nghĩ thầm, nếu mình như Đường Thanh, có thể đối với Trương Khắc từ Perth bay trở về Hồng Kông mà nhìn như không để ý tới hay không. Cô liếc nhìn Trương Khắc, lại nghĩ đến câu, ái tình không phải là nước tinh khiết, của Địch Đan Thanh, cô cười hàn huyên với Đường Thanh, nghĩ có người yêu hạnh phúc hơn nhiều so với mình bị tình yêu ruồng bỏ. Nếu như tên khốn này có chủ ý với mình, chắc mình không có sức mà đẩy y ra. Đường Thanh một tuần trước đã đến Hồng Kông, cùng Trương Khắc đưa Vệ Lan lên máy bay đến Kiến Nghiệp, sau đó mới rời khỏi sân bay. Ở trên xe, Trương Khắc nói với Đường Thanh việc có thể sẽ di dân đến Tây Úc. Đường Thanh ôm lấy cánh tay Trương Khắc, vụ án La Quy Nguyên đã qua rất lâu rồi,
nhưng một số lời đồn đại cũng rất khó dẹp tan. Vệ Lan trong lòng đã từng chịu tổn thương muốn rời khỏi quốc nội cũng tốt. Dịu dàng tựa đầu lên vai Trương Khác, cho tới bây giờ Đường Thanh cũng không có ý nghĩ di dân. Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa cũng không có ở Hồng Kông, công trình san biển của khu sản nghiệp sắt thép nghìn vạn tấn đã tiến hành được gần một nửa. Cuộc đàm phán về sắt thép Liên Hợp Đông Hải cùng sắt thép Đông Sơn sáp nhập cũng đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, cộng thêm hạng mục cơ sở đóng tàu, Diệp Kiến Bân cùng Tôn Thượng Nghĩa đều ở Tân Đình, cao tầng của Nam Dương Hải Viễn cũng có mặt tại Tân Đình rất nhiều. Mặc dù Diệp Kiến Bân cùng Tôn Thượng Nghĩa cũng không có ở Hồng Kông, Trương Khác đặt chân tại Hồng Kông cũng không được an nhàn. Y vừa đến khách sạn, điện thoại của Tưởng Vi liền gọi đến, nói là Tiêu Thụy Dân của Liên Tín cũng ở Hồng Kông, hy vọng có thể bí mật cùng y gặp mặt. Trương Khác không biết Tiêu Thụy Dân từ đâu biết được ngày hôm nay mình sẽ có mặt tại Hồng Kông, nếu hắn yêu cầu gặp mặt, hơn nữa ban đêm cũng không có an bài khác, y liền mời Tiêu Thụy Dân đến khách sạn bán đảo cùng nhau ăn bữa cơm tối. Tiêu Thụy Dân mới 46 tuổi, tóc đã đốm muối tiêu, hắn không cố gắng nhuộm đen tóc, nghĩ thầm có một ít tóc bạc sẽ thêm chút khí chất nho nhã. Hắn gặp mặt cùng Trương Khác lần đầu tiên vẫn là ở trong nhà Vương Húc Sâm. Lần đó cũng là hắn cố muốn gặp nhân vật ở sau lưng sáng lập ra đế quốc kinh tế Cẩm Hồ một lần, tới cùng có bộ dạng thế nào, cho dù khi đó hắn thừa nhận, trận lốc xoáy mà Cẩm Hồ khơi lên tại quốc nội không nhỏ, trong lòng cũng không đặc biệt chấp nhận. Thời gian cũng gần 3 năm rồi, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng Tiêu Thụy Dân cũng rất khó dùng ngôn ngữ mà đi miêu tả, và hắn đành phải thừa nhận, có một số việc, có một số người sinh ra đã có thiên phú có thể làm tốt. Xuống xe trước khách sạn bán đảo, lúc này đã hoàng hôn, ánh nắng chiều phủ kín bầu trời, đứng ở trước khách sạn bán đảo có thể nghe được tiếng sóng biển xa xa. Hắn biết Trương Khác đến Hồng Kông theo thường lệ thích ở trong khách sạn bán đảo, không nghĩ ra Cẩm Hồ tài lực hùng hậu như vậy, vì sao không ở Hồng Kông mua một trạch viện, lại cứ muốn ở khách sạn thoải mái nhiều hơn. Nhìn Phó Tuấn từ trong đại sảnh đi ra đón, Tiêu Thụy Dân cười nắm tay với hắn. Tiêu Thụy Dân cũng không hy vọng xa vời Trương Khác có thể tự mình xuống lầu tiếp đón hắn nữa, cho dù Cát Kiến Đức cùng Cẩm Hồ không có ân oán, Trương Khác xuống lầu hay không, cũng là việc thích thì làm. Hắn nghĩ việc bản thân cùng Trương Khác lén gặp mặt nếu như truyền tới tai Cát Kiến Đức có lẽ sẽ nổi trận lôi đình thôi. Tầng trên cùng của khách sạn bán đảo là nhà hàng Pháp, xuyên qua thủy tinh sát đất, có thể nhìn ra biển rộng vào buổi hoàng hôn được ánh nắng chiều như biển lửa hừng hực nhuộm mặt biển xanh thẳm lấp lánh muôn màu muôn vẻ. Đi vào trong, Tiêu Thụy Dân không thừa nhận cũng không được, lúc này ngồi ở chỗ này ăn cơm tuyệt đối là một loại hưởng thụ xa xỉ. Giám đốc Tiêu cũng ở Hồng Kông à? Trương Khác nhìn Phó Tuấn dẫn Tiêu Thụy Dân đến, đứng lên nắm tay với hắn, mời hắn nhập tọa. Nghe nói Khác thiếu gia từ Texas trực tiếp đến Perth luôn, nghĩ Khác thiếu gia từ Perth về nước có thể sẽ dừng lại ở Hồng Kông, trong khoảng thời gian này vừa lúc có cơ hội đến Hồng Kông, nên ở lại thêm vài ngày. Tiêu Thụy Dân cũng không che giấu. Hắn dừng lại Hồng Kông chính là chờ gặp mặt với Trương Khác. Gặp mặt tại Hồng Kông, luôn thuận tiện hơn so với gặp mặt tại Kiến Nghiệp. Chương 1094, lén lút gặp nhau 2. Trương Khác cười cười, từ trong tay nhân viên cầm lấy hũ cà phê rót cho Tiêu Thụy Dân. Tiêu Thụy Dân có lẽ cũng không muốn cho Cát Kiến Đức biết được việc lén gặp mặt này. Tiêu Thụy Dân cũng không quanh co lòng vòng, hắn cũng rõ ràng mình ở trước mặt Trương Khác không có tư cách này. Ở trong nhà hàng tầng trên cùng của khách sạn bán đảo, cùng Trương Khác, Đường Thanh dùng bữa cơm Pháp, vừa ăn vừa làm rõ ý đồ đến đây. Cẩm Hồ đã chính thức tại phòng thí nghiệm ISS thành lập bộ môn nghiên cứu phát triển chip điện thoại di động, bên ngoài đều đang suy đoán Cẩm Hồ trên nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở có một số tiến triển mang tính quyết định. Nói thẳng về vấn đề này, có thể quá mạo muội hay không? Tiêu Thụy Dân hỏi. Tôi nghĩ thanh âm nghi vấn của bên ngoài đối với chúng tôi càng nhiều hơn chứ. Trương Khác vừa cười vừa nói, dù sao kỹ thuật chip băng tần cơ sở không phải là cơ cấu gì muốn khai phát là có thể khai phát. Ví dụ thất bại đi trước cũng không ít đâu. Theo phán đoán của cá nhân tôi càng nguyện ý tin tưởng Cẩm Hồ đã nắm giữ kỹ thuật chip băng tần cơ sở có thể thương nghiệp hóa rồi. Trương Khác hơi bĩu môi, không nói gì, chờ Tiêu Thụy Dân nói thẳng ra ý đồ hắn đến đây. Bộ thông tin đã minh xác đáp ứng công ty liên thông thành lập công ty con phụ thuộc toàn bộ phụ trách kiến thiết cùng kinh doanh mạng CDMA, cũng minh xác năm nay sẽ tách nghiệp vụ thông tin di động khỏi tập đoàn viễn thông, thành lập công ty độc lập. Tiêu Thụy Dân biết những tin tức này đối với Trương Khác thì không tính là tin tức gì. Dịch Vân Phi tại nội bộ bộ thông tin đã công khai đứng trên lập trường ủng hộ Cẩm Hồ. Hắn nói như vậy,
chỉ là cảm thấy có thể càng nói rõ ý đồ ngày hôm nay đến đây. Năm nay chi phí của thông tin di động so với năm ngoái đã có giảm thiểu trên diện rộng, cũng thúc đẩy điện thoại di động trong nước tăng trưởng tiêu thụ trên diện rộng. Nhưng năm nay trong số 11 xí nghiệp cầm được giấy phép điện thoại di động của Bộ Thông tin, ngoại trừ Khoa Vương Cao Khoa, 10 xí nghiệp khác, cũng bao gồm Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng đều không thể nhận được cung ứng linh kiện điện thoại di động đầy đủ, bằng không thì. Tôi nghĩ nửa năm đầu thị phần điện thoại di động hàng trong nước sẽ càng cao hơn. Trương Khắc An tĩnh nghe Tiêu Thụy Dân nói, cung ứng linh kiện điện thoại di động theo không kịp, có nguyên nhân về nhiều mặt, cũng không thể oán giận năng suất của các xí nghiệp hàng đầu không đủ. Năm nay nhu cầu của thị trường điện thoại di động trong nước tăng trưởng gần gấp đôi so với năm ngoái, thương hiệu ngoại tư cùng Cẩm Hồ tại thị trường trung cao đoan chém giết kịch liệt, do đó tại thị trường trung đê đoan để lại không gian phát triển rất lớn cho các cửa hàng điện thoại di động trong nước, nhưng chuẩn bị của các công ty điện thoại di động ít nhiều có chút không đủ, quản lý mua vật tư cũng tương đối hỗn loạn, lượng hàng cung cấp còn xa mới đạt đến yêu cầu năng suất thiết kế, có tiền cũng kiếm không được. Điện thoại di động Bảo Thạch của Khoa Vương Cao Khoa yêu cầu đại bộ phận linh kiện đều do Cẩm Hồ cung ứng, hơn nữa một bộ phận linh kiện tương đối là định chế, bởi liên hệ giữa đôi bên đầy đủ mà hữu hiệu, Cẩm Hồ có thể phối hợp với nhu cầu của Khoa Vương Cao Khoa để kịp thời điều chỉnh sản xuất linh kiện. Các xí nghiệp điện thoại di động khác trong nước lại không cách nào hưởng thụ được đãi ngộ với quy cách cao như vậy, những xí nghiệp điện thoại di động này nhu cầu đối với linh kiện không lớn, không được các xí nghiệp linh kiện hàng đầu coi trọng. Cho dù kiến nghiệp Hải Châu đã hình thành một cụm sản nghiệp nguyên bộ với quy mô nhất định, nhưng năng suất chỉnh thể còn rất hữu hạn, kiến thiết nhà xưởng nguyên bộ còn hơi lạc hậu, hơn nữa một số linh kiện nòng cốt còn cần mua của xí nghiệp điện tử hải ngoại, thường thường bởi vì thiếu khuyết một loại linh kiện nào đó mà phải đợi tới 2-3 tháng, do đó dẫn đến cả tuyến sản xuất cũng bị ép dừng lại, cho dù Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng cũng thường thường gặp phải khốn cảnh như vậy. Loại hiện tượng này có chút cùng loại với thị trường DVD player vào năm 95. Lúc đó nhu cầu của thị trường đầu đĩa như núi lửa phun trào, mà tim đầu đĩa nghiêm trọng cung không đủ cầu, chính là vì Cẩm Hồ có thể thu được hợp đồng cung ứng mỗi tháng 10 vạn tim máy của nhà xưởng Thượng Hải Philips, mới đoạt được phân ngạch gần 40% của thị trường đầu đĩa. Trương Khắc An tĩnh nhìn Tiêu Thụy Dân, loại tình huống này tôi cũng có thể lý giải, tôi nghĩ loại cục diện này sẽ từ từ có chuyển biến, nhưng cũng đừng trông cậy vào thoáng cái có thể đạt được cải thiện triệt để. Nghĩ đến cậu cũng biết một số xí nghiệp điện thoại di động trong nước đã nhắm vào đối sách với loại tình huống này. Tiêu Thụy Dân nói, rất nhiều xí nghiệp đều đề cao lượng mua linh kiện, tăng hàng tồn kho, đề cao lượng hàng tích trữ cho sản phẩm điện thoại di động. Đối sách của Liên Tín thì sao? Trương Khắc cũng không kiêng kỵ mà trực tiếp hỏi. Hiện tại Liên Tín cũng hơi hoang mang. Tiêu Thụy Dân nói, tôi hơi lo lắng, tăng linh kiện tồn kho, đề cao lượng hàng tích trữ của thành phẩm. Tuy là có thể ứng phó với khốn cục thị trường lúc này, thế nhưng có một vấn đề rất chí mạng đặt tại trước mắt, chúng ta không thể làm như không thấy. Vấn đề rất chí mạng gì? Trương Khắc hỏi. Tiêu Thụy Dân nhìn Trương Khắc, hắn không tin trong lòng Trương Khắc sẽ không rõ là vấn đề chí mạng gì. Nếu y mở miệng hỏi, Tiêu Thụy Dân phải giải thích tường tận, năng lực khai phát sản phẩm mới của các xí nghiệp điện thoại di động trong nước hữu hạn, tăng linh kiện tồn kho, đề cao lượng hàng tích trữ của thành phẩm. Cũng chỉ là đề cao linh kiện tồn kho của một hai loại điện thoại di động nào đó, nhưng năng lực khai phát sản phẩm mới của Cẩm Hồ cùng các xí nghiệp điện thoại di động nước ngoài lại mạnh như vậy. Một khi Cẩm Hồ cùng các xí nghiệp điện thoại di động nước ngoài cạnh tranh trở nên kịch liệt, sẽ không ngừng đưa mẫu mã điện thoại di động mới ra thị trường, do đó dẫn đến mẫu mã điện thoại di động cũng nhanh chóng bị giảm giá trị, cũng sẽ bị đào thải khỏi thị trường, một hai loại điện thoại di động cũ mà các xí nghiệp điện thoại di động trong nước dựa vào sẽ ế hàng nghiêm trọng. Khi đó đại lượng linh kiện tồn kho sẽ trở thành thứ nguy hiểm chết người. Trên mặt Trương Khắc vẫn duy trì nét cười thản nhiên, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài, lúc này người trong nước có thể mẫn cảm thấy được chỗ vi diệu của thị trường quả thật không nhiều lắm. Chu kỳ phát triển điện thoại di động mới của các xí nghiệp điện thoại di động trong nước khoảng chừng yêu cầu một năm thậm chí thời gian dài hơn, khi các xí nghiệp điện thoại di động nước ngoài như Nokia, Motorola cứ 2-3 tháng lại đưa ra một hay mấy mẫu mã điện thoại di động mới. Xí nghiệp điện thoại di động trong nước sẽ chân chính cảm nhận được uy lực có tính hủy diệt của chiến thuật biển máy. Samsung tại nghiệp vụ điện thoại di động Trung Quốc cũng bởi vì Khoa Vương Cao Khoa, Cẩm Hồ trong 6-7 tháng liên tục đưa ra điện thoại di động Bảo Thạch cùng điện thoại di động nắp gập mà nhận được hai tầng áp chế. Tuy nhiên thực lực kỹ thuật cùng thực lực tư bản của Samsung vẫn còn đó, ngăn trở nhất thời căn bản không thể gây tổn hại cho gân cốt của Samsung được, then chốt Samsung cũng nhanh chóng ý thức được vấn đề của họ bắt nguồn từ đâu. Chương 1095, tình thế luôn luôn phức tạp 1.
Tiêu Thụy Dân nhìn không thấu trong lòng Trương Khác đang suy nghĩ cái gì, không quản nói như thế nào, Cẩm Hồ cùng Điện Tử Hoa Hạ một vì dân doanh, một vì quốc hữu, dưới thể chế kinh tế của thị trường trong nước có thể nói là đối thủ cạnh tranh tự nhiên. Hơn nữa vào đầu năm giấy phép điện thoại di động được phát ra nhiều càng là Điện Tử Hoa Hạ ở sau lưng xúi dục Bộ Thông tin trực tiếp nhằm vào Cẩm Hồ mà gây nên, quan hệ song phương càng trở nên gay gâu. Cẩm Hồ toàn lực ủng hộ Khoa Vương Cao Khoa, tạm thời không cung ứng linh kiện cho các xí nghiệp điện thoại di động hàng trong nước khác nữa, cũng có loại nguyên nhân này ở bên trong. Tiêu Thụy Dân không hy vọng xa vời Trương Khác có thể chân thành mà đối đãi với hắn, chỉ hy vọng thành ý của mình có thể thoáng đả động đến y, hắn nói tiếp. Trên thực tế, loại xu thế này đã có manh mối rất rõ ràng rồi. Tháng 6 Khoa Vương Cao Khoa đưa ra điện thoại di động bảo thạch, tháng 7 Cẩm Hồ đưa ra điện thoại di động nắp gập, các hãng điện thoại di động nước ngoài như Nokia, Motorola vào tháng 8 đều nhanh chóng đưa ra các mẫu mã điện thoại di động mới, bộ môn phát triển cùng thiết kế sản phẩm của Samsung tại quốc nội cũng lập tức tăng thêm gần 300 nghiên cứu viên. Thoạt nhìn loại manh mối này chỉ giới hạn trong cạnh tranh thị trường cao đoan của Cẩm Hồ cùng các hãng điện thoại di động hải ngoại. Nhưng loại xu thế này muốn hướng tới thị trường trung đê đoan tôi nghĩ cũng là việc rất nhanh. Trương Khắc hai tay ôm trước ngực, thoải mái dựa lưng vào ghế, các hãng điện thoại di động trong nước quả thật có khả năng đối mặt với khốn cục như vậy, vấn đề cụ thể còn phải nhờ các xí nghiệp cụ thể đi giải quyết. Tôi muốn xác nhận Cẩm Hồ có nắm giữ kỹ thuật thương dụng của chip băng tần cơ sở hay không? Tiêu Thụy Dân tay chống bàn, nghiêm túc hỏi. Trương Khắc cũng không nghĩ Tiêu Thụy Dân có lệ vào lúc này, giám đốc Tiêu lén tới tìm tôi. Tôi nghĩ tin tức truyền ra đã làm cho một số người mất hứng. Nếu là Liên Tín bỏ qua phạm trù của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại Di động số mà đơn độc hợp tác với chúng tôi, chỉ sợ sẽ làm cho một số người nổi trận lôi đình thôi. Nói như vậy, Cẩm Hồ quả thật đã nắm giữ kỹ thuật thương dụng của chip băng tần cơ sở rồi. Ánh mắt Tiêu Thụy Dân sáng lấp lánh. Chip băng tần cơ sở dòng 0.35 micron nguyên hình năm trước đã được phát triển, chỉ là tính ổn định của nó vẫn không khiến người thỏa mãn lắm. Trương Khắc nói, hiện tại miễn cưỡng có thể sử dụng trên điện thoại di động dòng i08 rồi. i08 là một trong hai mẫu mã điện thoại di động mà Cẩm Hồ đưa ra năm 97, năm 97 cũng chỉ định vị là dòng điện thoại di động trung đê đoan. Hơn 2 năm trôi qua, Cẩm Hồ cũng đã sớm loại bỏ i08 không sản xuất nữa, nhưng các hãng điện thoại di động khác như Liên Tín thì vẫn có điện thoại di động đồng quy cách đang tiêu thụ. Nghĩ chắc cậu cũng rõ ràng. Cho dù Liên Tín nguyện ý chọn dùng chip băng tần cơ sở của Cẩm Hồ để sản xuất, nhưng không có đầy đủ lực lượng kỹ thuật để giải quyết nan đề kỹ thuật khác ngoài nguyên vật liệu chip băng tần cơ sở. Tiêu Thụy Dân nói. Trương Khắc ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thụy Dân, chúng tôi sẽ không đơn thuần tiêu thụ chip băng tần cơ sở, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng trọn vẹn phương án giải quyết kỹ thuật điện thoại di động số hoàn chỉnh dựa trên các nguyên vật liệu như chip băng tần cơ sở, hơn nữa với giá rẻ. Ngày hôm nay làm phiền rồi. Tiêu Thụy Dân đạt được đáp án hắn muốn biết, liền đứng dậy cáo từ, tôi sẽ ngồi chuyến bay đêm về Bắc Kinh, trong vòng 3 ngày hẳn là có tin tức xác thực trả lời cho Cẩm Hồ. Trương Khắc cười cười, nắm tay với hắn, 3 ngày sau tôi sẽ ở kiến nghiệp chờ anh. Sau khi Tiêu Thụy Dân rời khỏi, Trương Khắc gọi điện thoại cho Trần Tín Sinh, nói cho hắn Tiêu Thụy Dân có ý định thúc đẩy điện thoại di động của Liên Tín chọn dùng kỹ thuật chip băng tần cơ sở của ISS. Tiêu Thụy Dân muốn làm thành việc này. Coi bộ độ khó không nhỏ. Trần Tín Sinh ở trong điện thoại khẽ thở dài một hơi, nhưng để lại con đường cho họ hình như cũng không đủ rộng, nếu Tiêu Thụy Dân không thể ở lại Điện Tử Hoa Hạ được, có thể mời hắn đến Cẩm Hồ không? Đây không phải là một cái tát cho Bộ Thông tin, Điện Tử Hoa Hạ sao? Trương Khắc cười cười, đến lúc đó hãy tính đi. Lúc này Tiêu Thụy Dân đập nồi dìm thuyền ép bản thân đến tuyệt lộ cũng không phải không có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ ít hiện tại Điện Tử Hoa Hạ còn chưa thoát khỏi Bộ Thông tin, Tiêu Thụy Dân cũng coi đây thành cơ hội cuối cùng, bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt chờ tôi ở Hồng Kông đâu. Trần Tín Sinh trầm ngâm vài giây trong điện thoại, còn nói thêm, nếu như thuận lợi, có phải để cho Khoa Vương Cao Khoa cùng Liên Tín bình đẳng cạnh tranh hay không? Đó là khẳng định, Trương Khắc nói, còn nữa, bản thân chúng ta cũng phải có sản phẩm chọn dùng kỹ thuật chip băng tần cơ sở của ISS. Bản thân chúng ta cũng không dùng, sao khiến người khác yên tâm được. Dịch Vân Phi vừa mới thị sát qua khu sản nghiệp Cao Tân Thành Đô trở về Bắc Kinh, buổi sáng tham gia một hoạt động của Trung Quan Thôn, buổi chiều mới trở lại phòng làm việc của Bộ Thông tin tại phố Tây Trường An nghỉ ngơi chút. Đến bộ, cảm thấy bầu không khí hơi dị dạng, hắn không nói năng gì, ngồi trong phòng làm việc không đến 5 phút đồng hồ, gọi Trần Xuân Bình của Sở Quy hoạch vào phòng làm việc,
mới biết Tiêu Thụy Dân của Liên Tín suốt đêm từ Hồng Kông chạy về Bắc Kinh, sáng sớm đã chạy tới tìm Cảnh Trùng Dương. Sau khi Tiêu Thụy Dân đi vào phòng làm việc Cảnh Trùng Dương khoảng chừng nửa giờ, Cát Kiến Đức mới chạy qua, đều suy đoán là Cảnh Trùng Dương gọi điện thoại gọi Cát Kiến Đức tới. Cả buổi sáng, đi tới hành lang đều nghe Cảnh Trùng Dương lớn tiếng khắc khẩu truyền ra từ trong phòng làm việc. Văn phòng của Bộ Thông tin Thiết bị lắp đặt tương đối cũ, tại phòng làm việc thảo luận mà lớn tiếng là trong hành lang cũng nghe được, chỉ là ai cũng sẽ không phạm kiêng kỵ dán lỗ tai đến cửa nghe bên trong tới cùng đang khắc khẩu cái gì, chẳng qua cũng có thể loáng thoáng nghe được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Thụy Dân trực tiếp đi tìm Cảnh Trùng Dương, Dịch Vân Phi cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ ngồi xem biến, cho phép Liên Tín chọn dùng kỹ thuật chip băng tần cơ sở của Cẩm Hồ hay không, cũng không tính là đại sự gì, không cần lấy ra để mà công khai thảo luận. Cảnh Trùng Dương một gõ là có thể định âm, nhưng cũng không khó tưởng tượng Cát Kiến Đức vì sao tức giận. Mặc dù đem những xí nghiệp Liên Tín, Liên Tấn đều quy cho điện tử Hoa Hạ rồi, nhưng uy tín của Cát Kiến Đức tại nội bộ điện tử Hoa Hạ cũng không cao, Tiêu Thụy Dân bỏ qua hắn trực tiếp đến Cảnh Trùng Dương tìm sự ủng hộ. Cho dù giữa Cát Kiến Đức cùng Cẩm Hồ không tồn tại ân oán cá nhân gì, đây cũng không phải là cục diện mà hắn hy vọng nhìn thấy. Trong lòng Tiêu Thụy Dân cũng rõ ràng, dựa theo quy củ, ý nghĩ của hắn tại nội bộ điện tử Hoa Hạ sẽ bị bóp nát đầu tiên, thừa dịp điện tử Hoa Hạ còn thuộc Bộ Thông tin quản hạt, trực tiếp tìm Cảnh Trùng Dương phân xử là cơ hội cuối cùng của hắn. Cảnh Trùng Dương tới cùng sẽ có thái độ gì? Dịch Vân Phi cũng không nắm chắc điều này. Chương 1096, tình thế luôn luôn phức tạp 2. Khoảng thời gian Dịch Vân Phi ở trong phòng làm việc xử lý tích góp từng tài liệu một, thư ký gõ cửa vào nói là Cảnh Trùng Dương mời mấy phó bộ trưởng họ đến phòng làm việc của hắn. Dịch Vân Phi buông bút, tháo xuống cặp kính lão đặt lên bàn, cùng hai phó bộ trưởng khác đi vào phòng làm việc của Cảnh Trùng Dương, thấy Tiêu Thụy Dân cùng Cát Kiến Đức mặt đỏ tía tai ngồi ở đó. Trên mặt Cảnh Trùng Dương không có gì đặc biệt, hắn ngồi ở đó, nhìn ba phó bộ trưởng đi vào. Từ khi Cảnh Trùng Dương mời ba người họ cùng nhau tham dự thảo luận chuyện này, Dịch Vân Phi đã đoán được trong lòng Cảnh Trùng Dương có thái độ gì. Mặc dù trong lòng Cảnh Trùng Dương rất có quan niệm về phân dân doanh, quốc hữu, nếu như điện tử Hoa Hạ có thể trên kỹ thuật kéo vãn chút tình thế xấu, Cảnh Trùng Dương vẫn kiên trì hướng về điện tử Hoa Hạ. Khi xí nghiệp điện tử quốc hữu không tiến bộ, giữa ngoại tư cùng dân doanh lựa chọn ủng hộ ai, trong lòng Cảnh Trùng Dương vẫn nắm chắc. Ngoại trừ cái này, điện tử Hoa Hạ sẽ phải tách khỏi Bộ Thông tin, quy quản hạt của Ủy ban Mậu dịch Kinh tế, nhưng Cảnh Trùng Dương tuyệt đối không thích Cát Kiến Đức phấn khởi vì từ nay về sau thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Tiêu Thụy Dân xem như ông tổng xí nghiệp dưới cờ điện tử Hoa Hạ, vòng qua điện tử Hoa Hạ qua đây tìm hắn, có hơi phá hư quy củ, nhưng quy củ này phá hư lại làm cho Cảnh Trùng Dương thích, hơn phân nửa Cảnh Trùng Dương sẽ không vứt bỏ cơ hội cuối cùng gõ Cát Kiến Đức một chút. Cẩm Hồ thực sự phát triển ra kỹ thuật chip băng tần cơ sở rồi. Mấy ngày nay bên ngoài truyền đến truyền đi tin tức, cũng phân không rõ là thật hay giả, nếu có thể đạt được xác nhận, có thể coi là một tin tức tốt. Cho dù Cẩm Hồ phát triển ra chip băng tần cơ sở, trên mức độ kỹ thuật hẳn là cũng không tính rất cao, lúc này Liên Tín đuổi kịp, nối tiếp kỹ thuật sẽ không có vấn đề quá lớn, cũng vừa lúc có thể từ đầu thâm nhập vào trình tự nguyên vật liệu để bồi dưỡng nhân tài. Đối với Liên Tín mà nói, ý nghĩa tối hiện thực chính là giá thành mua nguyên vật liệu có thể giảm xuống trên diện rộng. Dưới cờ điện tử Hoa Hạ có 3 xí nghiệp, để Liên Tín đứng ra trước thử một chút cũng là tốt, cho dù Liên Tín thất bại, nó cũng không ảnh hưởng đại cục. Nghe được Dịch Vân Phi lên tiếng, Cát Kiến Đức mới phát giác ngày hôm nay hắn bất hạnh rồi. Cả mùa hè, các hãng điện thoại di động hàng trong nước khác bị Cẩm Hồ, Khoa Vương Cao Khoa liên hợp áp chế đến gắt gao như vậy, hơn nữa ý đồ Cẩm Hồ toàn lực ủng hộ Khoa Vương Cao Khoa cũng có hiểm nghi rõ ràng nhằm vào Bộ Thông tin. Cát Kiến Đức vốn tưởng rằng xuất phát từ loại nguyên nhân này, Bộ Thông tin sẽ không ủng hộ ý nghĩ của Tiêu Thụy Dân, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong bộ càng có lòng cách giác hơn đối với điện tử Hoa Hạ đã sắp nhảy ra khỏi lòng bàn tay. Kiến nghiệp vào đầu tháng 9 vẫn rất nóng bức, nhưng làm cho trong ngành sôi trào lại là tin tức ISS đã nghiên cứu ra kỹ thuật chip băng tần cơ sở đạt được xác nhận. Trừ điều đó ra, Lý Kiện Hy, trưởng môn nhân phía sau màn tập đoàn Samsung Hàn Quốc lấy thân phận cá nhân viếng thăm Trung Quốc cũng là tin tức quan trọng trong khoảng thời gian này có thể hấp dẫn ánh mắt của giới truyền thông cùng công chúng. Mặc dù trong khủng hoảng tài chính châu Á bị áp chế nặng, nhưng won trên diện rộng bị giảm giá trị lại làm cho tập đoàn Samsung tại phương diện đẩy mạnh nhập khẩu thu lợi không ít. Năm 98 là năm tài vụ tập đoàn Samsung khôi phục nguy cơ, lượng xuất khẩu của tập đoàn Samsung chiếm 22% tổng ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc.
dưới cờ tập đoàn Samsung vẫn có 3 xí nghiệp đứng hàng 500 xí nghiệp hàng đầu của thế giới. Tập đoàn Samsung với tổng tài sản đạt gần 80 tỷ đô la Mỹ được giới truyền thông cùng công chúng Hàn Quốc coi là tượng trưng cho nền công nghiệp dân tộc, cho dù Lý Kiện Hy năm 97 từ chức vụ của ông ta tại tập đoàn Samsung, nhưng vẫn được dân chúng Hàn Quốc coi là linh hồn của Samsung, là người dẫn đường của nền công nghiệp dân tộc Hàn Quốc. Lý Kiện Hy viếng thăm Trung Quốc, cho dù chính phủ Trung Quốc cũng tương đối coi trọng, chính phủ địa phương sở hữu đầu tư của Samsung càng muốn nóng lòng bày tỏ. Lý Kiện Hy lấy thân phận cá nhân viếng thăm Trung Quốc, thị sát xí nghiệp Samsung tại đây, trọng điểm vẫn là tỉnh Đông Hải. Tỉnh Đông Hải đã phái phó tỉnh trưởng phụ trách thu hút vốn đầu tư đi theo toàn bộ hành trình. Khi Lý Kiện Hy tại kiến nghiệp, bí thư tỉnh ủy Đông Hải Đào Tấn, tỉnh trưởng Lý Viễn Hồ, bí thư thành ủy kiến nghiệp La Quân, thị trưởng Tiêu Minh Kiến cũng đều dành thời gian gặp mặt. Mặc dù trong đầu tư tại Trung Quốc của Samsung, Đông Hải chiếm tỷ lệ không lớn, nhưng cảm tình của nội bộ tập đoàn Samsung đối với tỉnh Đông Hải lại khá phức tạp. Từ lúc Trung Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao năm 92, Samsung đã rất nhanh đến Đông Hải đầu tư xây xưởng, vì điện tử Samsung kiến nghiệp đầu tư xây tại kiến nghiệp cho tới nay đều là một trong những xí nghiệp điện có kỹ thuật tiên tiến nhất, quy mô lớn nhất Đông Hải, nhưng thứ Samsung thu được càng nhiều tại Đông Hải là hồi ức khiến người khác lúng túng. Năm 95, VCD DVD player Samsung bị DVD player Ái Đạt trục xuất khỏi thị trường, mặc dù lần đó là chất lượng của bản thân đầu đĩa Samsung không quá quan mà chủ động rời khỏi thị trường, nhưng theo con mắt ở trong ngành, nửa năm đầu năm 95, thị phần đầu đĩa của Samsung đã bị DVD player Ái Đạt cướp đi cái bảo tọa đệ nhất. Năm 96, Samsung tỉnh cấu Hương Thuyết Hải, kế hoạch muốn tại Huệ Sơn xây dựng trung tâm chế tạo điện gia dụng quy mô lớn nhất châu Á đã bị thất bại phủ đầu, cái này đủ khiến kế hoạch di rời trung tâm chế tạo điện gia dụng đến Trung Quốc của Samsung bị kéo dài hết một năm. Hương Thuyết Hải không chỉ rơi vào trong túi của đối thủ cạnh tranh, sản phẩm của Hương Thuyết Hải tại thị trường Trung Quốc thậm chí tại thị trường châu Á đều hình thành cạnh tranh mãnh liệt đối với sản phẩm điện gia dụng của Samsung. Ngày hôm nay, nghiệp vụ điện thoại di động của Samsung tại Trung Quốc cũng nhận được áp chế của Cẩm Hồ cùng Khoa Vương Cao Khoa mà Cẩm Hồ dốc lực ủng hộ, thành tích của nghiệp vụ điện thoại di động sau mùa hạ đã bị trượt dốc trên diện rộng. Lúc này, lại một tin tức khiến người chán nản khác lại được chứng thực, tin tức này cũng khiến Lý Tại Thủ phiền táo bất an. ISS thành công nghiên cứu ra kỹ thuật chip băng tần cơ sở, ý nghĩa xí nghiệp này đã hoàn chỉnh nắm giữ toàn bộ cơ sở kỹ thuật nòng cốt của thông tin di động cá nhân. Cho dù kỹ thuật hiện nay Cẩm Hồ nắm giữ đều là trung đê đoan, nhưng Cẩm Hồ ngoại trừ nắm giữ kỹ thuật hoàn chỉnh, còn thành lập hệ thống sản xuất hoàn chỉnh từ thiết kế, sản xuất chip, thiết kế đến in ấn mạch, lắp ráp sản xuất linh kiện, ý nghĩa Cẩm Hồ đã sở hữu ưu thế thành phẩm tuyệt đối trên dòng sản phẩm điện thoại di động trung đê đoan. Cho dù Motorola, Nokia, Philips, Ericsson, họ ở trên dòng sản phẩm điện thoại di động trung đê đoan, Cẩm Hồ không còn ưu thế gì đáng nói. Điều khiến Lý Tại Thù lo lắng nhất là, trên thăng cấp kỹ thuật Cẩm Hồ cũng chưa từng thả lỏng chút nào, thậm chí sắp tới có khả năng từ ti đưa vào kỹ thuật chế tạo tinh viên không. 25.0.18 micron. Chương 1097, tình cờ gặp nhau. Vào buổi chiều ngày hôm sau, Lý Kiện Hy tại kiến nghiệp tham quan hết trung tâm phát triển cùng thiết kế sản phẩm của Samsung tại kiến nghiệp, đi cùng với các quan viên địa phương cùng với cao tầng Samsung tại Trung Quốc, chuẩn bị trở về khách sạn tham gia tiệc rượu do chính phủ TP, kiến nghiệp đặc biệt cử hành cho mình. Khi đi qua ngõ học phủ, Lý Kiện Hy ngồi ở trong xe, có phần chần chờ quay đầu lại nhìn ngõ học phủ phồn hoa náo nhiệt trong buổi hoàng hôn. Lý Tại Thù ngồi ở trong xe này, đang quay đầu lại nói chuyện, thấy chú quay đầu thoáng nhìn qua. Trong lòng hắn khẽ giật mình, thấy được trên mặt Hinh Dư vẫn chấn định, nghĩ đến lúc này chắc là chú nghĩ đến Trương Khắc rồi. Nghĩ chú ấy không có khả năng sẽ đoán được Hinh Dư cũng ở đây, càng không thể đoán được quan hệ giữa Hinh Dư và Trương Khắc thân thiết hơn người bình thường tưởng tượng nhiều. Người đó có tham dự buổi tiệc tối nay không? Lý Kiện Hy ngồi thẳng người hỏi Lý Tại Thù. Cháu đã liên hệ qua với chính phủ TP, kiến nghiệp rồi, phủ thị chính cũng phát thiệp mời cho Cẩm Hồ, nhưng người đó không có ở Hồng Kông, Lý Tại Thù nói. Lý Hinh Dư biết buổi chiều ngày hôm nay Trương Khắc sẽ từ Hồng Kông bay trở về kiến nghiệp, nghĩ thầm chính phủ TP, kiến nghiệp không mời y được rồi, ngoại trừ Samsung trực tiếp đứng ra mời mới có thể chính thức gặp mặt, cô ngồi ở một bên, không nói năng gì. Đáng tiếc nhỉ, Lý Kiện Hy khẽ thở dài, ông ta cũng là người có phần tự phụ, châu Á, ở trên kinh doanh, trên thương nghiệp, nhân vật có thể lọt vào mắt ông ta đã không nhiều lắm, rồi lại nói với Lý Tại Thù, đó là một người có dã tâm bừng bừng.
ta chú ý tới xí nghiệp mỏ Hoa Hy rất coi trọng đối với khống chế mậu dịch xuất khẩu indium, bước tiếp theo của họ có thể sẽ hạ thủ đối với kỹ thuật tinh thể lỏng lá mỏng thôi. Lý Tại Thù thầm giật mình, mặc dù các xí nghiệp Nhật như Hạ Phổ, Panasonic mới là những người nắm giữ kỹ thuật tinh thể lỏng tiên tiến nhất, nhưng kỹ thuật tiên tiến nhất cũng không ý nghĩa phân ngạch thị trường lớn nhất. Trên thực tế, từ năm 93 Samsung tiến vào lĩnh vực màn hình tinh thể lỏng lá mỏng, danh hiệu dẫn đầu toàn cầu về thị phần vẫn đều là Samsung. Lý Kiện Hy lấy thân phận cá nhân viếng thăm Trung Quốc, nhóm Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đại biểu chính phủ TP, Kiến Nghiệp tổ chức tiệc rượu long trọng tại nhà hàng Kiến Nghiệp, đại biểu của giới công thương địa phương cũng dự thính không ít. Lý Hinh Dư không thích những trường hợp công khai lộ mặt thế này, cô như bức tượng ngồi đó, bảo trì dáng vẻ đoan trang, bảo trì nụ người thân thiết, còn phải làm như không thấy đối với những ánh mắt lõa lổ hướng về mình. Sự kiện tụ hội gia đình thế này cũng không có cảm giác ấm áp chút nào, không quản là trong tiệc rượu hay là tiệc rượu qua đi, cũng không có thời gian nói chuyện cá nhân. Uống chút rượu, mặt hơi nóng lên, cô đi ra hành lang ngoài phòng khách, muốn hít thở không khí một chút. Hành lang từ tầng 1 đến tầng 4 trong nhà hàng Kiến Nghiệp đều được bao quanh bởi cửa sổ cao tới 12 mét, đỉnh cửa sổ treo đèn thủy tinh lớn, trang hoàng thêm cho tòa nhà được xây dựng với phong cách những năm 80 thêm xa hoa mỹ lệ. Lý Hinh Dư đứng ở trước lan can thưởng thức ánh đèn thủy tinh đến xuất thần, nghĩ thầm, đèn thủy tinh dù đẹp, chẳng qua cũng chỉ là vật trang điểm cho người khác, cô bỗng nhiên thấy được đứng đối diện một bóng hình quen thuộc. Này! Lý Hinh Dư hưng phấn phất tay, cũng muốn hỏi Trương Khác vì sao cũng sẽ có mặt trong nhà hàng này, còn đứng ở hành lang đối diện nhìn mình. Cô muốn vẫy tay gọi y tới, nghĩ đến Trương Khác cự tuyệt lời mời của phủ thị chính, để cho người bên này thấy được y xuất hiện ở đây hình như có vẻ không tốt. Cô liền tự mình đi vòng đến hành lang đối diện, thấy Trương Khắc sắc mặt ửng đỏ, bộ dạng cũng uống chút rượu, mới cười hỏi, sao anh lại ở đây? Tôi mời người khác ăn cơm. Trương Khắc cười nói, đứng ở đây, có thể nhìn thấy mọi người đang náo nhiệt ở đó, hội trưởng Lý không phải là tùy tiện rời khỏi Hàn Quốc. Lúc này, Trần Tĩnh cùng Tiêu Thụy Dân cùng với vài cao tầng của Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa tại Kiến Nghiệp còn có nhóm Tô Tân Đông từ phòng bao đi ra, trong số họ, chỉ có Trần Tĩnh. Tô Tân Đông cùng số ít người biết thân phận của Lý Hinh Dư, những người khác thấy Trương Khác đi ra sớm hơn họ, đang ở trong hàng lang tán tỉnh một cô gái xinh đẹp, họ đều ăn ý không chào hỏi với Trương Khác, mà đi trước xuống lầu. Lý Hinh Dư cũng không nhận ra những người khác, nhìn ánh mắt những người khác hướng qua, cô chỉ dịu dàng cúi đầu thăm hỏi, thân phận như thể vợ của Trương Khác. Cha tôi đến Kiến Nghiệp rồi, còn muốn gặp mặt anh đấy. Lý Hinh Dư nói, hội trưởng Lý có biết cô quen tôi không? Trương Khắc cười hỏi. À, Lý Hinh Dư cũng rõ ràng vì sao Lý Tại Thù phải giúp mình ở trước mặt người trong gia tộc giấu giếm sự thực mình dọn đến ở trong chung cư thanh niên. Cô mừng rỡ vì có được sự tự do, nhưng những tính toán này lại không tiện giải thích với Trương Khắc, cũng không muốn lừa gạt y, thanh niên của Hàn Quốc cũng không thích gia trưởng can thiệp vào bạn bè của mình. Nói thật chứ, Trương Khắc cười cười, tôi không phải là một người thích nghiêm chỉnh ngồi xuống gặp mặt, không thể nói lời muốn nói, chỉ nói một số lời không có ý nghĩa. Nếu như hội trưởng Lý biết tôi và cô quen nhau, tôi còn nghĩ có thể lén mời ông ấy thưởng thức trà của Đông Hải. Tôi biết hội trưởng Lý rất tinh thông đối với trà đạo, cạnh tranh giữa công ty không nói, cá nhân tôi vẫn rất kính nể kiến giải của hội trưởng Lý ở trên kinh doanh công ty. Lý Hinh Dư ngưng mắt nhìn Trương Khác, trên thế giới này có hai người đàn ông đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mình, một người là cha, một người là người trước mắt. Cha được dân chúng Hàn Quốc tôn là thần kinh doanh. Người trước mắt tại Trung Quốc sáng lập ra kỳ tích kinh tế làm cho thế nhân chú mục, nhìn qua đều khiêm tốn điềm đạm, nội tâm lại cực kỳ tự phụ. Có lẽ đều sẽ tránh tại trường hợp chính thức gặp gỡ đối phương. Hinh Dư. Lý Hinh Dư nghe được hàng lang đối diện có người dùng tiếng Hàn gọi mình, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là thư ký của cha, cô bèn nói với Trương Khác, tôi phải đi qua đó. Trương Khác gật đầu, rồi y đi thang máy xuống lầu. Nhìn Trương Khác vào thang máy, Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng từ phía sau hành lang đi ra, hắn mới biết Trương Khác đang ở Kiến Nghiệp, còn ở chỗ này dùng cơm với cao tầng của Liên Tín cùng với Khoa Vương Cao Khoa. Sao hai người lại ở đây? Lý Hinh Dư bị Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng từ phía sau trụ hành lang đi ra làm giật mình, nghĩ đến có lẽ là họ cố ý. Cô khẽ cau mày, không chờ họ trả lời, liền đi thẳng vào đại sảnh yến hội. Lý Tại Thù không quản Hinh Dư sẽ có cái nhìn gì. Hắn vẫn vô ý thức nhìn chằm chằm vào hướng cửa thang máy. Chương 1098, Cường Địch.
Bộ thông tin truyền ra tin tức nói Liên Tín sẽ chọn dùng kỹ thuật chip băng tần cơ sở của ISS trước tiên xem ra là sự thật. Kim Nam Dũng nói, thật sự khó mà tưởng tượng Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa cùng Cẩm Hồ lúc này lại bởi vì nguyên nhân gì khác mà ngồi ăn cơm với nhau. Cho dù tin tức Cẩm Hồ tại phòng thí nghiệm ISS Mỹ, phát triển ra kỹ thuật chip băng tần cơ sở được chứng thực, cũng chưa hẳn sẽ nhận được đủ sự coi trọng. Lý Tại Thù gật đầu, cho dù kỹ thuật của Cẩm Hồ lúc này còn chưa đủ thành thục, còn không thể hình thành uy hiếp gì, nhưng ai cũng muốn quên đi sự trưởng thành nhanh chóng mà Cẩm Hồ biểu hiện ra trong mấy năm nay, đã định trước phải chịu thiệt lớn. Trong lòng hội trưởng cũng rõ ràng, Kim Nam Dũng nói, có chuyến đi này của hội trưởng, chí ít tổng bộ sẽ không chậm trễ nữa. Tập đoàn Samsung đã càng cường thịnh hơn sau nguy cơ nghiêm trọng khủng hoảng tài chính châu Á mang đến, ba xí nghiệp dưới cờ tập đoàn bài danh 500 cường của thế giới, Cẩm Hồ lúc này mặc dù chói mắt, nhưng trên chỉnh thể đều không thể địch nổi Samsung, nhưng phải biết rằng quy mô mà tập đoàn Samsung phát triển đến hiện tại đã dùng đến 60 năm, mà Cẩm Hồ chỉ chính thức đặt móng thành lập mới 5 năm thời gian, mức độ trưởng thành nhanh chóng của nó khiến người hết hồn, không đem Cẩm Hồ trở thành cường địch để mà coi trọng thì thật đúng là không được. Trương Khắc xuống thang máy, nhóm Tô Tân Đông, Tiêu Thụy Dân, Trần Tĩnh đang chờ y ở đại sảnh dưới lầu. Người lúc nãy là con gái của Lý Kiện Hy tập đoàn Samsung. Trương Khắc nói với Tiêu Thụy Dân, ngày hôm nay phủ thị chính mở tiệc chiêu đãi Lý Kiện Hy ngay đối diện với phòng bao của chúng ta. Tiêu Thụy Dân cười cười, hắn cũng không thể cảm khái con gái của Lý Kiện Hy lại hấp dẫn đến vậy, cũng không thể hỏi Trương Khắc làm sao lại đi quen với con gái của Lý Kiện Hy. Chính phủ TP, kiến nghiệp mở tiệc chiêu đãi nhóm Lý Kiện Hy ngay trong đại sảnh yến hội đối diện với hành lang, Trương Khắc công khai ở phòng bao bên cạnh mời họ ăn cơm, không chút nào lo lắng có thể sẽ gặp nhau ở hành lang. Tiêu Thụy Dân nắm tay với nhóm Trương Khắc, Tô Tân Đông, lại nói với Trần Tĩnh, Liên Tín cùng Khoa Vương Cao Khoa còn phải tiếp tục kề vai chiến đấu. Trần Tĩnh cười cười, Khoa Vương Cao Khoa có được một số thành tích, đó là Liên Tín thành toàn cho. Đi ra khỏi đại sảnh khách sạn. Tiêu Thụy Dân cùng vài thành viên cao tầng của Liên Tín ngồi xe đi trước. Trương Khắc dự định bảo Tô Tân Đông đưa y về ngõ học phủ, thấy Trần Tĩnh đứng ở trước cửa xe nhìn qua, không biết cô có chuyện gì muốn nói. Trương Khắc nói với Tô Tân Đông, tôi ngồi xe của Trần Tĩnh, vừa lúc cũng tiện đường. Mà phương án giải quyết lúc ban đầu chỉ quyết định cung cấp cho Khoa Vương Cao Khoa kỹ thuật chip băng tần cơ sở của ISS, Liên Tín đột nhiên chen vào, vẫn chưa giải thích với Trần Tĩnh. Lần này tôi từ Perth trở về. Máy bay trung chuyển tại Hồng Kông, Tiêu Thụy Dân đã chờ sẵn ở Hồng Kông nhiều ngày. Anh ta chặn đường tôi ở đó. Trương Khắc ngồi vào trong xe của Trần Tĩnh, đóng cửa xe, cảm giác được mùi thơm nhàn nhạt từ trên người Trần Tĩnh tỏa ra càng rõ ràng, y phục mùa hè mỏng manh. Điện thoại di động bỏ trong túi quần ngồi khó chịu, Trương Khắc móc ra tiện tay đặt lên đồng hồ xe mới nói với Trần Tĩnh, tôi suy nghĩ rồi, quyết định đồng thời cung cấp kỹ thuật chip băng tần cơ sở ISS cho Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa. Áp lực trên người Tiêu Thụy Dân không nhỏ chứ, tôi vừa mới nghe được Liên Tín cũng dùng kỹ thuật chip băng tần cơ sở ISS thì thật sự rất bất ngờ. Trần Tĩnh cười nói, biết là thành ý của Tiêu Thụy Dân đã có được tác dụng, cô nhìn xe phía trước ra khỏi bãi đỗ xe mới khởi động xe. Cát Kiến Đức có lẽ biểu hiện có hơi cấp thiết, mới làm cho bộ thông tin lại đi ủng hộ Tiêu Thụy Dân, nhưng đối với Tiêu Thụy Dân thì một khi điện tử Hoa Hạ chính thức chuyển cho Ủy ban Mậu dịch Kinh tế Quốc gia quản hạt. Sau đó sự ủng hộ của bộ thông tin đối với hắn sẽ rất có hạn. Đến lúc đó, hắn còn có thể dưới hệ thống của điện tử Hoa Hạ mà tiếp tục vững vàng nắm giữ Liên Tín nữa không, kết cục là gì thì quả thật không dễ nói. Chí ít từ góc độ của Ủy ban Mậu dịch Kinh tế thì sẽ không hy vọng thấy được doanh nghiệp trung ương trực thuộc xảy ra nội đấu. Khi đó thứ Tiêu Thụy Dân duy nhất có thể tự bảo vệ mình chính là Liên Tín có thành tích cực xuất sắc, đối với Tiêu Thụy Dân mà nói, một là áp lực rất lớn, hai là thời gian rất cấp bách. Tôi cũng lo lắng Tiêu Thụy Dân sẽ nóng lòng hy vọng kỹ thuật chip băng tần cơ sở ISS có thể mang đến cho Liên Tín lợi nhuận vượt quá mong đợi. Trương Khắc nói đến đây mới khẽ thở dài, chúng ta cũng biết nóng lòng cầu thành cũng không phải là chuyện gì tốt. Hành động của Tiêu Thụy Dân xem như là đập nồi dìm thuyền, không thể thành công thì sẽ thành nhân, đối thủ như vậy mới có thể giành được càng nhiều sự tôn trọng hơn. Trần Tĩnh cười nói, Tử Gia cũng có phán đoán tương tự đối với xu thế thị trường điện thoại di động trong nước. Một khi các hãng điện thoại di động nước ngoài như Motorola, Nokia, Philips cùng Cẩm Hồ lũ lượt đưa ra mẫu mã điện thoại di động mới, điện thoại di động hàng trong nước sẽ rơi vào vùng lầy của chiến thuật biển máy, không thể tự thoát ra được. Khoa Vương Cao Khoa cùng Liên Tín nếu có thể trên phát triển sản phẩm mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Cẩm Hồ cùng các hãng điện thoại di động nước ngoài.
thì còn cần tích lũy về kỹ thuật một thời gian tương đối dài, chỉ là thời gian không đợi người, có lẽ không thể nói Tiêu Thụy Dân nóng vội được. Trương Khắc cười cười, Lý Kiện Hy của tập đoàn Samsung là người từ trước đến nay đã quen khép mình, ông ta không còn đảm nhiệm bất luận chức vụ gì của tập đoàn Samsung, lần này còn tự mình đến Trung Quốc xem một vòng, không thể nghi ngờ là muốn nội bộ Samsung dành sự coi trọng cao độ đối với thị trường Trung Quốc, lần này mặc dù chúng ta đã chiếm một nước trên, nhưng trên chỉnh thể vẫn lạc hậu hơn Samsung một khoảng lớn, còn xa mới đến lúc phân thắng bại. Rời khỏi nhà hàng Kiến Nghiệp, Trần Tĩnh lựa chọn một con đường vắng vẽ về ngõ Học Phủ, đèn đường nửa che nửa đậy sau hàng cây già, ánh sáng u ám, lúc đêm khuya người hai người lái xe chạy trên đường, cảm giác cũng không tệ lắm. Thấy Trần Tĩnh lái xe vào con hẻm quản gia, Trương Khắc cười nói, cô rất quen thuộc với Kiến Nghiệp nhỉ. Ra khỏi hẻm quản gia là đường Yến Hồ Tây, có thể thấy được ánh đèn của khu nhà trước vườn sồi phía bắc rồi. Trương Khắc còn tưởng rằng Trần Tĩnh lái xe ở Kiến Nghiệp cho tới bây giờ đều chỉ đi các tuyến đường chính ở thành phố như Đông Hoa, đường Sắc Phiên, đường Trung Sơn chứ, không ngờ cô cũng rất quen thuộc các con đường nhỏ ở Kiến Nghiệp. Đến một thành phố, tôi thường thích lái xe đi lung tung, không phải là đều nói, Mạch Nhiên Hồi Thủ, Đăng Quang Lan San, sao? Cảm giác này tại những nơi náo nhiệt phồn hoa cũng không dễ tìm được. Trần Tĩnh cười cười, nụ cười rất ngọt, không phải là nụ cười máy móc khi dùng cơm trong nhà hàng. Ngồi ở trên xe, chạy trên con đường vắng vẻ, trên cảm giác cũng rất kín đáo, đây là bí mật nho nhỏ trong nội tâm Trần Tĩnh, tự nhiên sẽ không nói rõ với Trương Khắc. Mạch Nhiên Hồi Thủ, Đăng Quang Lan San, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt dưới lửa tàn đứng đó. Hai câu thơ trích trong bài Thanh Ngọc Án, Tân Khí Tật. Ý nghĩa, con người phải trải qua sự phồn hoa náo nhiệt, mới cảm nhận được giá trị của sự bình thản yên ả. Chương 1099, một đồng tiền mua thịt. Phong cảnh đẹp nhất của một thành phố, cho tới bây giờ cũng không phải là nơi dưới ánh đèn sáng tỏ. Trương Khắc mỉm cười, xoay mặt nhìn con đường ngoài cửa sổ. Con đường chỉ có 2-3 làn xe chạy, ánh đèn đường bị tán cây ngô đồng rậm rạp che đi có vẻ u ám, hai bên là những tòa nhà xây theo phong cách những năm 80. Trương Khắc rất quen thuộc với nơi đây, bởi vì nơi này rất gần Đại học Sư phạm, Đại học Lâm nghiệp, nhiều sinh viên đều thích đến gần nơi này thuê phòng. Có một số là bởi vì muốn làm thêm ngoài trường, ở ký túc xá trường học thì không tiện, có một số người thì muốn cùng bạn gái hoặc bạn trai sống thử với nhau. Trong kiếp trước, Trương Khắc tốt nghiệp từ Đại học Đông Hải, đã ở trọ ở con hẻm quản gia hết một năm. Trương Khắc nhìn ánh đèn hiu hắt từ khu chung cư ngoài của sổ xe đến xuất thần, tìm kiếm những căn nhà mà y quen thuộc. Có chút mới lạ, cảm giác được Trần Tĩnh giảm tốc độ xe, y mới định thần lại, thấy ở con hẻm đằng trước đỗ vài chiếc xe. Cửa cầu thang khu chung cư đang vây kín người, con ngõ nhỏ cũng bị chiếm hết một nửa. Hình như đã xảy ra chuyện gì rồi. Trần Tĩnh từ từ lái xe qua, xuyên qua khe hở từ đoàn người có thể thấy được có chiếc xe cứu thương màu trắng đang đậu ở phía trước, còn có người ở phía trước bảo mọi người tránh đường. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Trương Khắc ấn cửa sổ xe xuống, hỏi một người đàn ông trung niên đang đứng ở vỉa hè, mặc quần cộc, cầm quạt hương bổ hóng mát, ngẩng đầu nhìn xung quanh chỗ cửa cầu thang. Anh ta liếc nhìn Trương Khắc, không nói gì, có vẻ không muốn trả lời người ngồi trong xe xa hoa như Trương Khắc. Thấy được có một thanh niên hiếu kỳ tới hỏi thăm, một chị hơn 50 tuổi chủ động giới thiệu tình huống cho Trương Khắc, chị ta thở dài một hơi mới nói, ai, trong khu chung cư có một cô luẩn quẩn trong lòng nên uống thuốc trừ sâu, vợ chồng đều là công nhân của xưởng kim khí, nửa năm trước đều đã nghỉ làm rồi, mỗi tháng lĩnh sinh hoạt phí 100 đồng, còn có một đứa con, cả nhà đã rất lâu rồi chưa ăn thịt. Buổi chiều ngày hôm nay cô vợ dẫn đứa con đi chợ, đứa con thèm ăn mặn, đứng trước quầy thịt sống chết không chịu đi. Cô vợ vét túi còn đúng một đồng, muốn mua một miếng thịt về nấu cho đứa con ăn. Thời buổi này ai lại mua thịt với một đồng tiền chứ, ông chủ quầy thịt không để ý tới cô vợ, hình như cũng nói mấy lời khó nghe, cũng không biết sốt cuộc có mua thịt được không, trở về luẩn quẩn trong lòng liền uống thuốc trừ sâu. Thịt mua được rồi, một chị da hơi ngăm đen đi tới bổ sung, tối nấu thịt cho đứa con ăn. Đợi đứa con ngủ mới uống thuốc trừ sâu, người chồng thì sửa xe đạp ở ven đường, trở về mới biết vợ đã uống thuốc trừ sâu. Nghe cô vợ vẫn còn hơi thở, cũng không biết đưa đến bệnh viện có cứu được hay không nữa. Trần Tĩnh từ nhỏ cầm y ngọc thực, quả thật không biết cầm một đồng mua thịt sẽ bị người ta sỉ nhục sẽ có cảm giác thế nào. Cô nhìn xe cứu thương phía trước rời khỏi con hẻm từ đầu kia, cũng không biết có thể làm được việc gì, thấy Trương Khắc vẻ mặt ngưng trọng, mím môi. Hình như đang suy nghĩ đến việc bi thương gì đó,
hình như cũng không nghe hai chị bên ngoài cửa sổ xe đang nói cái gì. Trần Tĩnh lấy hết tiền từ trong bóp ra, thò người ra ngoài cửa sổ xe nói với hai chị kia, hai chị là hàng xóm của họ hả, số tiền này không nhiều lắm, không quản thế nào, có thể giúp tôi chuyển số tiền này cho họ được không? Một chị ngoài của sổ xe nhìn xấp tiền trong tay Trần Tĩnh, do dự nhìn người bên cạnh, người đàn ông cầm quạt hương bồ, mặc quần cộc, vừa rồi không để ý tới Trương Khác lại rất có chủ trương liền nhận lấy tiền, tiện tay đếm đếm rồi nói, chỗ này có 800 đồng, hai chị nhớ giúp tôi, lát nữa tôi sẽ lấy thêm trong nhà 100 đồng. Ai, hai vợ chồng nuôi một đứa con thật không dễ dàng gì, bình thường đều là người rất sĩ diện. Xe cứu thương đã ra khỏi ngõ, nghe người trước mặt nói có người chủ động muốn đưa đứa trẻ về nhà chăm sóc. Xảy ra chuyện như vậy, hàng xóm sẽ chủ động vươn tay giúp đỡ một chút. Trần Tĩnh cũng không biết mình còn có thể làm cái gì nữa, vừa rồi đưa tiền ra ngoài cửa sổ, nửa thân mình đều dán lên người Trương Khác, nhưng cũng không cảm thấy có chỗ nào bất thường. Cô thấy Trương Khác trầm mặc không nói lời nào, mới hỏi y, hay là tôi đưa anh về trước? Đi theo xe cứu thương đến bệnh viện đi, Trương Khác nói, thấy Trần Tĩnh có vẻ nghi hoặc, y giải thích, trong nhà ngay cả tiền mua thịt ăn cũng không có, chắc cũng không có tiền trả viện phí đâu. Chúng ta cùng đi qua xem sao. Mặc dù nửa năm sau năm 2001, Trương Khác mới thuê trọ ở hẻm quản gia hết một năm, nhưng không gặp qua đôi vợ chồng này, nhưng vẫn nghe nói qua bi kịch này, lúc này đã xảy ra đối với đôi vợ chồng trẻ cũng chỉ là khởi đầu của bi kịch. Người vợ được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời thì tính mạng sẽ không có đáng ngại, nhưng vào năm 99, bệnh viện của TP, Kiến Nghiệp còn chưa có thực thi chế độ lục soát thông đạo cứu trước trả viện phí sau, hoặc là tài chính địa phương phụ một phần phí chữa bệnh. Bệnh viện một mặt cấp cứu người vợ uống thuốc trừ sâu, rửa ruột cho người vợ, một mặt lấy đình chỉ cấp cứu để ép người chồng giao tiền viện phí. Người chồng thật vất vả mới vay mượn từ hàng xóm gom góp được 1.000 đồng, nhưng chỉ đủ trả phí xuất hành cho xe cứu thương, phí cấp cứu trị liệu. Người vợ sau khi cấp cứu còn phải nằm viện quan sát vài ngày, phải chuẩn bị sẵn phí nằm viện 3.000, người chồng đến tận sáng còn chưa xoay sở được tiền, về đến nhà uống hết nửa bình thuốc trừ sâu còn lại. Trần Tĩnh nghe Trương Khác nói như vậy, mới nghĩ đi theo đến bệnh viện trực tiếp giao tiền tận tay cho người ta càng thích hợp hơn, nhưng cô cũng không lấy lại tiền từ trong tay người đàn ông. Trong bệnh viện có thể dùng chi phiếu tính tiền, hoặc là thông báo người khác đưa tiền qua là được. Trần Tĩnh khởi động xe men theo sát đá bọc vỉa hè, đi qua con đường tắt bị bưu kín, vòng qua đường Yến Hồ Tây, vừa lúc thấy được xe cứu thương từ phía nam đường Yến Hồ Tây quẹo qua đường Hồ Nam, cô liền đạp chân ga nhanh chóng đuổi theo xe cứu thương. Đi theo phía sau xe cứu thương vào Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Mặc dù ban đêm, trước khu cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh vẫn rất bận rộn, nhìn các nhân viên y tá bác sĩ chuyển người vợ lên cáng cứu thương rồi khiêng vào khu cấp cứu, mượn ngọn đèn, thỉnh thoảng thấy được người vợ, sắc mặt trắng kinh khủng, khóe miệng lại sùi bọt mép, thanh niên từ trong xe cứu thương đi ra mặc áo sơ mi xanh bằng vải thô, dính rất nhiều dầu máy, xem tướng mạo cũng chỉ khoảng 30 tuổi, trong ánh mắt đầy vẻ áy náy cùng lo lắng. Chắc anh ta chính là chồng của người tự sát. Tôi đi vào trước, cô gửi xe xong thì tìm tôi. Trương Khác cầm lấy điện thoại di động rồi xuống xe trước. Này, Trần Tĩnh gọi Trương Khác lại, cô mới nhớ vừa rồi đưa cho người ta hết tiền rồi, mới thò tay ra với Trương Khác, tôi không có tiền gửi xe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1100, bắt xe gian. Trương Khác không có thói quen mang theo ví tiền trong người. Y sờ sờ túi quần, chỉ có 5 đồng, liền đưa nó cho Trần Tĩnh, trong bệnh viện giữ xe hết 10 đồng, cô gửi ở ven đường đi, chỉ mất 5 đồng thôi. Tôi lập tức gọi điện cho Phó Tuấn, bảo anh ấy đem tiền mặt qua đây. Trần Tĩnh cầm lấy tiền, bẻ tay lái chuẩn bị lui ra ngoài, gửi xe trên đường ngoài bệnh viện rồi mới đi vào tìm Trương Khác. Khi Trần Tĩnh chuyển đầu xe muốn đi thì từ trong bóng tối đột nhiên lao ra 7-8 thanh niên chặn lại đầu xe. Trần Tĩnh không đóng cửa sổ xe lại. Có người thò tay thẳng vào trong xe rút chìa khóa, rồi hắn quát to, xuống xe, xuống xe. Trần Tĩnh hốt hoảng, coi như là ăn cướp, cướp tại trung tâm thành phố, tại cổng bệnh viện nhân dân tỉnh, xã hội này cũng kinh khủng quá rồi. Trương Khác còn chưa đi vào trong khu cấp cứu, đang gọi điện thoại cho Phó Tuấn bảo hắn đem tiền tới bệnh viện, trên người y ngay cả chi phiếu cũng không đem. Thấy có người chặn xe của Trần Tĩnh, Trương Khác vội vàng đi tới, hỏi, chuyện gì, các người muốn làm gì? Vì sao ngăn cản xe, trong lòng hai người rõ ràng. Xuống xe trước rồi nói. Người dẫn đầu mặc đồng phục của cục cảnh sát giao thông, hắn thò đầu vào trong xe nhìn thoáng qua, thấy Trần Tĩnh xinh đẹp ngời ngợi, không dám thô bạo kéo người,
hắn mở cửa xe bảo Trần Tĩnh xuống xe, lại xoay người lại chỉ tay vào Trương Khác, đẩy y ra sau xe, hỏi, vừa rồi có phải anh đưa tiền cho cô ta không? Hắn rút ra một tờ giấy, mở ra trên đuôi xe rồi nói, việc này không liên quan gì đến anh chỉ cần ký tên lên tờ giấy này, thừa nhận ngồi qua này chiếc xe, biển số xe là. Hắn hỏi người đứng ở sau xe, biển số xe là bao nhiêu? Hải F23568, là xe của Hải Châu. Trương Khác thấy xe cứu thương trước khu cấp cứu đã chạy đi, nhân viên đều đã vào khu cấp cứu. Y quay đầu lại thoáng nhìn thanh niên đứng ở sau xe báo biển số xe, khóe miệng hắn khẽ nhếch nụ cười, đối với loại cười này y quá quen thuộc rồi, đơn giản là các loại ý như, đã câu được một con cá lớn, lại khấm khá rồi, y nghĩ thầm chắc không phải đem họ trở thành xe gian, xe không chính chủ, để bắt chứ. Anh ngồi xe của cô ta từ đâu? Viết vào chỗ này, người mặc đồng phục chỉ vào chỗ trống bảo Trương Khác, đến bệnh viện nhân dân tỉnh kiến nghiệp, anh trả cho cô ta bao nhiêu tiền, những cái này anh phải viết lên. Trong thành phố nhiều bộ môn đang nhằm vào xe cộ phi pháp triển khai hành động, bắt xe gian, anh ngồi xe gian là không nên rồi, giờ phải phối hợp với chúng tôi hành động. Các người có nhầm lẫn gì không vậy? Lúc này Trần Tĩnh mới nghe rõ là chuyện gì xảy ra, cô đi tới giải thích, tôi đâu giống như là đi đón khách. Đường Tam Hà này ban đêm có nhiều gái còn ăn mặc gợi cảm hơn cả cô, mặt mũi cũng không kém cô đâu. Người ta không phải cũng lái xe đón khách sao? Hắn nhếch miệng cười, nói năng lỗ mãng. Cô nói cho tôi biết, trên người cô chỗ nào không giống với lái xe gian đâu nào. Hắn quay đầu lại vẫy tay, người phía sau cầm tới một camera, nói, quá trình hai người giao dịch trả tiền, chúng tôi đều quay lại cả rồi, cái này gọi là bảo lưu chứng cứ, cô muốn chống chế cũng không có cửa đâu, chuẩn bị tiền phạt đi. Tôi với anh ấy là bạn, sao tôi lại thu tiền của anh ấy được? Tôi cầm tiền của anh ấy là chuẩn bị trả tiền gửi xe ở bên ngoài. Trần Tĩnh biện giải. Cô cho rằng lời này của cô ai sẽ tin? Người mặc đồng phục xem thường nhìn Trần Tĩnh chằm chằm, hắn lại lấy ra một cuốn sổ nhỏ trông như biên lai, cầm lấy bút rồi nhanh chóng viết viết, xong rồi xé một tờ nhét vào tay Trần Tĩnh, không cho phân giải gì hết. Tôi không quản có phải là cô chuyên môn lái xe gian hay không, nhưng chạy một lần là không được, để cho tôi thấy thì càng không được. Cô chuẩn bị 3 vạn rồi sau đó đến nơi này nộp tiền phạt nhận xe, có ý kiến gì thì cũng mời cô đến đây trình bày. Chúng ta cũng không phải để cho cô trình bày đâu. Trần Tĩnh ý thức được biển số xe Hải Châu trên xe cô không làm cho những người này sợ hãi, mà cửa bệnh viện còn đậu nhiều xe ba bánh thế mà, nhưng cũng không thấy những người này đi quản họ. Tú Tài gặp phải binh, có lý nói không rõ, không thể ăn thiệt thòi trước mắt, cũng không dây dưa với những người này. Trần Tĩnh nói, được thôi, các người cứ kéo xe đi, cuối cùng tôi cũng sẽ tìm được chỗ nói lý lẽ. Tôi có thể lấy vật phẩm cá nhân của tôi ở trong xe ra chứ? Trần Tĩnh khom lưng lấy ra vật phẩm cá nhân trong xe cho họ kéo, cũng không sợ họ ăn mất. Trương Khác nhìn sắc mặt của mấy người này, trong lòng rất chán ghét, họ đâu phải là muốn quản xe gian gì đâu, căn bản là tóm được một cái giấy phạt 3 vạn đồng mà thôi. Nhìn biên bản những người này đưa tới bắt mình ký tên, Trương Khác không khỏi cười khổ, lẽ nào mình ký xuống còn phải đi theo chỉ rõ Trần Tĩnh lái xe gian hay sao? Thực sự là sẽ bị người khác cười rụng răng, loại chuyện vớ vẩn này cũng gặp được. Hơn nữa còn ở bệnh viện nhân dân tỉnh. Lúc này điện thoại di động vang lên, Trương Khác thấy là điện thoại của Phó Tuấn, không nghĩ tới họ chạy tới nhanh như vậy. Trương Khác nối máy nói cho Phó Tuấn mình đang ở cổng bệnh viện. Lúc này chồng của người tự sát trong chiếc áo sơ mi vải thô dính đầy dầu máy từ trong khu cấp cứu hớt hải chạy ra ngoài, chắc là vội vàng trở lại xoay tiền. Trương Khác không thể để hắn hoảng loạn vô thần trở lại như vậy. Nghĩ thầm vợ hắn uống thuốc trừ sâu tự sát đã khiến năng lực tiếp nhận của tâm lý hắn đạt đến cực hạn rồi. Lúc này một đả kích nho nhỏ cũng đều có khả năng dẫn thanh niên này đi đến tuyệt lộ. Này! Trương Khác lớn tiếng gọi thanh niên kia lại. Thanh niên đó không đáp lại, hắn cũng không cho rằng trước khu cấp cứu bệnh viện sẽ có người quen mình, vẫn vội vã chạy về hướng chiếc xe máy ba bánh đậu trước cửa bệnh viện. Trương Khác xoay người muốn đuổi theo ngăn chồng của người tự sát lại. Cũng không ngờ người mặc chế phục tóm lại áo y, anh phải ký lên, thừa nhận trả tiền ngồi xe của cô ta mới có thể đi, anh có nghĩa vụ phối hợp với chúng tôi chấp pháp. Người đó động tác thô bạo, Trương Khác thình lình bị kéo đứt hai cúc áo sơ mi, nhìn người chồng ngồi lên xe máy ba bánh, còn mình thì bị kéo lại không đi được, dưới tình thế cấp bách, trong lòng tức giận, y quay đầu lại trừng mắt với viên cảnh sát, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay hắn đang kéo áo mình, con mẹ mày có buông tay không? Nhìn xe của người chồng sắp chạy ngang qua người mình, Trương Khác cũng quản không được nhiều, đạp lên bắp đùi nhân viên cảnh sát một cái,
làm hắn ngã ngồi xuống đất, rồi chạy tới ngăn lại xe máy ba bánh, nói với người chồng, anh chờ một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chương 1101, ác mộng chưa kết thúc. Các nhân viên công tác tạm thời của Cục Cảnh sát Giao thông đang canh giữ ở cửa Bệnh viện Nhân dân tỉnh thấy thủ lĩnh bị đối phương đạp cho một cái ngã chúi rụi, họ liền tiến lên vây quanh, muốn bắt Trương Khắc đánh cho một trận. Lúc này từ cổng chạy ào vào một chiếc Mercedes-Benz, một chiếc xe buýt thương vụ màu đen, xe không giảm tốc độ liền nhảy xuống bốn người. Phó Tuấn ôm lấy cổ của thanh niên đang tóm cổ áo Trương Khắc, kẹp mạnh buộc hắn phải buông tay nắm cổ áo Trương Khắc ra trước, lại dùng lực đẩy hắn ra một bên. Lúc này mới hỏi Trương Khắc đã xảy ra chuyện gì. Trương Khắc không có thời gian giải thích cho Phó Tuấn, liền nói với người chồng, chúng tôi vừa mới lái xe đi qua con hẻm quản gia, biết vợ anh đã xảy ra chuyện, cùng với nỗi khó khăn của gia đình anh, cho nên muốn tận một chút lực, hy vọng anh đừng cự tuyệt. Người chồng mặc dù thương tâm gần chết, trong lòng lại tràn đầy hổ thẹn đối với vợ mình, còn bị sự việc xảy ra ở trước cổng bệnh viện làm cho hoảng sợ, 7-8 người xông lên muốn bắt người thanh niên trước mắt. Lại bị bốn người nhảy xuống từ hai chiếc xe phía sau rất nhanh chế ngự. Người mặc đồng phục lảo đảo đứng lên to tiếng muốn gọi bảo an bệnh viện, muốn báo cảnh sát, bên này lại đi qua một người kẹp lấy gương mặt của người mặc đồng phục, móc ra một cuốn sổ nhỏ dơ dơ lên khiến người đó im lặng. Trương Khắc không muốn ở trước cổng bệnh viện để cho người ta vây xem, y cầm lấy tiền từ trong tay Phó Tuấn, rồi cùng với Trần Tĩnh đi cùng người chồng vào khu cấp cứu trả tiền viện phí trước, giao chuyện trước cổng bệnh viện cho Phó Tuấn đi xử lý. Mới vừa vào đại sảnh khu cấp cứu, hộ sĩ thấy người chồng đi cùng với Trương Khắc, Trần Tĩnh trở lại, vội vàng gọi hắn, này, không phải là bảo anh xoay tiền viện phí sao? Anh không xoay đủ tiền, việc cấp cứu bên này cũng phải dừng lại. Bệnh viện này không phải là cơ cấu từ thiện, này, sao anh còn đi vào trong? Loại giọng điệu này Trương Khắc nghe mà lửa giận đầy bụng, nhưng y cũng không thể tính toán với loại tiểu nhân vật này làm gì. Trần Tĩnh quay đầu lại nhìn hộ sĩ kia một cái, còn Trương Khắc thì lười chả buồn nhìn cái nào. Hộ sĩ lại không bỏ qua đuổi theo, Trương Khắc đứng lại hỏi, thế cần bao nhiêu tiền mới có thể để bệnh viện các người cảm thấy một mạng người đáng để cứu hả? Hộ sĩ lúc này mới biết Trương Khắc cùng Trần Tĩnh là đến theo chồng người tự sát, nhìn xấp tiền trong tay Trương Khắc, hộ sĩ không nói gì thêm, trở lại tiếp tục công việc của mình. Nhóm Trương Khắc đi thẳng tới khu nộp phí, trước tiên trả đầy đủ tiền viện phí. Sau đó ra bên ngoài cùng người chồng chờ đợi kết quả cấp cứu. Không biết là ai đã nhận ra Trương Khắc cùng Trần Tĩnh ngồi chờ ở bên ngoài được chốc lát, viện trưởng Cát Dân Tuấn của Bệnh viện Nhân dân tỉnh chạy tới. Tháng 11 năm ngoái, Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh bị bọn Đường Trung đâm bị thương, chính là khẩn cấp đưa vào Bệnh viện Nhân dân tỉnh chữa trị. Hiện tại Cát Dân Tuấn cũng không rõ lắm thân phận của Trương Khắc cụ thể là gì. Hắn nghĩ thầm nếu có thể làm cho Thường ủy tỉnh ủy Kim Quốc Hải cùng Sở trưởng Sở vệ sinh tỉnh Đinh Tiểu Vĩ khẩn trương như vậy đối với vết thương bị ám sát của y, không chừng thực sự là con cái của vị lãnh đạo trung ương nào đó đang học ở kiến nghiệp. Cát Dân Tuấn mặc áo blue trắng, vừa lúc cha vợ của Sở Phó Trần của Sở vệ sinh tỉnh đang nằm viện, Sở Phó Trần cùng vợ qua thăm cha vợ, ban đêm vừa lúc hắn rãnh rỗi nên chạy đến bệnh viện một chuyến, biết được bệnh nhân vừa mới đưa đến có quen với Trương Khắc. Hắn lập tức bỏ Sở Phó Trần chạy tới khu cấp cứu phía trước. Hắn đi tới hàn huyên chốc lát với Trương Khắc, liền gọi các bác sĩ tham gia cấp cứu ra hỏi tình huống, lại chỉ thị tăng số người cấp cứu, đợi xác nhận tình huống của người tự sát ổn định rồi, hắn mới dè dặt hỏi Trương Khắc có quan hệ gì với gia đình bệnh nhân. Họ là thị dân bình thường ở con hẻm quản gia, buổi tối tôi vừa lúc chạy xe qua hẻm quản gia, gặp chuyện có thể giúp được thì giúp, tự nhiên không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Trương Khắc lãnh đạm nói. Rồi móc ra điện thoại từ trong túi quần, nói với Cát Dân Tuấn, tôi có điện thoại muốn gọi. Rồi y đi thẳng tới cuối hành lang gọi điện thoại. Cát Dân Tuấn cảm thấy hối hận trong lòng, nghĩ thầm Trương Khắc y nghĩ nông nỗi muốn lấy le trước mặt gái đẹp, biểu thị có tấm lòng ôm chuyện không quan hệ vào người, mình qua đây muốn lấy lòng người ta không phải là tự tìm không thoải mái. Người nếu tới rồi, lại không thể không giao phó một tiếng liền phất tay áo bỏ đi ngay, hắn chỉ chờ Trương Khắc gọi điện thoại xong rồi tính. Hành lang bên này rất an tĩnh, có thể rõ ràng nghe được tiếng nói của Trương Khắc ở đầu kia hành lang. Việc thị trưởng Tiêu mở tiệc chiêu đãi Lý Kiện Hy của Samsung ở nhà hàng kiến nghiệp tôi có biết rồi, rất không may là ngày hôm nay tôi có an bài khác nên không thể tham gia, nhưng tôi có một việc khác muốn báo cáo với Bí Thư La một chút. Khi tôi cùng với Tổng Giám đốc của Khoa Vương Cao Khoa Tiểu Thư Trần Tĩnh về ngõ học phủ đã gặp một chuyện thế này. Trước đó tôi cũng không thể tưởng tượng trong thành phố này lại có gia đình liên tục mấy tháng liền không có điều kiện ăn thịt, cố lấy dũng khí cầm một đồng tiền mua thịt lại phải chịu nhục nhã,
trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy cần thiết phải báo cáo chuyện này với Bí Thư La một chút. Tôi nghĩ lúc này thị trưởng Tiêu đang rất bận việc tiếp khách Hàn Quốc, loại việc nhỏ này, chắc là thị trưởng Tiêu không có tâm tư mà chú ý. Thấy Trương Khác treo điện thoại, Cát Dân Tuấn thầm giật mình, nghĩ thầm y là ai mà có thể nói điện thoại với Bí Thư Thành ủy Kiến Nghiệp La Quân. Hắn biết trước khi cấp cứu người phía dưới từng ép buộc chồng của bệnh nhân giao tiền viện phí trước, may mà Bệnh viện Nhân dân tỉnh thuộc Chính phủ Nhân dân tỉnh, Sở vệ sinh tỉnh quản, mặc dù La Quân quyền cao chức trọng, nhưng vẫn chưa tới phiên hắn có ý kiến ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Đáng tiếc ác mộng của hắn còn chưa tỉnh lại thì Trương Khác lại đứng ở đó ấn nút điện thoại, áp đem điện thoại di động bên tai rồi nói ra một cái tên khiến hắn run rẩy. Xin chào tỉnh trưởng Lý, tôi là Trương Khác, buổi tối ngày hôm nay tôi gặp phải một việc. Vừa mới báo cáo với Bí Thư La rồi, Bí Thư La cũng cảm thấy chuyện này nên để tỉnh trưởng biết một chút thì tốt hơn, nên tôi mới mạo muội gọi điện thoại cho tỉnh trưởng. Trương Khác treo điện thoại rồi trở lại chỗ ngồi, cũng trở nên xa cách với Cát Dân Tuấn, một lát sau thì Phó Tuấn đi tới. Nhân viên cảnh sát giao thông phục kích xe gian ở trước cổng bệnh viện cũng thần sắc khẩn trương theo ở phía sau. Chúng em có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, vừa rồi ở trước cổng bệnh viện có chút hiểu lầm, em qua đây xin lỗi với anh. Anh không có tư cách đến xin lỗi với tôi. Trương Khác vung tay lên, cắt đứt lời nhân viên cảnh sát giao thông, lại nói tiếp với giọng lạnh lùng mà nghiêm khắc, không phải là anh muốn tôi thừa nhận ngồi xe gian sao. Anh cầm biên lai qua đây, tôi sẽ ký tên, các anh kéo xe đi đi, ngày mai tôi sẽ bớt thời giờ đến cục cảnh sát giao thông nộp tiền phạt. Trương Khác lại phân phó cho Phó Tuấn, mời nó ra ngoài đi, tôi lười nói với nó từ cút. Chương 1102, những kẻ ăn thịt. Con mẹ mày chứ, mắt mày mù rồi hay sao, chẳng lẽ trên đường có cái xe tăng, mày cũng xông tới phạt người ta 3 vạn à? Khương Minh Chí nghẹn đầy một bụng lửa giận, mặc dù hắn chửi như tát nước vào mặt đám người phục kích trước cổng bệnh viện nhân dân tỉnh, nhưng sống lưng mồ hôi lạnh toát ra như tắm, tay cũng run rẩy, càng như thế hắn càng chửi dữ, càng phải phát tiết, hận không thể hủy diệt hết dấu vết về đám người này, sau đó về nhà ngủ, coi như chuyện hôm nay chưa hề xảy ra. Thang Kiến Phong đại đội trưởng đại đội chấp pháp liên hợp, phó bí thư trưởng văn phòng chính phủ, mặt âm trầm đứng ở đằng xa, tới tận bây giờ hắn vẫn không nói một lời, nghe nói trước khi bọn họ tới, Lý Viễn Hồ và La Quân đã tới trước một bước, xe đỗ cách đó không xa, tới nơi là vào thẳng lầu khám bệnh, nếu vì đội chấp pháp cố ý làm khó khiến không cứu được người bệnh, thật sự không biết được hậu quả nghiêm trọng tới mức nào. Nhìn chiếc Maserati xa hoa, Thang Kiến Phong thật không biết giáo huấn lũ khốn kiến này như thế nào. Không có kiến thức đúng là bi ai. Có điều nói đi cũng phải nói lại, thời này trong nước mấy ai nhận ra được một chiếc Maserati, cái xe thể thao như con ếch nằm bẹp sát đất này chẳng phải thứ hay xuất hiện trên phim cảnh, mà nhìn qua cũng có vẻ chẳng hơn xe Passat là bao, huống hồ còn treo biển Hải Châu. Thang Kiến Phong hiện chỉ quan tâm tới bi ai bản thân mình, La Quân sớm đã không ưa gì Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh rồi, hành động chấp pháp liên hợp này lại do chính phủ thành phố chủ đạo. Không biết La Quân có thừa cơ phát tác hay không, người ta là thị trưởng, phó thị trưởng không sợ bị La Quân tóm tóc, còn mình chỉ là con chó nhỏ, đám đại nhân vật đó không cẩn thận dẫm lên một cái cũng chết. Đội trưởng Khương, anh lại đây một chút, Thang Kiến Phong gọi, lúc này chỉ có thể vứt xe giữ tướng thôi, sự kiện phát sinh ở cổng bệnh viện chỉ là hiện tượng cá biệt, chỉ cần nhân viên chấp pháp cá biệt cần đề cao tố chất, sự phạt phải nghiêm khắc, không thể phủ định ý nghĩa cả cuộc hành động. Dặn dò như thế vài câu rồi cùng Khương Chí Minh vào lầu khám bệnh, thầm nghĩ để Khương Chí Minh đứng ra làm tốt thí, mình xem tình thế có cơ xoay chuyển không. Đám Lý Viễn Hồ, La Quân đều trong phòng quan sát lầu 2, dọc hành lang toàn là quan viên chính phủ của tỉnh, Thang Kiến Phong hỏi bọn họ, hai vị lão đại đâu. Ở bên trong, ông chủ lớn vừa gọi điện cho ông chủ thứ hai bảo tới ngay bệnh viện, giọng nói có vẻ rất bất thiện. Người chết rồi à, Thang Kiến Phong cả kinh hỏi. Người cứu được rồi, hai vị đại lão đang thăm hỏi. Rốt cuộc là ai, mọi người có biết không? Thang Kiến Phong hỏi tiếp. Vậy là không làm lỡ việc cứu chữa, nếu như người đã cứu được, thường mà nói là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất rồi. Ông chủ lớn đâu cần vì thế mà trở mặt với ông chủ thứ hai. Hay là thân phận hai người được cứu chữa cực kỳ quan trọng, tới mức ông chủ lớn phải trở mặt để tỏ rõ lập trường. Là một nữ công nhân mất việc, thật đáng thương. Do không mua được thịt nên tự sát. Mắt Thang Kiến Phong tròn xoe, không sao tin nổi, chỉ vì một công nhân mất việc mà gây ra động tĩnh lớn như thế này à? Là đưa náo ăn no rừng mỡ kinh động tới cả bí thư thành ủy và tỉnh trưởng.